Cổ tiên nhân tập 96, Tử vi u biến, tâm khí quy lai chân chính chuyện được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. 12 niên thú thái cổ kết hợp với vạn niên đấu phi xa vô cùng hoàn mỹ, những ý tưởng trước đây của Phương Nguyên lúc này đang hiện ra trước mắt người đời. Hắn đã thật sự dung hợp hoàn mỹ chiến trận thượng cổ và tên cổ phòng. Tần Đình Lang không khỏi mở to mắt, Phương Chính ngơ ngác nhìn, bản lĩnh thật cao minh, cho dù là Long Công cũng không khỏi mở miệng tán thưởng. Ông chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tuy nói bản chất của chiến trận thượng cổ và tiên cổ phòng đều là sát chiêu tiên đạo, nhưng dung hợp hai sát chiêu lại với nhau, trước phong nguyên còn chưa có ai thành công. Cẩn thận, nó cũng đến đấy. Thương nguyên tử kêu to, không khỏi kinh hoàng, khí tức của vạn niên đấu phi xa lúc này vô cùng kinh khủng, đến mức khiến nàng phải chấn kinh. Sát chiêu tiên đạo, phá hiểu kích lưu, vạn niên đấu phi xa bay xuống, ven đường đánh xuyên từng tầng không khí, phát ra tiếng nổ thê lương. Nó vốn là tiên cổ phòng bát chuyển khá ưu dị, dung hợp chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu, có được chiến lược có thể tác chiến hùng hồn với long công sau khi cả hai giao hòa chiến lược tăng gấp đôi càng làm cho người ta phải kiêng kỵ long công khẽ kêu một tiếng thì triển khí tường thế sông của vạn niên đấu phi xa hơi ngưng lại trực tiếp xông phá khí tường long công long công nhướng mày một lần nữa thôi động khí tường vạn niên đấu phi xa không hề nghi ngờ lại phá được khí tường long công lại xây vạn niên đấu phi xa lại phá phá liên tiếp năm lần Phớt cuộc thế sông của vạn niên đấu phi xa đã giảm xuống phương nguyên cười lạnh thì triển sát chiêu tiên đạo vạn năm săn bắn sau một khắc hư ảnh dòng sông thời gian bên trên vạn niên đấu phi xa đột nhiên khuếch trương vô số niên thú giống như thủy chiếu mãnh liệt chui ra phô thiên cái địa đại quân niên thú đầy trời triển khai công kích với tiên mộ giống như hải khiếu ngập trời muốn nuốt chọn tất cả đại quân niên thú nhiều không kể xiết có rất nhiều niên thú thượng cổ niên thú thái cổ cũng không hiếm thấy càng khủng bố hơn chính là đại quân niên thú đều nghe theo sự điều khiển của phương nguyên quả thật điều khiển như cánh tay kinh khủng chỉ dựa vào một chiêu này phương nguyên có thể dùng sức của một người mà đối phó với bất kỳ thế lực siêu cấp nào hắn muốn triệu hoán hết niên thú trong dòng sông thời gian đến sao đây gần như là phiên bản của sát chiêu tiền hữu cổ nhân trước đó nhưng thủ đoạn của hồng liên ma tôn là triệu hoán cổ tiên cường già lịch đại còn phương nguyên là triệu hoán niên thú bên trong dòng sông thời gian nhưng sát chiêu vạn năm săn bắn không phải chỉ câu dẫn niên thú đến mà không thể điều khiển chúng sao điều kinh khủng hơn chính là sau khi dung hội chiến trận thập nhị sinh tiêu bản chất đã thay đổi bên phía thiên đình chấn động không thôi á chủ bài của phương nguyên quả nhiên cường hãn tuyệt luân chỉ mới là tờ thứ nhất đã thể hiện uy năng ngập trời đám người long công thương huyền tử cảm thấy thật sự khó giải quyết quy mô đại quân niên thú thật sự quá lớn đồng thời phương nguyên còn đang không ngừng triệu hoán vớt cuộc cực hạn của hắn nằm ở đâu đại quân niên thú phân tán ra nở hoa bốn phía công kích khuếch tán đến mỗi một góc của thiên đình khiến cho thiên đình đang thiếu nhân thủ khó mà phòng thủ thương huyền tử hung hăng nghiến răng không ngừng thôi động sát chiêu vũ đạo ý đồ tận khả năng tập sát nhiều niên thú làm dịu áp lực trước mắt cẩn thận long công bỗng nhiên kinh hô sao thương huyền tử dường như nhìn thấy được hư ảnh của một thanh tiểu đao con ngươi của nàng đột nhiên co lại bằng mũi kim lúc này nàng mới kịp phản ứng thì đã trúng chiêu làm sao có thể nhanh như vậy sao ta rõ ràng đã trải thương huyền tử khó tin nhìn phương nguyên toàn thân cứng đờ trên trán nàng xuất hiện một lỗ máu thông trước sau vết thương tràn ngập đạo ngân trụ đạo cho dù năng lực tự lành của truyền kỳ thái cổ cũng vô pháp phục hồi như cũ sát chiêu tiên đạo quang em vi nhận đây là thủ đoạn có nguồn gốc từ bà gia trung châu lưỡi đao vừa ra lệ vô hư phát không cái nào là không chúng từng khiến cho toàn bộ trung châu phải sợ hãi nội dung sát chiêu cực kỳ phức tạp trình tự hay thay đổi trong số những thủ đoạn mà phương nguyên nắm giữ trình độ phức tạp của nó không thẹn đứng thứ nhất càng biến thái hơn chính là điều kiện thi triển của nó rất hà khác thời gian ấp ủ không được quá ba hơi vì thế mỗi lần phương nguyên thôi động đều cần sát chiêu phụ trợ xúc thì di chứng của nó cũng rất khủng bố mỗi lần sử dụng ký ức liên quan đến nó cũng sẽ biến mất một phần nó như cục tẩy xóa đi cường địch đồng thời cũng tiêu hao chính mình sau khi đánh trúng thương huyền tử trong đầu phương nguyên lập tức trống rỗng ký ức có liên quan đến quang em phi nhận đã mất đi hơn phân nửa dựa theo trình độ này đợi sau khi ta bắn trúng long công chỉ sợ cũng sẽ mất đi chiêu này luôn trong lòng phương nguyên tình như băng hắn lết nhìn long công vô thức long công lại bay ngược về sau mấy bước oành một tiếng vang thật lớn thương huyền tử rơi xuống mặt đất khi còn ở không trung nàng đã trở lại bản thể biến thành một gốc cây to lớn gốc cây đã từng chống trời đạp đất giống như trụ trời cực kỳ bắt mắt bây giờ nó rơi xuống tiên mộ không nhúc nhích khí tức cũng không còn tiên mộ bị một kích này tổn thất còn nhiều hơn trước đó cộng lại nhưng long công không còn quan được quá nhiều ánh mắt của ông như điện nhìn chằm chằm phương nguyên nháy cũng không thèm nháy sát chiêu quang em phi nhận được tăng phúc một năm trăm lần ông nhất định phải cẩn thận mới có thể phòng ngự được Bàng chu ma phương chính há mồm nhìn gốc cây thương thiên trên mặt đất chán đổ đầy mồ hôi thân hình tần đỉnh lang đằng sau y cứng ngắc giống như thạch điêu nếu vừa rồi chiêu này bắn chúng bằng chu ma chúng ta đỡ nổi sao trong lòng hai người đều nổi lên một nghi vấn tương tự bọn họ hoàn toàn không có lòng tin trả lời một câu, đỡ được, uy năng một chiêu này quá kinh dị, dưới một chiêu, thương nguyên tử không rõ sống chết, khí tức suy yếu không còn, không được để hắn chấn nhiếp, hắn vừa mới thi triển chiêu này là mượn khí tức sát chiêu vạn nam săn bắn che lấp, chỉ sử dụng đơn độc một chiêu, khí thế nhất định sẽ bộc lộ ra, không thể ẩn tàng, trong thời khắc quan trọng, âm thanh của tử vi tiên tử đã truyền khắp chiến trường, không hổ danh là đại năng trí đạo, phương nguyên hử lạnh một tiếng, bị nói trúng điểm yếu, lúc này, sắc mặt long công mới dịu xuống nhưng sau một khắc phương nguyên lại chủ động rời khỏi vạn niên đấu phi xa một mình bay xuống hắn muốn liều mạng chỉ trong nháy mắt trong lòng long công đã sợ run sát chiêu tiên đạo vạn vật đại đồng biến sát chiêu tiên đạo thái cổ kiếm long giống trong nháy mắt phương nguyên đã biến thành một con cự long lục chuyển thất chuyển gọi là dao bát chuyển gọi là rồng kiếm long thái cổ thân rồng dài đến trăm trượng sừng trên đầu rồng như hai cây thương sắc bén vô cùng long đồng là một màu trắng vảy rồng lại càng thuần trắng hơn phát ra kiếm ý đạo ngân trên người phương nguyên biến thành đạo ngân kiếm đạo ai cũng biết ưu thế của kiếm đạo nằm ở công phạt lúc này phương nguyên rốt cuộc đã cho thấy tư thái công phạt mạnh nhất của hắn giống cự long thái cổ hoành phách thiên khung thét dài một tiếng đuôi rồng hất lên cơ thể du động tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh màu trắng nhạt ngay tại chỗ oành một tiếng vang thật lớn bảng chu ma bị va chạm thật mạnh giống như lưu tinh rơi xuống long công lập tức chạy đến trợ giúp phương nguyên cười lạnh một tiếng thân rồng đột nhiên bay lên không một lần nữa để lại một đạo tàn ảnh ngay tại chỗ ở trên không hắn bỗng nhiên từ cực động chuyển thành cực tĩnh khi thế trên người bạo phát sát chiêu tiên đạo kiếm lãng tam điệp sát chiêu ít nhất được tăng phúc một nghìn năm trăm lần uy năng long trời lở đất sóng lớn cuồn cuộn lật úp thiên hạ mỗi một giọt nước đều có sức mạnh kiếm đạo sáng loá mắt sắc bén vô cùng sóng kiếm không phóng đến bảng chu ma cũng không phóng đến chỗ long công mà là nhào về phía tiên mộ từ đầu đến cuối mục tiêu công kích hàng đầu của phương nguyên vẫn là tiên mộ long công nghiến răng không thể không thi triển tự chuyển du long khí tường lần nữa khí tường ngăn cản sóng kiếm nhưng đỡ được chỉ tám hô hấp là ầm ầm tan rã long công kêu lên một tiếng đau đớn lỗ mũi chảy máu ông còn muốn tiếp tục thôi động sát chiêu khí tường nhưng sóng kiếm ngập trời đã cọ rửa đến tiên mộ trước đó thiên đình vẫn còn ung dung phòng thủ hoàn toàn ý vào thủ đoạn vũ đạo của thương huyền tử có thể kéo dài khoảng cách giúp cho long công có thừa thời gian không ngừng thôi động khí tường tiến hành phòng ngự nhưng bây giờ khí tức của thương huyền tử đã không còn nằm im trên mặt đất không có thủ đoạn vũ đạo trợ giúp, Long Công hoàn toàn không kịp thôi động sát chiêu khí tường, Long Công cũng không phải cửu truyền, tu vi ngang bằng Phương Nguyên, đều là bát truyền, nhưng đạo ngân của Phương Nguyên lại vượt xa ông, Long Công có thể dựa vào cũng chỉ là sát chiêu Long Ngự Thượng Tân, nhưng điều đáng tiếc chính là, cho đến trước mắt, mặc dù Long Công không ngừng mạnh lên, nhưng vẫn còn tranh lệch một ít với Phương Nguyên, nhất là Phương Nguyên đã thật sự buông tay buông chân, thể hiện ra tư thái công kích mạnh nhất của mình. Không, Long Công phát ra tiếng gầm bi thương, trơ mắt nhìn sóng kiếm quyền tịch tiên mộ, cọ rửa hết thảy phàm là cổ tiên ngủ say trong tiên mộ đều không có lực phản kháng bị sóng kiếm cọ rửa thành cạn bã cho dù là gốc cây thương thiên nằm trên mặt đất cơ thể khổng lồ cũng không ngừng tan rã dưới sóng kiếm sắc bén toàn bộ quá trình thương huyền tử đều không tỉnh lại xem ra giữ nhiều lành ít bàng chu ma nhanh chóng bay lên không nhưng phương chính lại ngây ra hắn làm được rồi hắn đã phá hủy tiên mộ tiên mộ phản ứng hóa học càng lớn hơn chính là đám người tử vi tiên tử tần đình lăng bọn họ là bát chuyển uy tín lâu năm là thành viên thiên đình đúng nghĩa tiên mộ không chỉ là trọng địa của thiên đình lại còn là thánh địa tinh thần của bọn họ bây giờ bị phương nguyên khinh nhờn rất nhiều tiên hiền thiên đình đang ngủ say giống như gà chết không hề có chức phản kháng bị giết chết hoàn toàn phương nguyên ta muốn ngươi phải chết tần đình lăng chu thảm chúng ta thẹn với các tiền bối bụp một tiếng chính nguyên lão nhân bên trong đại điện trung tâm quỳ dạp xuống đất khóc không thành tiếng tử vi tiên tử chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng tiên mộ bị tổn hại nàng thân là thủ lĩnh thiên đình không thể trốn tránh được trách nhiệm là ta là ta làm không tốt hai hàng nước mắt hối hận rơi xuống bên trong đình nhất quyết bão hám quanh ảnh kịch liệt lai động hư ảnh tinh túc tiên tôn muốn ra tay nhưng lại bị hư ảnh vô cực ma tôn kéo chặt lấy đành phải trơ mắt nhìn phương nguyên trắng trợn tàn sát thành viên thiên đình phá hủy tiên mộ chấn kinh và phẫn nộ tràn ngập trên mặt hư ảnh tinh túc tiên tôn ánh mắt của nàng rét lạnh như băng nhìn chăm chăm đối thủ trước mặt tốt rất tốt hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười đúng là rất tốt năm đó ta tấn công thiên đình cũng nghĩ đến việc phá hủy tiên mộ nhưng lúc đó quy mô dị nhân vẫn rất lớn vì suy nghĩ cho nhân tộc cho nên ta không ra tay hư cho dù ngươi phá hủy tiên mộ phá hủy toàn bộ thiên đình chỉ cần ngươi không phá hủy được cổ số mệnh lọt vào mắt xanh thiên ý trung châu ta vẫn có thể thành lập thiên đình thứ hai tiên mộ thứ ba thứ tư hư ảnh tinh túc tiên tôn phản bác đúng là như vậy hư ảnh vô cực ma tôn thở dài một tiếng cổ số mệnh chính là căn cơ thiên đình các ngươi phá hủy không được nó cho dù thiên đình các ngươi hy sinh có nhiều hơn cũng không sao thậm chí càng áp chế thì bùng nổ lại càng mạnh đào thải người cũ thay máu nơi phát huy một thời đại thủy triều mới thời đại đang không ngừng biến thiên cổ tiên tu hành cũng không ngừng phát triển khí đạo lực đạo hương thịnh và suy yếu chính là một trong những chứng cứ rõ ràng năm đó vô cực ma tôn để lại tiên mộ cũng là suy tính từ điểm này lưu lại cổ tiên khí đạo lực đạo bị thời đại đào thải dù sao cũng tốt hơn so với việc phá hủy thiên đình khiến thiên đình chạm đáy bắn ngược rất nhiều cổ tiên luật đạo trí đạo theo thời thế mà sinh ra được thiên đình hấp thu tốt hơn hiện tại ta rất hiếu kỳ tiên mộ bị phương nguyên phá hủy bên phía của ngươi có thể trèo trống được bao lâu hư ảnh vô cực ma tôn mỉm cười hỏi hư ảnh tinh túc tiên tôn không thể lạnh nhạt được nữa ngươi không để ý đến đại cục bỏ mặc đại nghiệp nhân tộc ngươi uổng là tôn của tộc ta hư ảnh vô cực ma tôn cười lạnh năm đó bản thể của ta bị lý do này trói buộc nhưng bây giờ đại nghiệp nhân tộc không phải đã thực hiện rồi sao nhân tộc nên tìm kiếm những thứ vĩ đại hơn ngươi hẳn hiểu ý của ta chứ hư ảnh tinh túc tiên tôn nheo mắt lại rơi vào im lặng hiếm thấy phương nguyên ta muốn rút gân lột ra ngươi nghiền xương ngươi thành cho lòng công ngửa mặt lên trời gào thét một lát sau sự phẫn nộ cựu hận trong lòng ông được tích lũy đến cực điểm quên mình đánh tới phương nguyên phương nguyên tránh đi không phân cao thấp với long công kiếm lãng tam điệp thôi động không ngớt xoạt 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 tiên mộ bị bao trùm hoàn toàn thậm chí sóng kiếm còn đào sâu ba thước không buông tha cho bất kỳ vị tiên nhân ngủ say nào tích lũy mấy trăm vạn năm của thiên đình bị hủy trong chốc lát a à, a, long công tóc tai bù xù gương mặt vặn vẹo hai mắt tràn ngập tơ máu quả thật muốn phun lửa mỗi một đà kích của phương nguyên vào tiên một như cứa vào tim của ông khiến ông đau đến không muốn sống sát chiêu tiên đạo long tử long tôn thời khắc nguy nan long công phẫn nộ giống to long lân màu tím cao thấp toàn thân xoay tròn phối hợp với vô số giọt máu long công chuyển hóa thành từng vị cổ tên long nhân bọn họ đều có tên có dung mạo và thủ đoạn khác nhau lục chuyển thất chuyển thậm chí long nhân bát chuyển đều có mặc dù long công không phải cổ tiên nô đạo nhưng lại có sát chiêu tương tự đây là sát chiêu biến hóa đạo ẩn chứa ảo diệu nhân đạo còn người phương nguyên hơi co lại châm chọc giỏi cho một long công năm đó tàn sát long nhân tộc thì ra ngươi đã luyện bọn họ thành sát chiêu ha 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 hành vi này của ngươi có khác gì cổ tiên ma đạo đâu ngươi tổn hại nhân luân trả đạp huyết mạch và tình thân không chỉ giết hậu thế của ngươi còn luyện bọn họ thành khôi lỗi tác chiến cho ngươi đối mặt với chỉ trích của phương nguyên long công cũng không phản bác ánh mắt hiện lên sự bi thống nặng nề một lần nữa đánh tới phương nguyên cùng lúc đó ông thi triển rất nhiều cổ tiên long nhân như thiên hoa nở rộ nhanh chóng phân tán tích cực chống lại sóng kiếm còn có vô số niên thú đạt đến trình độ như long công quả nhiên không có bất kỳ nhược điểm một trận chém giết quy mô cực lớn được triển khai bên trong thiên đình bảng chu ma tung hoành bốn phía xông ra một con đường máu bên trong đại quân niên thú nhưng không khí bên trong bảng chu ma lại căng thẳng tần đình long và phương chính đều im lặng long công thi triển long tử long tôn đích thật là tộc nhân long nhân tộc phương nguyên chỉ trích không sai cũng khó trách long công rất ít khi vận dụng chiêu này hiện tại ông không thể không dùng đến quả thật bị phương nguyên ép không còn cách nào rất nhiều cổ tiên long nhân bao vây kiếm long thái cổ phương nguyên cười lạnh trong lòng kiếm lãng tam điệp thôi động hoàn tất liền thôi động một sát triều tiên đạo khác là kim ti kiếm chỉ trong nháy mắt cơ thể kiếm long trở nên mông lung mỗi một lần phiến đều tản ra ánh sáng màu vàng ôn nhuận bỗng nhiên từ trên long lần kích ra một sợi tơ vàng trên người kiếm long thái cổ có bao nhiêu vảy rồng thì có bấy nhiêu sợi tơ vàng bán ra nhanh vô cùng tơ vàng xuyên thấu không khí đầm rách tất cả mọi trở ngại cổ tiên long nhân bao vây đều bị vô số tơ vàng đâm thành tổ ong vỏ vẽ bành 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 cổ tiên long nhân bị trọng thương không cách nào giữ được thân hình tự bạo trở thành lân phiến và huyết trầu như cũ phương nguyên dọn sạch hết thảy địch nhân lãng kiếm vừa mới thôi phát gào thét lan tràn hắn duỗi cơ thể thừa sóng lao xuống tiền mộ đã bị càn quét biến số lớn nhất đã bị bóp chết bây giờ phương nguyên binh phong trực chỉ long công thương huyền tử đã không còn khí tức cơ thể vô cùng thê thảm bảng chu ma đã không cách nào đối kháng phương nguyên chỉ cần long công ngã xuống còn ai có thể ngăn cản bước chân Phương Nguyên nữa chứ? Sát chiêu Tiên Đạo, ngũ chỉ toàn tâm kiếm, Long chảo bỗng nhiên nắm chặt, khí thế Phương Nguyên đột nhiên giảm xuống, dường như không đáng để lo, nhưng trong lòng Long Công lại dâng lên báo động, khí kình hình từ kim long không ngừng kích tránh, thân hình lập loè, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, liên cuồng lần tránh, kiếm thứ nhất, Long Đồng Phương Nguyên bắn ra kỳ mang, một luồng kiếm quang từ trong long chảo bắn ra ngoài, nhanh, 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 kiếm quang vừa nhanh vừa mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng được. Long Công vừa nhìn thấy Long Trảo Phương Nguyên lóe lên một vòng ánh sáng, kiếm quang đã đến trước mặt ông, trong tình huống gần như không có khả năng, Long Công vặn người, kiếm quang thoáng qua người ông, máu tươi bắn ra, một vết thương cực lớn từ vai trái kéo dài xuống ngực trái, vết thương trống rỗng, mặc kệ là xương cốt, vảy rồng hay một phần phổi đều hoàn toàn biến mất, ngũ chỉ toàn tâm kiếm quá kinh khủng, nếu cái này bắn trúng đầu Long Công, chỉ sợ sẽ gọt bay đầu của ông, giao chiến đến nay, lần đầu tiên Long Công cảm nhận được sự uy hiếp tử vong, đây là cảm giác mà rất nhiều năm ông không gặp long công hét lớn một tiếng thân hình như điện ngang ngược đánh tới phương nguyên phương nguyên cũng không nhịn được trong lòng kêu tốt mỗi lần thi triển một kiếm ngũ chỉ toàn tâm kiếm đều cách một khoảng thời gian long công nhìn ra được nhược điểm này thừa cơ tấn công dũng mãn không sợ thân rồng phương nguyên đột nhiên lui về phía sau muốn kéo dài khoảng cách với long công ưu thế công phạt của kiếm đạo vô cùng rõ ràng nếu là đối thủ bình thường phương nguyên có thể đụng thẳng đến nhưng long công lại là cường giả chắc tuyệt tuyệt đối không thể chủ quan phương nguyên biến thành kim long thái cổ có ưu thế về tốc độ long công truy kích một hồi phát hiện không cách nào rút ngắn được khoảng cách giữa hai bên sát chiêu tiên đạo long môn long môn đột nhiên xuất hiện hai cây cột khổng lồ màu đỏ mỗi cây cột đều có một con rồng khổng lồ uốn lượn thân trên kéo dài rời khỏi trụ lớn giao nhau ở giữa hình thành môn đầu miệng cự long há ra một viên minh châu chiếu sáng dạng rỡ bên trong miệng rồng hình thành cách cục song long hí châu hai long môn đồng thời xuất hiện một cái hiện ra trước mặt long công một cái hiện ra sau lương phương nguyên long công bước vào long môn trước mặt biến mất không còn tung tích sau một khắc liền xuất hiện bên trong long môn sau lưng phương nguyên phương nguyên thầm kêu không ổn vội vàng trốn tránh nhưng long công đã kịp thời thi triển khí cái sơn hà chỉ hoãn tốc độ của hắn sát chiêu tiên đạo loạn long quyền một lát sau song quyền long công hung hăng nện xuống đầu kiếm long thái cổ đánh cho phương nguyên rơi từ trên cao xuống tiên mộ oanh kiếm long thái cổ đập xuống đất thật mạnh bụi mù cuồn cuộn đất đá tung bay kiếm long thái cổ khó khăn ngẩng đầu bóp chặt long trảo tiếp tục bắn ra kiếm quang thứ hai, ngũ chỉ quyền tâm kiếm, kiếm thứ hai, Long công đã sớm đề phòng, Phương Nguyên vừa có động tác, ông đã lập tức tránh đi, xoay người đến bên trên lưng rồng Phương Nguyên, kiếm thứ hai bắn lên không trung, xẹt qua bầu trời, bắn thủng bầu trời, tạo thành một lỗ thủng, tốc độ kiếm quang ngũ chỉ quyền tâm kiếm cực nhanh nhưng không thể đi đường vòng, Long công có lẽ khó mà chống đỡ kiếm quang nhưng ông lại có thể né tránh, né tránh kiếm quang có lẽ còn có chút khó khăn, nhưng ông có thể căn cứ vào động tác của Phương Nguyên để phán đoán lúc nào hắn bắn ra kiếm quang từ đó sớm né tránh không thể nghi ngờ ngũ chỉ quyền tâm kiếm là sát chiêu vô cùng cường đại uy lực tuyệt luân đồng thời còn có một ưu thế hơn so với quang em phi nhận nó sẽ không bị bản thân lãng quên nhưng dưới chiến thuật chính xác của long công ngũ chỉ quyền tâm kiếm ngược lại không thể kiến công càng liên lụy phương nguyên biến hóa thành kiếm long thái cổ bị long công cận chiến chỉ trong mười hô hấp ngắn ngủi phương nguyên đã bị không biết bao nhiêu quyền long trọng kích cường đại nhất từ xưa đến nay không phải là tiên cổ hay sát chiêu mà là cổ tiên hoàn cảnh lý tưởng nhất để phóng ra ngũ chỉ quyền tâm kiếm chính là thời điểm phóng kiếm thứ nhất khi đó phương nguyên và long công cách nhau rất xa có thể tấn công từ xa bản thân sẽ đứng ở thế bất bại cho dù phản ứng của long công nhạy cảm vô cùng cũng khó mà chống đỡ mỗi một kiếm đều có thể đẩy ông vào tử vong nhưng khi long công cận chiến thân rồng phương nguyên ngược lại trở thành trở ngại của kiếm quang nhìn trận đấu xét theo một trình độ nào đó long công vận dụng sát chiêu long môn phá giải ngũ chỉ quyền tâm kiếm của phương nguyên kéo không được khoảng cách sẽ không có không gian thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm cho nên sau kiếm thứ hai phương nguyên lập tức thu hồi ngũ chỉ quyền tâm kiếm chuyển sang dùng sát chiêu kim ti kiếm long công nhìn thấy vẩy rồng phương nguyên bắt đầu lấp lóe ánh sáng màu vàng lập tức bay ngược một lần nữa sử dụng long môn rút lui từ xa rất nhiều tơ vàng bao trùm mỗi một tức đất xung quanh phương nguyên nhưng long công đã sớm rút đi nhưng không sao phương nguyên đã một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa hắn và long công hắn vẫn còn có thể thi triển ngũ chỉ quyền tâm kiếm tình huống của long công vô cùng nguy cấp ông không thể không một lần nữa ép về phía phương nguyên ý đồ cận chiến nhưng khi ông áp sát phương nguyên hắn lại thu hồi sát chiêu ngũ chỉ quyền tâm kiếm đổi sang thủ đoạn khác để chiến long công tên ma đầu kia đã cải tiến ngũ chỉ quyền tâm kiếm đến trình độ đó hay sao tùy ý hủy bỏ sát chiêu cũng không có bất kỳ một tổn thương do phản phệ nào có thể nhờ như vậy hắn đã chia cắt mỗi một kiếm hình thành cá thể đơn độc long công nhanh chóng suy nghĩ ngũ chỉ quyền tâm kiếm chính là thủ đoạn vương bài của bạc thanh sao thiên đình có thể không biết chứ long công tất nhiên biết phương nguyên không thay đổi tất sẽ bị ông nhằm vào đạo ngân của long công không theo kịp phương nguyên cho nên khó mà sử dụng sát chiều phòng ngự chống lại đủ loại thủ đoạn kiếm đạo của phương nguyên vì thế lựa chọn tốt nhất của ông chính là trốn tránh cũng may nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu kinh nghiệm của ông nhiều hơn so với phương nguyên đồng thời điểm quan trọng nhất chỉ cần ông không chết dựa theo tuổi thọ giảm bớt ông sẽ không ngừng mạnh lên mặc dù ngũ chỉ quyền tâm kiếm đã được ta cải tiến có thể tùy ý hủy bỏ nhưng liên lụy suy nghĩ lại tăng lên rất nhiều dẫn đến khi ta kịch chiến với Long Công, không thể đồng thời thôi động thủ đoạn công phạt khác. Còn có một điểm, Long Công càng lúc càng mạnh lên. Phương Nguyên suy nghĩ, trước đó, hắn có thể lực áp Long Công, thương nguyên tử liên thủ, ở một mức độ lớn nhất chính là ưu thế chiến thuật. Phương Nguyên công kích tiên mộ, bên phía thiên đình không thể không kiệt lực phòng thủ, bị động bị đánh. Nhưng bây giờ tiên mộ bị Phương Nguyên phá hủy, có lẽ vẫn còn cổ tiên đang ngủ say, nhưng Long Công đã không còn bị ràng buộc. Vì thế, Long Công lập tức có tiến thối, thể hiện chiến lực và phong thái vốn có của ông phương nguyên lực chiến long công hai người không tránh khỏi xa vào cục diện rằng co long công vui vẻ nhìn thấy cục diện như vậy nhưng lại mười phần bất lợi với phương nguyên cho nên đầu rồng chuyển động phương nguyên há miệng phun ra một thác nước sát chiêu tiên đạo vạn niệm kiếm bộc kiếm bộc nổ tung khí thế hùng vĩ mỗi một giọt nước đều là kiếm niệm sát chiêu tiên đạo kiếm khách kiếm niệm khuấy động không ngừng va chạm hình thành chiến sĩ hình người hình dáng giống như phương nguyên trong tay cầm trường kiếm kiếm khách vô tận trùng sát mà ra một chiêu này sau khi phương nguyên tấn thăng tông sư nhân đạo thuận thế khai sáng ra thu gom tất cả ảo diệu kiếm đạo nhân đạo lần đầu tiên long công chạm đến sát chiêu này vội vàng lùi tránh phương nguyên thừa cơ thoát thân đánh tới tháp giám thiên bên ngoài tháp giám thiên kiếp vận đàn vẫn đang tồi khô lạp hủ phá hủy đại trận luyện đạo bên trong tháp thất thứ lang vẫn đang ra sức dãy ruộng trên người vẫn còn bích quang còn sót lại các gào phân cao thấp bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim long công nhìn thấy động tĩnh của phương nguyên không khỏi sợ hãi bảng chu ma ra sức ngăn cản kết quả long chảo của phương nguyên trực tiếp đánh bay nó ngay trong thời khắc quan trọng một tiếng ca bỗng nhiên giáng xuống chiến trường quấn quanh người kiếm long thái cổ phương nguyên lập tức cảm nhận được trạng thái của mình trượt xuống giống như trở lại thung lung nhân sinh bị người ta quản chế tài cán và trí hướng không cách nào biểu đạt được không được tự do tiền cảnh ảm đạm không có ánh sáng tốc độ kiếm long thái cổ vì thế mà cũng giảm xuống long công nhanh chóng đuổi tới cản lại phương nguyên làm tốt lắm phượng cửu ca tử vi tiên tử trong thời khắc quan trọng chính vận mệnh ca của phượng cửu ca đã thành công quấy nhiễu được phương nguyên kịp thời dẫn dắt ông đến chính là tử vi tiên tử tử vi tiên tử đã mở ra trung thiên môn tiên cổ phòng này vốn là môn hộ của thiên đình có uy năng truyền tống tuy không hùng vĩ bằng đại trận truyền tống nhưng được cái tiện lợi vận mệnh ca tiếp tục không ngừng chiến lược phương nguyên giảm xuống vô cùng nghiêm trọng còn long công thì được tăng phúc chiến lược không ngừng tăng lên rầm 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 kiếm long thái cổ bị long công không ngừng đánh lui không cách nào đến gần tháp giám thiên giao chiến đến nay đây là lần đầu tiên phương nguyên rơi vào thế hạ phong bất đắc dĩ hắn dừng lại tất cả sát chiêu kiếm đạo bắt đầu ấp ủ ấn hộ thân nghịch lưu long công thấy phương nguyên không những không rút lui ngược lại khí tức bừng bừng phấn chấn lập tức biết được phương nguyên đang ấp ủ sát chiêu chỗ nào cho hắn cơ hội chứ long công liên tục gào thét khí kình hình từ kim long đuổi theo phương nguyên không ngừng dồn sức điên cuồng tấn công nhấc lên thế công sóng cao gió lớn phương nguyên hóa thân thành kiếm long bị đánh đến da chóc thịt bong phải rồng bay tán loạn máu tươi chảy ra càng đáng sợ hơn chính là loạn long quyền của long công có thể nhiễu loạn tư duy dẫn đến hắn thôi động sát chiều thất bại trong thời khắc khó khăn phương nguyên mở ra cánh cửa tiên khiếu thả ra thuần mộng cầu chân thể đã được chữ hàng từ trước từng thuần mộng cầu chân thể bay về phía long công liên tiếp tự bạo long công không khỏi kiêng kỵ vội vàng trốn tránh thế công thu liễm lúc này phương nguyên mới có cơ hội thở dốc thành công thúc lên ấn hộ thân nghịch lưu long công nhìn thấy không khỏi thở dài một tiếng thời cơ vừa nãy rất tốt nhưng ông không nắm lấy được Ông đã giao thủ với Phương Nguyên nhiều hiệp như thế, đã sớm nhìn thấy chiến pháp của Phương Nguyên, Phương Nguyên thông qua một sát chiêu biến hóa đạo nào đó, biến thành thú thực thái cổ, còn có một thân đạo ngân chuyển thành lưu phái tương đồng, trên cơ sở này thì triển bất luận một sát chiêu nào, uy năng đều sẽ tăng gấp bội, cho dù là sát chiêu thất truyền cũng có thể uy hiếp được bát truyền, Phương Nguyên có rất nhiều thủ đoạn, rất khó tưởng tượng được chưa đến 100 năm, hắn đã tu hành và tích lũy đến trình độ như vậy, cho dù có truyền thừa tôn giả cũng đủ khiến người ta phải líu lưỡi, Long Công tin rằng chỉ cần cho phương nguyên đủ thời gian hắn nhất định sẽ đạt đến một độ cao xưa nay chưa từng có cũng may chữa trị cổ số mệnh đã thành đại thế khiến cho phương nguyên không thể không tấn công thiên đình sớm hơn phương nguyên có thể dựa vào một số thủ đoạn tinh diệu kinh khủng chiến thắng đa số kẻ địch trên thế gian này nhưng đối mặt với người như long công một số thủ đoạn vẫn còn không đủ nhất định phải có một bộ đủ mạnh ổn định đồng thời còn phải có một hệ thống chiến đấu sát thủ giống như thủ đoạn biến hóa đạo khí đạo của long công đã tạo thành hai hệ thống chiến đấu cử long văn hộ thân hình thành phòng ngự cường đại trường long triệt đồng dùng cho điều tra long trảo kích loạn long quyền hồi toàn long nha hám thế long chùi phụ trách tấn công bốn thủ đoạn này bao trùm cận chiến chiến đấu tầm trung và tầm xa trong đó hám thế long chùi càng có uy thế trọng kích đột phá cửa ải khó khăn long khiếu ba tùy thân thiểm là thủ đoạn di chuyển thường quy nếu xét về truyền tống khoảng cách dài long công có sát triều ưu tú long môn còn có long tử long tôn bù đắp thiếu sót thủ đoạn quần công mà thủ đoạn mạnh nhất của hệ thống này chính là long ngự thượng tân về phần hệ thống khí đạo có khí tường tự chuyển tu long khí được dùng làm thủ pháp phòng ngự khí hô sơn tiềm long khí bạo khí cái sơn hà khí lưu tiễn làm sát chiều công phạt uy lực càng mạnh hơn so với hệ thống biến hóa đạo từ kim long khí kình giống như dầu cù là sát chiêu này quá ưu dị thậm chí từng phương diện đều cung cấp sự trợ giúp cho long công đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phụ trách di chuyển sát chiêu nghịch phản trùng long đặc biệt nhằm vào sát chiêu chiến trường sát chiêu vương bài của hệ thống khí đạo chính là tâm khí quy lai hai hệ thống chiến đấu của long công đều cân nhắc đến rất nhiều phương diện như công phạt phòng ngự di chuyển đồng thời còn không có nhược điểm càng đáng quý hơn chính là hai bộ hệ thống này còn bù đắp cho nhau ví dụ như thủ đoạn công phạt biến hóa đạo có ưu thế hơn trong quá trình cận chiến nhưng phương diện viện chiến lại yếu kém thủ đoạn công phạt khí đạo vừa lúc ngược lại so sánh với nhau mà nói thủ đoạn vương bài căn bản không cần nhiều mỗi bộ một cái hai thủ đoạn là đủ dùng rồi khi chiến đấu thực dụng nhất vẫn là những sát chiêu thông thường ví dụ như mặc dù long công có sát chiêu tam khí quy lai nhưng giao thủ với phương nguyên đến giờ ông vẫn không sử dụng toàn bộ quá trình chiến đấu rất kịch liệt phương nguyên cũng không ngu ngốc long công hoàn toàn không có cơ hội dùng đến nó hoặc như phương nguyên sử dụng ngũ chỉ quyền tâm kiếm đây đương nhiên là thủ đoạn vương bài nhưng cho dù phương nguyên dùng hiệu quả cũng không giải quyết dứt khoát cục diện vẫn bế tắc như cũ nhưng trên thực tế toàn bộ hệ thống chiến đấu của long công rất toàn diện xét về trình thể đã thắng phương nguyên một bậc hệ thống chiến đấu của phương nguyên có được mấy cái chứ theo long công quan sát trước mắt hệ thống chiến đấu thành thục của phương nguyên chỉ có hai cái một là hệ thống trụ đạo hai là hệ thống kiếm đạo hệ thống trụ đạo là hệ thống toàn diện nhất bao gồm các loại sát chiêu như tam tức hậu hiện niên thú triệu lai vạn niên đấu phi xa xuân tiễn hạ phiếu thu hào đông cửu xuân canh hạ vân thu thu đông tàng bao quát hai lĩnh vực chiến đấu và kinh doanh thủ đoạn vương bài cũng có hai cái một cái là xúc thì phối hợp với quang em phi nhận một cái là xuân thu thiền hạch tâm của xuân thu tất thành hệ thống kiếm đạo gồm có thượng cổ kiếm long biến kiếm lãng tam điệp kim ti kiếm ám kỳ sát vạn niệm kiếm bộc kiếm khách thủ đoạn át chủ bài là ngũ chỉ quyền tâm kiếm hệ thống này mạnh ở công phạt về mặt công kích còn vượt qua cả hệ thống trụ đạo nhất là phương nguyên đã cải tiến ngũ chỉ quyền tâm kiếm nhưng ở phương diện khác đúng là muốn khen cũng không có gì mà khen di chuyển trị liệu lại càng bị hệ thống của long công vượt mặt điều này đã tạo thành nhược điểm trước mặt cường địch có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như long công những nhược điểm này đã liên lụy đến uy năng công phạt của toàn bộ hệ thống kiếm đạo ngoại trừ hai hệ thống này khí đạo của phương nguyên cũng có không ít thủ đoạn nhưng long công xem ra cũng không được toàn diện Sát chiêu vô lượng khí hải rõ ràng là vương bài mạnh đến mức có thể phá giải khí tường nguyên thủy tiên tôn, nhưng sử dụng được một lần thì không còn dùng được nữa. Trước mắt xem ra khả năng dùng lại rất thấp. Phương diện hồn đạo, long công biết phương nguyên nhất định có thủ đoạn phong phú. Sát chiêu vương bài chính là ấn lạc phách, nhưng thiên đình và long công đã sớm có chuẩn bị đầy đủ về phương diện này. Từ lúc phương nguyên khai chiến đến nay cũng không sử dụng bất kỳ thủ đoạn hồn đạo nào, cũng được xem là hành động sáng suốt. Ngoại trừ những thứ này ra, ấn hộ thân nghịch lưu chính là luật đạo, vạn ngã là nhân đạo đại thủ ấn thuộc về lực đạo gặp mặt từng quen biết là biến hóa đạo dẫn hồn nhập mộng thuần mộng cầu chân thể mộng trung hoán hồn là sát chiêu mộng đạo mặc dù những thủ đoạn này lợi hại nhưng đều đơn độc giống như từng viên chân châu lớn hệ thống chiến đấu thành thục phải là một sợi dây chuyền chân châu từng thủ đoạn hỗ trợ lẫn nhau giống như những hạt chân châu nhỏ liên kết với nhau xét từ giá trị tổng thể sợi dây chuyền chân châu vẫn ưu tú hơn đối phó với đa số cổ tiên trên thế gian phương nguyên có thể dựa vào những hạt chân châu lớn để thay đổi chiến cuộc đạt vững thắng lợi nhưng trước mặt long công chỉnh thể của phương nguyên lại lộ ra thế yếu phương nguyên tóm lại vẫn là do ngươi thiếu thời gian mà thôi ta tin rằng ngươi đã sớm cảm nhận được đáng tiếc một hệ thống thành thục cần ít nhất mấy trăm năm tích lũy long công nhìn phương nguyên ánh mắt sắc bén như đào. cho dù ngươi vận dụng đủ loại di tàng của tiền nhân cũng vẫn không thể hoàn mỹ được ông thôi động sát chiêu hồi toàn long nha đều bị ấn hộ thân nghịch lưu của phương nguyên ngăn cản nhưng long công cũng không nhược trí mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu vô cùng lợi hại nhưng lại thiếu một hệ thống thành thục để trèo chống nó bù đắp cho nhược điểm của nó. Nhược điểm lớn nhất của ấn hộ thân nghịch lưu là tiêu hao nước sông nghịch lưu. Mặc dù sau khi trùng sinh phương nguyên đã toàn lực tiết kiệm, nhưng nào có thể chịu được việc hao tổn kỳ liệt như thế? Ấn hộ thân nghịch lưu chính là lợi dụng sông nghịch lưu làm chủ thể, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hơn nữa còn có thể nghịch phản gần như các loại thế công bên ngoài. Chiêu này là do phương nguyên khai sáng ra, có thể thấy được tài năng ngập trời của hắn. Nhưng điều đáng tiếc là phương nguyên lại thiếu lá bài tẩy để ổn định hệ thống chiến đấu. Ví dụ như đả kích sớm hơn, giảm bớt thế công bên ngoài, phụ trợ sát chiều phòng ngự hoặc như gia tăng uy năng nghịch phản trở lại cũng có thể dùng sâu nghịch lưu để trị liệu nói một cách ví von ấn hộ thân nghịch lưu giống như một món cá hương vị tuyệt thế mặc dù ăn sống hương vị cũng rất ngon nhưng nếu có thể kết hợp với muối nó có thể biến thành món cá ướp muối cất giữ được lâu hơn nếu kết hợp với đường gừng hành tỏi hoặc các gia vị phụ trợ nấu ăn khác nó có thể làm ra nhiều món ngon lại càng thêm ý vị sâu xa so sánh với thiên đình nói chung và long công nói riêng tích lũy của phương nguyên vẫn còn chưa đủ hắn không thể tránh khỏi rơi vào khốn cảnh thế công của long công lần lượt bị ấn hộ thân nghịch lưu phản vệ nhưng lại suy yếu dần dự trữ của sông nghịch lưu thủ đoạn trị liệu của ông cũng vô cùng cao minh vận mệnh ca của phượng cửu ca vẫn luôn bao trùm phương nguyên vận mệnh ca trượt mạnh trượt yếu kích ra ấn hộ thân nghịch lưu phản công tiếng ca huyền diệu thình lình còn đánh lên ấn hộ thân nghịch lưu mặc dù đã có ấn hộ thân nghịch lưu phương nguyên vẫn bị vận mệnh ca suy yếu chỉ là trình độ suy yếu nhỏ hơn nhiều càng hỏng hơn chính là vận mệnh ca không chỉ suy yếu phương nguyên mà còn trợ giúp long công chiến lược long công tăng lên càng đánh càng mạnh gào thét liên tục giữa không trung hoàn toàn ở thế thượng phong thế công giống như sóng to cực kỳ uy mạnh phương nguyên hủy bỏ biến hóa thái cổ kiếm long một lần nữa trở lại hình người thân hình kiếm long quá khổng lồ ấn hộ thân nghịch lưu bao trùm thế công càng nhiều tiêu hao càng nhanh chi bằng trở lại thân người thì hay hơn lợi dụng thuần mộng cầu chân thể phương nguyên không ngừng phản kích nhưng rất nhanh thuần mộng cầu chân thể cũng bị nhằm vào từng cái vỡ vụn biến thành mộng cảnh sau đó mộng cảnh lại biến thành thuần mộng cầu chân thể mới tác chiến cho thiên đình là phượng kim hoàng đang ra tay tử vi tiên tử thông qua trung thiên môn dĩ nhiên không chỉ đón phượng cửu ca trở về mà còn đón luôn cả phượng kim hoàng có nàng ở đây thủ đoạn mộng đạo của phương nguyên sẽ bị khắc chế rất nhiều quả nhiên thủ đoạn mộng đạo của phương nguyên đã bị nhằm vào phượng kim hoàng phương nguyên âm thầm cao mày kiếp trước nàng ta được tiên trận trợ giúp thì triển sát chiêu mộng đạo làm hỏng chuyện tốt của ta bây giờ nàng ta ở thiên đình nàng ta dựa vào tiên trận hay tiên cổ phòng nhằm vào ta thế phương nguyên rất muốn tìm hiểu vị trí chính xác để ra tay với phượng kim hoàng nhưng bây giờ hắn lại thân bất do kỳ hắn ngay cả tháp giám thiên cũng không đến gần được đồng thời khoảng cách càng lúc càng xa bởi vì người đối phó hắn là long công và phượng cửu ca người hộ đạo mới và cũ đang liên thủ với nhau về phần phương chính và tần đỉnh lăng trong bảng chu ma cả hai không thể xem tay vào được bắt đầu đối phó đám liên thú và kiếm khách đang làm loạn từng vị chủ lực thiên đình cũng từ núi mao cước thông qua trung thiên môn trở về thiên đình tham gia vào công việc dọn dẹp chiến trường niên thú và kiếm khách không phải là đối thủ của bọn họ không khỏi bại trận kiếp vận đàn lại càng bị chủ lực của thiên đình bao vây càng có người phi thân vào bên trong tháp giám thiên thất thứ lang hành động đã bất tiện tình huống lại càng nguy hiểm hơn không ổn rồi chủ lực thiên đình một lần nữa trở về chẳng phải phúc địa bất bại đã mất đi tác dụng sao thiên đình có được đạo ngân thành công đầy đủ chữa trị cổ số mạnh chỉ trong khoảnh khắc mà thôi mặt phương nguyên trầm như nước từng tin tức xấu truyền đến hắn tình thế trở nên cực kỳ ác liệt và hung hiểm tử vi tiên tử màu chống thua động sát chiêu nhất thị đồng nhân ấn hộ thân nghịch lưu của hắn sắp vỡ rồi long công truyền âm thúc giục vâng lúc này tử vi tiên tử đã ổn định thương thế có thể tái chiến nàng thôi động tiên của phòng phi thăng lên không tầm mắt bao gồm long công phượng cửu ca và phương nguyên sát chiêu tiền đạo nhất thị đồng nhân nhất thị đồng nhân đã thành công phương nguyên đã tài kiếp khó thoát tử vi tiên tử truyền tin trở về làm tốt lắm tử vi long công cười to một tiếng thế công lại càng cuồng bạo phương nguyên đành phải liên tục bại lui đừng cố nữa Phương Nguyên, cho dù ngươi kiên trì đến cỡ nào cũng thất bại thảm hại mà thôi. Tử vi tiên tử cười nói, nhưng sau một khắc, nàng lại nghe được một giọng nữ, thật sao, ai đang nói chuyện thế? Tử vi tiên tử chấn kinh, giọng nói này rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng chưa điều tra được có cổ tiên nào tồn tại bên người, ngươi tìm cái gì thế? Ta chính là ngươi đấy. Tử vi tiên tử kinh hãi vạn phần, nàng phát hiện là mình đang tự hỏi tự trả lời, chuyện gì xảy ra thế? Ta bị khống chế, hồn phách, là hồn phách xuất hiện vấn đề. Cùng lúc đó, hai mắt của nàng bốc lên u quang nhanh chóng lan tràn cuối cùng bao trùm toàn bộ tròng trắng của nàng chuyển sang thành một màu đen tĩnh mịch mặc dù tử vi tiên tử cực lực chống cự nhưng lại bất lực khi còn lại chút thanh tỉnh cuối cùng nàng đã hiểu ra thì ra nàng đã bị u hồn ma tôn khống chế mỗi lần sư hồn thật ra chính là một lần hồn phách của nàng bị cải tạo thủ đoạn của u hồn ma tôn quá cao minh hoàn toàn không thể nào phát giác được nàng đã sớm bị sức mạnh của u hồn ma tôn ăn mòn thẩm thấu những quyết đoán trước đại hội luyện cổ trung châu đã có sự âm thầm nhúng tay vào của u hồn ma tôn chỉ là thời điểm ban đầu u hồn ma tôn âm thầm quấy nhiễu rất ít cho đến giai đoạn trung kỳ ảnh hưởng âm thầm này càng lúc càng nhiều cho đến bây giờ ông ta thậm chí còn có thể khiến tử vi tiên tử tạo thành một loại ảo giác rõ ràng vừa nãy tử vi tiên tử không thi triển nhất thị đồng nhân nhưng lại tưởng rằng mình đã thi triển lại còn thông báo cho long công có lẽ kiếp trước ta cũng đã bị u hồn ma tôn ăn mòn mặc dù có nhất thị đồng nhân nhưng cũng không chân chính thôi động đây là suy nghĩ sau cùng của tử vi tiên tử khi còn tỉnh táo sau một khắc nàng chậm rãi ngẩng đầu mở to con người màu đen lẳng lặng nhìn chiến trường khóe miệng hơi vành lên lộ ra nụ cười cực kỳ âm trầm nàng vừa duy trì trung thiên môn tiếp tục mở ra vừa che giấu thân hình lẳng lặng tiến vào đại điện chấn hồn đối với bố trí nơi này nàng là người rõ nhất nàng nhanh chóng ra tay trực tiếp hủy đi đủ loại trói buộc để u hồn ma tôn trở lại tự do tử vi cung nghênh chủ thượng nàng quỳ gối xuống đất không còn sự kiêu ngạo của thành viên thiên đình nữa Gương mặt tràn ngập sự tôn sùng đối với u hồn ma tôn, u hồn ma tôn đã cực kỳ suy yếu, biến thành một quả cầu hồn hơi mờ, chậm rãi bay đến trước mặt Tử Vi tiên tử, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài, trước xem một trò hay đã." Hai tay Tử Vi tiên tử nâng quả cầu hồn, bước ra khỏi điện trấn hồn. Lúc này, đám người Vũ Dung, Ngô Soái cũng đã xuất hiện trên chiến trường Thiên Đình. "Chuyện gì xảy ra vậy? Tử Vi tiên tử đâu?" Long công giận dữ, Trung Thiên môn vẫn còn đang thôi phát, truyền tống kẻ địch đến. Long công không liên lạc được với Tử Vi tiên tử trong lòng cảm thấy nặng nề, muốn đánh tan Trung Thiên Môn. Nhưng lúc này, Phương Nguyên một lần nữa nhào về phía tháp giám thiên, Long Công Tức đến sùi bọt mép, đành phải chặn đường Phương Nguyên, từ bỏ dự định ban đầu, từng vị cổ tiên bước ra từ Trung Thiên Môn, đi theo Vũ Dung Đại Nhân, không nghĩ đến thiên đình lại có hình dáng như vậy, giết giết giết, tháp giám thiên ở đây, đi theo ta, đại quyết chiến cuối cùng đã được triển khai ở thiên đình. Nào nào nào, nhìn xem một chút đi, đây chính là tơ lộ thượng đẳng, mất quả, mất quả, mua ba cái tặng một cây, khách quan, ngài có gì cần không bên trong một cửa hàng buôn bán cổ trùng đám tiểu nhị gương mặt nhiệt tình chào đón hồng dịch đầu tiên hồng dịch vừa định thần nhìn tiểu nhị vừa cẩn thận lết nhìn bài trí mặt tiền cửa hàng âm thầm cao mày tất cả đều sinh động như thật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghe nói nơi này của các người có bán cổ thư sinh hồng dịch hỏi vâng đúng nhưng đại nhân cổ thư sinh là cổ trùng ngũ truyền tiểu nhị trong tiệm hơi do dự hồng dịch nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không che giấu phóng ra khí tức cổ sư ngũ truyền lập tức dẫn đến trong tiệm đại loạn gương mặt tiểu nhị trong tiệm tràn đầy kính sợ chủ tiệm cũng bị thu hút chắp tay cung nghênh hồng dịch đồng thời lấy ra cổ thư sinh đưa cho hồng dịch quả nhiên là cổ thư sinh hồng dịch xem xét kỹ càng trong lòng nghi ngờ càng sâu có thể thử một chút được không khách nhân cứ tự nhiên chủ quán lập tức đưa cổ thư sinh cho hồng dịch sử dụng hồng dịch thôi động chân nguyên rót vào bên trong cổ thư sinh cổ thư sinh thoát ra khỏi ngón tay của hồng dịch bay ra ngoài rơi xuống mặt đất hóa thành một vị tiểu thư sinh mặt trắng tiểu thư sinh thở dài biểu hiện cung kính với hồng dịch học sinh bái kiến thượng sư hồng dịch gật đầu sinh ra hứng thú cổ thư sinh này rất hiếm thấy là cổ trùng nhân đạo hồng dịch cũng chỉ nghe nói trong truyền thuyết mà thôi hồng dịch lấy một con phàm cổ trí đạo một con phàm cổ tín đạo bên trong không khiếu nhà mình ném cho thư sinh sử dụng xem sao thư sinh tiếp nhận hai con cổ trùng hoàn toàn không cần làm quen đã sử dụng đồng thời còn dùng rất thành thục giống như chính bản thân hồng dịch đang sử dụng khách quan cảm thấy thế nào chủ quán cười híp mắt hỏi hồng dịch liên tục gật đầu rất tốt rất tốt ta mua con cổ này, chủ quán vui mừng, 60 vạn nguyên thạch, hồng dịch không khỏi nhớ mày, giá tiền không phải là đắt mà là thật sự quá rẻ, giá phàm của ngũ chuyển ước chừng từ 10 vạn đến trăm vạn nguyên thạch, cổ thư sinh này thuộc cổ ngũ chuyển cực phẩm khá hiếm có, giá cả nhất định phải trên trăm vạn, đồng thời có tiền cũng mua không được, vạn kim khó cầu, nhưng ở đây chỉ bán có 60 vạn nguyên thạch, hồng dịch cập kỳ ngộ liên tục, thân gia giàu có, y nhanh chóng trả tiền mua lấy con cổ thư sinh, bước ra khỏi cửa hàng, trong lòng hồng dịch nổi lên gợn sóng, nơi này giống thành đế quân, nhưng không phải lúc này thành đế quân đang có cuộc chiến giữa các cổ tiên sao nơi này rất an cư lạc nghiệp yên tĩnh tường hòa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế còn nữa ngoài mặt xem ra nơi này và hiện thực không khác gì nhau nhưng nếu tinh tế truy đến cùng sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều cổ trùng nhân đạo cổ thư sinh chỉ là một trong số đó mà thôi đồng thời những cổ trùng nhân đạo này có rất nhiều thậm chí tràn lan tuy nhiên trong mắt những người đó bọn chúng rất bình thường còn cổ trùng thường quy như viêm đạo thủy đạo ngược lại rất chân quý giống như nhân đạo mới là chủ lưu của những người tu hành ở đây thật sự rất kỳ quái cũng không biết bên phía diệp huynh đã dò ra được cái gì vẫn nên nhanh chóng gặp huynh ấy thì hơn sau khi diệp phàm và hồng dịch bị ý chí nguyên liên tiên tôn đưa vào trong bích họa thương lượng với nhau một phen cả hai bắt đầu chia nhau ra thăm dò tình huống mà hồng dịch phát hiện diệp phàm cũng phát hiện ra lúc này bên trong một con ngõ nhỏ diệp phàm gặp được một người không thể tưởng tượng được sư phụ diệp phàm kinh ngạc kêu lên y cũng mua một con cổ trùng ngũ truyền nhân đạo có tên là cổ đại hiệp ra khỏi cửa Y lén đến một nơi hẻo lánh thử sử dụng, cổ đại hiệp biến thành hình dáng sư phụ của y, không cần giật mình, đồ nhi của ta, chúng ta gặp nhau ở đây tất nhiên là do duyên phận bố trí, Lục Úy Như mỉm cười nói, Diệp Phàm lập tức hiểu ra được ý trong đó, không khỏi vui mừng, sư phụ, người biết nơi kỳ quặc này không? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao chúng ta lại tự nhiên rơi xuống chỗ này chứ? Lục Úy Như khoan thai đáp, cái này thì phải nói lại từ đầu, 30 vạn năm trước, thời đại trung cổ, Trung Châu có một vị tiên tôn tên là Nguyên Liên ông đã khai sáng ra sát chiêu nhân quả thần thụ khi du lịch ở tây mạc ông đã từ chối lời thỉnh cầu phục sinh thân nhân của một đứa bé vì ông đã nhìn thấy một cảnh tượng nào đó liên quan đến tương lai thành đế quân sẽ vì cống ngầm sinh ra mà sinh linh đổ thán thế là ông đã chôn xuống tại chỗ đậu thần cung về sau sau khi trở lại trung châu ông đã thi triển sát chiêu họa đạo an cư lạc nghiệp bên trong thành đế quân hình thành thế giới bích họa hai người các ngươi bởi vì liên vận với phương nguyên quan hệ cực kỳ chặt chẽ bị ý chí nguyên liên tiên tôn kiêng kỵ cho nên mới lôi vào trong này xem như phong cấm diệp phàm nghe đến há hốc mồm những tin tức phong phú liên tiếp như vậy khiến cho y nhất thời không kịp phản ứng y cảm thấy vô cùng chấn kinh chuyện này có liên quan đến nguyên liên tiên tôn còn nữa sư phụ con liên vận với phương nguyên từ lúc nào vậy đó là do phương nguyên âm thầm ra tay muốn mượn vận thế của con để thành đại sự thượng cực thiên ưng cũng là hoang thú thái cổ của hắn lục úy như ông dung đáp là phương nguyên chủ động liên vận với con muốn mượn vận thế của con diệp phàm càng thêm giật mình diệp phàm bái lục úy như làm sư phụ nửa chân đã bước vào thế giới cổ tiên biết được nhiều bí mật hơn so với hồng dịch y biết rõ phương nguyên là đại nhân vật như thế nào hắn là ma đầu cái thế là nhân vật tuyệt thế ngay cả thiên đình cũng không làm gì được y có mối quan hệ với hắn quả thật là chuyện thiên phương dạ đàm lục úy như khẽ lắc đầu đầu nhi con đừng tự coi nhẹ mình con chính là người lọt vào mắt xanh thiên đạo trời sinh có được vận thế cường đại mặc dù nguồn gốc không quan trọng nhưng tương lai con nhất định sẽ có được thành tựu to lớn vận thế của con toàn bộ năm vực cũng không có đến mười người phương nguyên muốn mượn vận thế của con cũng không kỳ quái tuy nhiên thiên đạo chính là ăn miếng trả miếng hắn đã từng mượn vận thế của con có được chỗ tốt của con bây giờ con cũng mượn vận thế của hắn thu được thiên đại tiên duyên thượng cực thiên ưng chỉ là một phần trong đó mà thôi bây giờ bày trước mắt con chính là chân truyền nguyên liên tiên tôn chân truyền nguyên liên tiên tôn diệp phàm một lần nữa kinh hô y bỗng nhiên hiểu ra ánh mắt nhìn lục ý như cũng thay đổi sư phụ người biết tất cả mọi thứ như lòng bàn tay nói như vậy tất cả đều do người thiết kế ha ha đồ như ngươi xem trọng vi sư quá rồi tất cả đều do nhạc thổ tiên tôn đại nhân bố trí vi sư chẳng qua chỉ là truyền nhân của ông ấy mà thôi lục úy như đáp diệp phàm nghe nhắc đến nhạc thổ tiên tôn đại nhân ý thức được mình đã trở thành đồ tử đồ tôn phá nhạc thổ nhưng ý không có cảm giác vui mừng chỉ chấn kinh đến chết lặng lục úy như vẫy tay với diệp phàm thời gian có hạn vừa đi vừa nói diệp phàm vội vàng đuổi theo hai người thuận theo dòng người đi thẳng về phía trước lục úy như lại càng giải thích kỹ hơn giá trị của chân truyền nguyên liên tiên tôn rất cao phân ra thành ba phần phần thứ nhất chính là sát chiêu an cư lạc nghiệp phần thứ hai là vận thế nhân đạo tri tử phần thứ ba là độ thần cung và thành đế quân tổ kiến thành tiên của phòng bát truyền đế thần cung lục úy như dừng lại một chút rồi nói tiếp ba phần này chúng ta trước lấy phần thứ hai để con trở thành nhân đạo tri tử diệp phàm hỏi sư phụ cái gì là nhân đạo tri tử con rốt cuộc nên làm như thế nào lục úy như đắp trung châu khác với bốn vực khác áp dụng chế độ sư môn nhân đạo chính là xương rồng tích lũy hùng hồn thành đế quân chính là điểm tập kết nhân mạch mặt đất lớn nhất trung châu vì sao nơi này có thể sản xuất ra rất nhiều nhân tài chính là nguyên nhân nhân mạch chỉ cần con hấp thu sức mạnh bên trong nhân mạch nó có thể cổ vũ cho vận thế của con được nhân đạo ưa thích trở thành nhân đạo tri tử muốn làm được điều này con phải mượn sức mạnh của hồng dịch hồng dịch y là huynh đệ kết bái của con tại sao lại có liên quan đến y chứ diệp phàm giật mình không thôi lục úy như đáp phương nguyên cũng liên vận với cả y nhưng cường vận của y khác với con con là người lọt vào mắt xanh thiên đạo còn y lại là một trong nhân đạo tri tử của trung châu đã được nhân đạo ưa thích còn hãy dựa vào quan hệ với y mới có thể thuận thế mà làm dưới sự vận hành của thẩm thương lạng yên được nhân mạch tán thành sau khi có được thân phận nhân đạo tri tử chúng ta lại mượn lực của phương nguyên mưu đồ phần thứ nhất thậm chí là thứ ba của chương truyền bích họa đậu thần cung phương nguyên phương nguyên một âm thanh đất quãng truyền vào tai phòng thê trường phòng thê trường ngừng thi triển nhân quả thần thụ thôi động sát triều trí đạo không ngừng suy nghĩ làm thế nào để thoát khốn lúc này liền nghe được tiếng gọi là giọng của thẩm thương ông ta từ bản thể biết được thân phận của ta phòng thê trường do dự trong lòng suy đoán nhưng cũng không trả lời quả nhiên sau một khắc âm thanh của thẩm thương tiếp tục truyền đến phòng thê trường thân phận thật sự của ngươi ta đã từ bản thể của ngươi mà biết được không nghĩ đến phương nguyên lại có thể xếp phân thân của mình vào thế lực siêu cấp tây mạc bây giờ ta sẽ giúp ngươi thoát khốn ồ ngươi giúp ta như thế nào phòng thê trường nghi hoặc hỏi thẩm thương cười nói ngươi nên biết ta vẫn luôn thử phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả cho nên đã mở ra được con đường bên trong không sai phòng thê trường gật đầu thẩm thương nói tiếp đậu thần cung đã dung hợp với thành đế quân còn ta thì vẫn luôn ẩn núp cũng không để ý chí nguyên liên tiên tôn phát hiện cho nên bây giờ ta vẫn đang phá giải rác chiêu nhân đạo phòng thê trường hỏi thế thì tính sao thẩm thương kiên nhẫn giải thích đây là một thời cơ rất tuyệt hảo ta đã thu thập được nhân ý bốn vực không ngừng rót vào nơi này vốn ta không cách nào nhúng tay vào thành đế quân không cách nào từ bên trong quấy nhiễu ảnh hưởng đến thủ đoạn của tôn giả vì thế ta nhất định phải lặng im mà thẩm thấu nhưng bây giờ đậu thần cung và thành đế quân đã hợp thành một thể mà ngươi thì đã từng luyện hóa đậu thần cung quyền hạn chỉ là không bằng ý chí nguyên liên tiên tôn mà thôi bây giờ trong tay ngươi lại nắm giữ sát chiêu nhân quả thần thụ có thể phát lực từ đó dao động toàn bộ tiên cổ phòng phối hợp với ta để thủ đoạn tôn giả khuếch tán ra tăng phúc cho ngươi nói như vậy ngươi muốn ta phối hợp với ngươi phá giải thủ đoạn nhân đạo của tôn giả phòng thê trường hỏi lại thẩm thương cười nói chúng ta chỉ là hỗ trợ nhau mà thôi được ta đồng ý với ngươi phòng thê trường không chút do dự đồng ý ngay chiến trường thiên đình sát chiêu tiên đạo chỉ phong long vũ dung thúc ra sát chiêu lại bị ba vị chủ lực thiên đình vây công vũ dung chết đi cho ta phượng tiên thái tử thôi động ngọn lửa vô tận còn mình thì núp đằng sau bị biển lửa vây quanh trong công có thủ vô cùng ổn trọng chu hùng tín ra tay từ đằng sau sát chiêu tam nhân thành hổ được thôi phát đàn hồ gào thét lao đến tấn công xã tiểu tử từ xa thi triển sát chiêu từng sợi dây leo đột nhiên xuất hiện lan tràn đến vũ dung ý đồ trói buộc ông ta bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim vũ dung thầm than một tiếng không ngừng lùi lại lùi về phía tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong dựa vào tiên cổ phòng ông đã ngăn cản được ba vị cổ tiên tấn công mạnh nhưng như vậy cũng khiến cho kế hoạch đến gần tháp giám thiên của ông tan thành bọt nước sát chiêu nhân đạo quả nhiên tăng phúc cho thiên đình quá lớn khoan đã đây là trong lúc vũ dung đang đau đầu từng điểm bạch quang bỗng nhiên tập trung vào tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong lại càng thẩm thấu vào bên trong cơ thể của ông ta sát chiêu nhân đạo chúng vọng sở quy sát chiêu nhân đạo nhân trung hào kiệt a à, à, à. bên trong tiên cổ phòng đám cổ tiên nam cương đều phát ra tiếng chu lớn luồng sức mạnh này luồng sức mạnh này bà đức đang ở bên ngoài tác chiến nhìn hai tay của mình kinh ngạc không thôi đại năng biến hóa đạo dực hạ phương cũng kinh nghi tại sao sát chiêu nhân đạo của thiên đình lại trợ giúp chúng ta sự nghi ngờ này nặng như núi đồng thời đặt trong lòng cổ tiên nam cương thẩm thương người quả nhiên không phụ kỳ vọng làm tốt lắm phương nguyên cười ha hả hắn đồng thời cũng nhận được trạng thái tăng vọt sắc mặt long công tái xanh ông ta là long nhân là dị tộc không được nhân trung hào kiệt tăng phúc nhưng phương nguyên thì lại khác khi hắn trở lại thân người cho dù là cổ tiên thai trí tôn biến thành cũng chỉ là thân phận nhân tộc thuần túy Oanh, long công bị phương nguyên đánh bay ra ngoài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế tần đỉnh lăng truyền âm vội vàng hỏi chính nguyên lão nhân chính nguyên lão nhân chưa chết cũng đã sớm được chuyển từ đại điện trung tâm ra ngoài vẫn luôn phụ trách thực hiện thủ đoạn nhân đạo của tôn giả trung châu lúc này chính nguyên lão nhân cuống quyết hồi âm bẩm báo long công tần đình lăng là thành đế quân xảy ra vấn đề có người đang dở trò người này sát nhân ý của bốn vực khác vào chúng vọng sở quy nhân trung hào kiệt chính là căn cứ vào nhân ý phân rõ trận doanh trước kia chỉ là nhân ý trung châu bây giờ là nhân ý năm vực tập trung vì thế tất cả mọi người đều được gia trì long công vừa chống đỡ đòn tấn công của phương nguyên vừa quát hỏi làm sao có thể giải quyết được vấn đề này chính nguyên lão nhân trầm giọng đáp ta đang toàn lực ứng phó nhưng vớt cuộc có thành công hay không ta cũng không nắm chắc trong lòng long công lại chìm xuống rốt cuộc là ai có thể đối lại thủ đoạn nhân đạo của tôn giả mà còn làm được đến trình độ đó ông ta vạn lần không nghĩ đến sát chiêu nhân đạo của tôn giả sẽ bị thay đổi như vậy mặc dù đối phương không chính diện phá giải hai sát chiêu nhưng lại mở rộng phạm vi sát chiêu lên tất cả mọi người điều này thật ra cũng không khác gì phá giải đà thầm thương sao quả cầu hồn được tử vi tiên tử nâng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy giống như đang phát ra tiếng cười lúc trước tử vi tiên tử báo cho long công biết vị trí của thẩm thương mà ảnh hưởng đến hành động này chính là u hồn ma tôn long công lại vô cùng tin tưởng tử vi tiên tử không hề nghi ngờ lúc đó phương chính đang bị thẩm tòng thanh bắt cần phải chuộc về cho nên mới có một loạt chuyện về sau cuối cùng dẫn đến thẩm thương rời khỏi cõi yên vui thương làm long kình ẩn núp trong thành đế quân rồi có được thành tích như thế có lẽ phải nói lại thật không hổ là nhạc thổ quả cầu hồn lại một lần nữa run rẩy hai mắt tử tử vi tiên tử đen kịt hai tay yên lặng bưng quả cầu hồn không ngừng lợi dụng thủ đoạn trí đạo mô phỏng hiệu dụng hồn đạo tích cực chữa trị quả cầu hồn được nàng trị liệu rất tốt hình thể không ngừng ngưng thực bên kia trung thiên môn vẫn mở ra như cũ không ngừng tiến dẫn cổ tiên từ bên ngoài vào thiên đình ha 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 cứ đón hết tất cả vào đi để bọn chúng giết để bọn chúng chết giết càng mạnh càng tốt chết càng nhiều càng tốt ha 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 quả cầu hồn cuồng tiếu lên nhóm đầu tiên đi vào là chư tiên trong cuộc chiến núi mao cúc cùng với đám người ngô soái chiến bộ độ nhóm thứ hai tràn vào là viện binh bắc nguyên kiếp chức liên thủ với nhóm người nam cương lão nhân dẫn đầu tay cầm quài trượng chính là giờ hoàng còn có bách túc thiên quân đang ngẩng cao đầu mà đi sau lưng hai đại bác chuyển là bá tiên sở độ danh truyền nam vực huyền cực tử tôn danh lục đã từng hãm hại tuyết hồ lão tổ cùng với các hảo thủ cổ tiên khác cổ tiên thất chuyển tiến vào tiên cổ phòng trước đi sửa khoảng lức nhìn chiến trường lên tiếng đầu tiên ngay cả sở độ cũng không thể không ngoan ngoãn nghe theo kịch chiến trước mắt làm hắn ta chấn động đại chiến quá thảm khốc không phải thất chuyển có thể nhúng tay vào tuy tiên cổ phòng bắc nguyên ít nhưng lần này cũng mang đến ba tòa theo sát ta để chúng ta trợ giúp tiếp vận đàn bách túc thiên quân một người đi đầu Dược hoàng và ba tiên cổ phòng cũng theo sát đằng sau bên trong kiếp vận đàn bằng tắc duyên không khỏi lớn tiếng kêu tốt lúc trước ông ta công kích đại trận luyện đạo bị kim châu tiên vương lưu lại kim châu tử cản trở bây giờ lại bị chủ lực của thiên đình vây công bằng tắc duyên vừa ra tay với đại trận luyện đạo vừa tu bổ kiếp vận đàn rất cần sự giúp đỡ nhóm viện binh này đến rất đúng lúc giết bách túc thiên quân trượt quát một tiếng thân hình thoát một cái lập tức phân ra vô số phân thân dây dưa với kim châu tử dược hoàng không cam lòng yếu thế thủ trưởng vung lên mùi thuốc gai mũi lập tức tràn ngập chiến trường sau đó ba tiên cổ phòng lao lên tự giác bảo vệ kết vận đàn chủ lực thiên đình phát hiện lập tức chia binh ngươi nằm mơ đi vũ dung liên tục thi triển sát chiêu như ý phong tiên cương nhu phong khôi em phong tác đẳng đều lấy ra hết cuốn lấy trận các địch quân ba đức dược hạ phương đều học theo đáng chết rất nhiều chủ lực thiên đình bị bọn họ kiềm chế lại mắng to trong bụng nếu là trước đó quần tiên nam cương tuyệt không tạo thành phiền phức như thế nhưng bây giờ sát trường nhân trung hào kiệt đã khiến cho chiến lược của đám người vũ dụng tăng vọt mặc dù chỉnh thể không bằng thành viên thiên đình nhưng dù sao cổ tiên nam cương cũng là cường giả tinh nhuệ trong bát truyền cũng đủ tạo thành uy hiếp chúng ta lên long cung mạnh mẽ đâm tới ngô soái và chiến bộ đội chủ trì bên trong phượng cửu ca không thể không tránh né vận mệnh ca vì thế mà dừng một chút phương nguyên bỗng nhiên cảm giác được áp lực giảm xuống cộng thêm được nhân trung hào kiệt gia trì một lần nữa đánh bay long công long văn uốn lượn quấn quanh long công long nha bay múa dùng công thay thủ bỗng nhiên một bóng người khổng lồ xuất hiện đây là nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt con người long công đột nhiên co rụt lại nghiệt long đế tàng sinh một lần nữa đăng tràng long công đế tàng sinh nói tiếng người tiếng gầm gừ kích thích sóng gió vô biên long chảo của nó hất lên bịch một tiếng quất bay long công như quả bóng ra long chảo của đế tàng sinh máu me đầm đìa đều do long nha cắt chém còn long công thì đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố sâu mười trượng cơ thể khổng lồ của đế tàng sinh cũng đè xuống ầm ầm toàn bộ thiên đình cũng vì thế mà run lên, bụi mù phô thiên cái địa, quyền tịch toàn bộ chiến trường. đế tàng sinh chậm rãi bay lên, bụng của nó đã tạo thành một cống rãnh nhàn nhạt, nhạt trên mặt đất thiên đình. bất kỳ kiến trúc nào ven đường cũng bị sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. hắn đang ở bên trên, chiến bộ đội trật hô to, long công lơ lửng trên không trung, quan sát đế tàng sinh, trung long môn đang chậm rãi biến mất. trong thời khắc quan trọng, chính trung long môn đã giúp cho ông thoát khỏi khốn cảnh, tránh thoát được đòn tấn công hung mãnh của đế tàng sinh. con nhiệt long này. Long công nghiến răng ôm hận, phần ngực lõm xuống đang nhanh chóng nâng lên, khôi phục lại bình thường. Hiển nhiên một kích vừa nãy của đế tàng sinh cũng không tạo được tác dụng gì. Một bên khác, vạn niên đấu vi sa đang bay về, một lần nữa tiếp được phương nguyên. Phương nguyên nhìn thoáng qua long công trên không trung, cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm, đánh tới tháp giám thiên. Long công nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt nhướng lên. Bên kia, tháp giám thiên đang ngăn cản kiếp vận đàn đã vô cùng miễn cưỡng chuẩn bị sụp đổ. Nếu phương nguyên và vạn niên đấu vi sa đụng vào nữa nhất định sẽ chống đỡ không nổi phương nguyên ngươi nằm mơ đi tất cả mọi người tập hợp bảo vệ tháp giám thiên long công gà lên truyền lệnh còn mình xuất động đầu tiên một lần nữa sử dụng long môn chặn đường đằng trước vạn niên đấu phi xa cút ngay cho ta long công chạy đến trợ giúp ngô soái quyết định thả quân thần quang và toàn không đồng tử ra như vậy mới có thể thôi động sát chiều mộng lý khinh yên khói nhẹ quyền tịch đến chỗ long công trong lòng long công loạn lên không thể trốn tránh chủ động tránh ra một con đường để phương nguyên tiến quân thần tốc hỏng rồi đây là sát chiêu mộng đạo thủ đoạn của ta hoàn toàn vô dụng tại một nơi hẻo lánh phượng kim hoàng ẩn thân tại một tiên cổ phòng không đáng chú ý cấp đến độ dậm chân lúc này vận mệnh ca lại một lần nữa vang vọng chiến trường trạng thái thiên đình tăng vọt long công cũng được lợi thế công của đám người phương nguyên đánh ra cũng bị sụp đổ không còn uy mãnh như trước khó có thể tưởng tượng chúng ta lại có thể tiến vào thiên đình bát truyền đông hải lần lượt thông qua trung thiên môn tiến vào thiên đình thiên đình đang bị vây công hai mắt tám vị cổ tiên sáng lên nhất là khi nhìn thấy phương nguyên đế tàng sinh liên thủ vạn niên đấu phi xa long cung phối hợp tác chiến đánh cho long công phượng cửu ca liên tục bại lui rất tốt chúng ta giết đến cho bọn chúng một kích chí mạng sĩ khí bát tiền đại trấn tham gia vào cuộc hỗn chiến tại sao bọn họ lại đến đây phương nguyên cũng hơi kinh ngạc bốn người trương em tham chiến thì cũng đúng nhưng đám người thanh nhạc an lại bảo thủ cực kỳ tại sao lại mạo hiểm đến tham chiến chứ ha 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 đây là tác dụng phụ của nhân trung hào kiệt bọn họ được tăng phúc đồng thời cũng được nhân ý bốn vực gia trì quyết đoán chịu ảnh hưởng càng thêm cửu hận thiên đình thẩm thương truyền tin đến đáng tiếc tây mạc còn đang rằng co với tiên của phòng trung châu không thể đến tham gia đại chiến lần này thẩm thương làm tốt lắm phương nguyên không tiếp tán dương thẩm thương cười ha hả đó là đương nhiên rồi nhưng nói đi thì phải nói lại ngươi có thể khống chế trung thiên môn thật sự là nằm ngoài ý định chiều này quả thật đặc sắc a à, ta cũng cảm nhận được lực tiếp dẫn của trung thiên môn đợi lát nữa chúng ta gặp mặt sẽ quấy cho thiên đình đến long trời lở đất ha 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 phương nguyên mỉm cười vậy ngươi còn không mau đến đây biến cố trung thiên môn cũng vượt quá dự đoán của phương nguyên nhưng lúc này hắn cần chi vạch trần cho dù có người âm thầm mưu đồ phương nguyên cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền ưu tiên đánh bại thiên đình và phá hủy cổ số mệnh hỏng rồi tại sao lúc này lại trong lúc thầm thương đang định chấp nhận lực tiếp dẫn lửa đen trên người ông ta lại tràn ra ngoài cơn điên của ông ta lại một lần nữa bộc phát là do ta trước đó đã dốc hết toàn lực phá giải sát triều tôn giả cho nên thương thế không bị chấn áp đây là suy nghĩ sau cùng khi còn tỉnh táo của thầm thương sau đó ông một lần nữa rơi vào điên cuồng và hỗn loạn thầm thương nổi điện chính nguyên lão nhân đang ẩn núp trong thiên đình liền có cảm giác ông không khỏi phấn chấn sức mạnh của đối phương đột nhiên biến mất mặc kệ là vì nguyên nhân gì ta cũng sẽ lợi dụng một lần nữa tiếp quả thay đổi cục diện cũng không phải là không thể hả là ai chính nguyên lão nhân bỗng nhiên hét lớn ở trước mặt ông tử vi tiên tử đột nhiên xuất hiện lại còn mỉm cười tử vi không tình huống của ngươi không ổn hàn mang sáng lên trong mắt chính nguyên lão nhân vội vàng lui lại nhưng sau một khắc, một quả cầu hồn đen nhánh xuất hiện sau lưng ông, chui thẳng vào cơ thể ông lão. Không, chính nguyên lão nhân giống như bị trọng kích, trực tiếp ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, không ngừng run lẩy bẩy. Đột nhiên người chính nguyên lão nhân im lại, cặp mắt của ông cũng giống như tử vi tiên tử, biến thành một màu đen. Ông yên lặng đứng lên, lấy tay lau bọt mép, hai tay rủ xuống, cung kính nói với quả cầu hồn, lão nô bái kiến chủ thượng, u hồn ma tôn nhẹ nhàng ưm một tiếng. Lúc này ông ta không có tiên cổ, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn. Ông ta đã từng nghiên cứu ra sát chiêu cải tạo hồn thú, đã hóa thành một loại bản năng thiên phú bên trong hồn phách. Loại thiên phú bản năng này có thể tiến hành cải tạo bất kỳ hồn phách nào, khiến cho đối tượng phải trung thành, quyết trí thể không thay đổi. Tiếp theo chính là thu phục Phượng Kim Hoàng, nô tỳ biết vị trí của nàng ta, đồng thời có thể cắt đứt uy năng truyền tống của tiên cổ phòng đó. Tử Vi tiên tử chủ động lên tiếng, "Đừng vội, U hồn ma tôn nói, Phượng Kim Hoàng không chỉ lọt vào mắt xanh thiên đạo mà còn được thiên đạo ưa thích, vận thế mạnh, gần với Hồng Liên Ma Tôn trong lịch sử. Đừng nhìn nàng ta chỉ có một mình, nhưng một khi chúng ta có ý đồ với nàng ta, nhất định sẽ gặp trở ngại. Người khác thì không nói, chỉ một mình Phượng Cửu ca cũng là một sự phiền phức rồi. Người này mạnh không thua gì Long Công. Chúng ta nhìn xem chiến trường thay đổi như thế nào, để người ta toàn lực chém giết, rồi xem có cơ hội ra tay với Phượng Kim Hoàng hay không. Chủ tớ ba người u hồn Ma Tôn bước ra khỏi tên cổ phòng, quan sát chiến trường. Lúc này, thiên đình không thể không co đầu rụt cổ vào chung quanh tháp giám thiên, nghiêm phòng từ thủ tình thế hung hiểm cực độ thế công của các chư tiên còn lại hung mãnh dị thường vừa tiếp nhận nhân trung hào kiệt tăng phúc vừa bị vận mệnh ca suy yếu đặc biệt phương nguyên đế tàng sinh dẫn đầu mỗi một hành động dù nhỏ cũng có thể khiến thiên đình khẩn trương không thôi long công và phượng cửu ca vẫn như trụ của vững vàng một người ngăn cản phương nguyên một người áp chế đế tàng sinh nhưng đều rơi vào thế hạ phong dù sao bọn họ cũng phải phòng thủ tháp giám thiên bảng chu ma không thể địch lại vạn niên đấu phi sa và long cung liên thủ kim châu tử hao tổn gần như không còn chủ lực thiên đình không ngừng lùi lại phòng tuyến bị buộc phải co vào liên tục thiên đình chiến bại chỉ trong khoảnh khắc tử vi tiên tử đánh giá u mang nhấp nháy trong mắt trên đỉnh tháp giám thiên chỉ còn lại một mình viên quỳnh đô nằm dưới đất có tòng nghiêm xa vĩ hai người đang hôn mê sắp chết không có ai trị liệu thiên đình không còn thời gian cũng như nhân thủ vốn thất thứ lang đang chống lại quang bích đã bị chủ lực thiên đình đuổi tới dễ dàng ra tay giải quyết thất thứ lang đang bị trói hoàn toàn không cách nào ngăn cản bị chặt đầu chết rất biệt khuất đại trận luyện đạo đã bị hủy viên quỳnh đô chỉ còn một mình tiếp tục chữa trị cổ số mệnh nhanh thôi nhanh thôi viên quỳnh đô lầm bầm ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Oanh. một tiếng nổ vang tháp giám thiên bị trọng kích run lên kịch liệt viên quỳnh đô bị quấy nhiễu phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất ngất đi chữa trị cổ số mệnh bị gián đoạn sát chiêu tiên đạo ngũ luân túc sát truyền ngũ hành đại pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng song trưởng đánh ra hung hăng đẩy ra một vòng tròn ngũ sắc vòng tròn bay vụt lên không chính giữa vòng tròn bộc phát lực khắc mạnh mẽ đủ loại sát chưa bị nó hút vào hoang thú đều bị giảo sát phòng tuyến thiên đình vì đó mà loạn chúng ta xông vào đi cổ tiên nam cương lập tức bắt được chiến cơ thôi động tiên cổ phòng bát chuyển thái vũ tự tận dụng mọi thứ xông vào phòng tuyến thành viên thiên đình ngọc châu tử nghiến răng ngón tay chỉ thái vũ tự quát đi hơn phân nửa ngọc châu trôi lơ lửng bên cạnh ông ta bắn trúng thái vũ tự sau đó nổ tung rầm 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 ngọc châu nổ tung tiếng nổ vang như sấm bùi phấn bay tứ tán bám vào bên trên thái vũ tự khiến cho tên cổ phòng bát chuyển này hành động trở nên chậm hơn mấy lần. Có được cơ hội, thành viên thiên đình nhanh chóng hồi viên, dồn hết tâm tư cũng bước được thái vũ tự. Nhưng mặc dù thái vũ tự bị buộc bay ra ngoài, vũ dung ở một bên khác đã ra tay, sát chiêu tiên đạo, chỉ phong long, sát chiêu tiên đạo, loạn đạn nhận. Vũ dung co ngón tay bắn mấy phát, bắn ra mấy con tiểu trùng màu xanh, tiểu trùng bay trên không trung, cơ thể nhanh chóng bành trướng, một thước, năm thước, một trượng, năm trượng, mười lăm trượng, chỉ trong mấy hơi thở, bọn chúng đã biến thành phong long 22 trượng, dương nanh múa vuốt, nhào vào phòng tuyến thiên đình. Sau đó, màu xanh biếc lóe lên trong mắt vũ dung, từng con phong long ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên nổ tung, biến thành lưỡi đao phỉ thúy vô biên, kích xạ bốn phía, đao do sắc bén, bay vụt bốn phía, cắt chém hết thảy. Chủ lực thiên đình đành phải cắn răng ngạnh kháng sát chiêu, thừa gì bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, vũ dung thừa cơ thay đổi cơ thể, giống như một cơn gió mát muốn thẩm thấu vào bên trong phòng tuyến. Nằm mơ đi, một âm thanh yêu kiều vang lên, cánh hoa tung bay vạn tử hồng đã ngăn cản vũ dung nàng vẫn luôn duy trì sự chú ý đối với vũ dung không dám có chức chủ quan vũ dung vừa có dị động nàng đã lập tức nhào lên ngay vũ dung thở dài một tiếng đành phải bỏ qua cổ tiên năm cương bên trong tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong nói với cổ tiên đông hải là hoa thải vân mau xông vào đi thì ra trước đó vạn tử hồng giao thủ với hoa thải vân và thanh nhạc an lúc này vạn tử hồng lo đi đấu với vũ dung để lại chỗ trống mặc cho hoa thải vân và thanh nhạc an tiến vào phòng tuyến nhưng hoa thải vân và thanh nhạc an lướt mắt nhìn nhau phát hiện cả hai đều không có ý định xâm nhập đều lựa chọn tác chiến ngay tại chỗ mặc dù nhân ý ảnh hưởng đến sự quyết đoán của chư tiên đông hải nhưng mức độ ảnh hưởng cũng có hạn lúc này hoa thải vân và thanh nhạc an đã cảm thấy hối hận tại sao máu nóng bốc lên đầu chạy đến thiên đình quyết chiến chứ bọn họ ở trung châu vơ vét tiên tài không phải là chuyện rất tốt sao cần chi phải đến đây đà sinh đà tử hai người bọn họ đều không ngốc ai đột nhập vào phòng tuyến thiên đình nhất định sẽ gặp phải phản kích mãnh liệt của thiên đình chỉ cần không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu ngay chính vì nhận ra được điều này vạn tử hồng mới lớn mật ngăn lại vũ dung tính tình cổ tiên đông hải lúc nào cũng như thế tình mang bùng lên trong mắt vạn tử hồng nàng hiểu rất rõ về cổ tiên đông hải cũng chính vì nguyên nhân như vậy nàng mới yên tâm đi đối phó vũ dung nhưng sau một khắc thạch miểu bỗng nhiên chen vào giết vào phòng tuyến thiên đình hắn ta cũng là cổ tiên đông hải chủ lực thiên đình duy trì phòng tuyến giật gấu vá vai trong tình huống bất đắc dĩ đã bại lộ sơ hở trước mặt cổ tiên thiên đình nhưng chủ lực thiên đình không nghĩ đến thạch miểu đã bị long cung khống chế trở thành long tướng chiến đấu hung hãn không sợ chết chủ lực thiên đình không khỏi ngây người để cho thạch miểu thuận lợi xông qua phòng tuyến thẳng đến tháp giám thiên mắt thấy hắn ta sắp giết vào một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thạch miểu nằm mơ đi em thanh của long công truyền vào tay thạch miểu thạch miểu đã sớm dựng lên phòng ngự làn da toàn thân như da đá không thể phá vỡ nhưng sau một khắc cổ hắn ta đã bị tay phải của long công bóc chặt thạch miểu lập tức cảm thấy ngạt thở một luồng sức mạnh cường đại từ tay phải long công truyền đến khiến cho da đá trên cổ hắn ta phải dạn nứt quá mạnh thạch miểu kinh hãi cố gắng dãy giụa nhưng không có kết quả mắt thấy hắn ta sắp bị long công bóp nát một luồng kiếm quang bỗng nhiên đánh tới long công cố gắng trốn tránh nhưng kiếm quang đã sớm có đoán trước đã tính đến điểm này vẫn có thể bắn trúng bụng của ông giống như một vệt ánh sáng nhanh chóng xuyên qua cơ thể long công thiếu chút nữa bị kiếm quang chặt ngang eo vết thương trên bụng rất lớn máu phun như thác nước nhất thời không thể ngăn được dư thế kiếm quang không giảm, lại đánh vào tháp giám thiên. Cũng may tháp giám thiên đã thúc lên phòng ngự, không giống như bị kiếm quang bạc thanh trảm lúc trước đến không kịp chuẩn bị. Bạch quang lấp lánh trên thân tháp, nói chung là khó khăn ngăn cản kiếm quang lại. Phương Nguyên, ánh mắt long công như điện, quay đầu nhìn về hướng phát ra công kích. Ở đó là Phương Nguyên một lần nữa biến thành kiếm long thái cổ, long chảo kiếm long bóc thành nắm đấm. Một chiêu vừa nãy chính là ngũ chỉ quyền tâm kiếm, uy lực của sát chiêu này rất kinh khủng. Long công tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Phương Nguyên tùy tiện tấn công. Lúc này, ông muốn quang thạch miểu đi dùng long môn tiếp cận long công nhưng vào lúc này thạch miểu bỗng nhiên mỉm cười kỳ lạ toàn bộ thân hình hòa tan nhanh chóng bao trùm cơ thể long công thay đổi này khiến long công vội vàng không kịp chuẩn bị còn phương nguyên đã một lần nữa thôi động ngũ chỉ quyền tâm kiếm kiếm thứ hai kiếm thứ ba kiếm thứ tư mỗi một kiếm quang đều xuyên qua cơ thể long công sau đó dư thế không giảm đánh cho tháp giám thiên phải rung rẩy kịch liệt long công đại nhân biến cố này khiến chư tiên thiên đình quá sợ hãi long công cũng vạn lần không ngờ rằng thạch miều lại cam nguyện hy sinh tính mạng của hắn ta để kiềm chế ông ngũ chỉ quyền tâm kiếm của phương nguyên bắn trúng ông thạch miều cũng gặp nạn theo lúc này trên người long công đã có ba vết kiếm rất kinh khủng nhưng ông vẫn còn thừa lại được một hơi thạch miều chết đến mức không thể chết thêm cơ thể rách rưới mỉm cười rơi xuống mà chết long công con đường của ngươi dừng ở đây thôi phương nguyên nhẹ giọng nói sau đó ngón tay buông lòng thực hiện kiếm thứ năm ngũ chỉ quyền tâm kiếm kiếm quang dường như muốn xuyên thủng vũ trụ nhanh đến mức không ai có thể ngăn cản được, trừ Tiên Thiên Đình chỉ có thể dùng ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng trơ mắt nhìn kiếm quang như thiểm điện bắn về phía Long công, tử vong sắp đến, hai mắt Long công thất thần, bỗng nhiên rơi vào vòng xoáy hồi ức, khi còn nhỏ, Long công ghé vào sát giường, kêu khóc, "Cha, mẹ, các người không nên chết, không nên rời khỏi Long nhi." Con trai, cha của Long công vuốt vai đầu của ông, cười khẽ, cho dù cái chết sắp đến gần cũng mỉm cười thoải mái, "Đừng khóc, đừng bi thương, chúng ta vì chống cự đế tàng sinh mà bị vết thương chí mạng." đây là trách nhiệm thành viên thiên đình cũng là chuyện mà chúng ta cam tâm tình nguyện muốn làm tử vong là điểm cuối cùng của cuộc đời quan trọng là phải chết cho có ý nghĩa chờ sau này con lớn lên con sẽ hiểu đạo lý này con của ta mẫu thân long công cũng nói con sẽ hiểu được sự hy sinh của chúng ta có ý nghĩa đến cỡ nào mặc dù nó mang ý nghĩa chia ly nhưng nhiều hơn chính là vinh quang và trách nhiệm bảo vệ nhân tộc năng lực càng lớn trách nhiệm sẽ càng lớn bảo vệ tộc đàn là sự nghiệp to lớn của chúng ta và rất nhiều tiền bối tiên hiền kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên chờ sau khi con lớn lên, con cũng sẽ tiếp tục đi theo con đường của chúng ta. Chúng ta sẽ ở một thế giới khác chờ mong con phát triển. Con phải cố gắng và kiên trì nhé. Khi thiếu niên, thiếu niên Long Công thở hồng hộc, bị một khôi lỗi đánh bại ngã xuống đất. Cổ sư một bên cười ha hả, vỗ tay tán thưởng. Tiểu Long, ngươi làm rất tốt rồi. Đứng lên đi, nghỉ ngơi một chút đi. Không, ta còn có thể chiến đấu. Thiếu niên Long Công dốc hết toàn lực loạn trọng đứng thẳng lên. Ta phải cố gắng gấp bội, cố gắng tu hành, không ngừng phát triển. Khôi lỗi trước mắt tính là gì chứ? cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ trở thành nhân vật sống cha mẹ ta, trở thành cổ tiên thiên đình, tuân theo con đường của bọn họ. Ha ha ha, thật là chí khí, tương lai của ngươi thật khiến người ta chờ mong. Cổ sư tán thưởng tự đáy lòng, khi thanh niên, đây chính là cảnh giới cổ tiên sao? Long công vượt qua tai kiếp trở thành cổ tiên lục truyền, không tầm thường. Tiểu tử, ngươi đã thành tiên ở độ tuổi này, ngẫm lại, khi ta bằng tuổi ngươi, ta còn đang tranh giành tình nhân đấy. Ha ha ha, cổ tiên thiên đình cười nói, đa tạ ngài đã hộ pháp cho ta thanh niên long công cúi đầu với một vị cổ tiên thái độ vô cùng chân thành cổ tiên thiên đình khoát tay chắc ngươi cũng hiểu thân phận của ngươi rất đặc biệt ngươi là người hộ đạo tiên tôn tương lai cho nên con đường thu hành của ngươi luôn xuôi trèo mát mái cho dù có bị ngăn cản nhưng thu hoạch thường lớn hơn thiên đình cần ngươi tiên tôn tương lai cần ngươi nhân tộc cần người tiểu tử thành tiên không phải điểm cuối cùng của ngươi mà là điểm xuất phát tuyệt đối không được lơ là bất cần dừng bước không chịu tiến thêm chúng ta đều rất cần ngươi cổ tiên nháy mắt với long công đúng vậy ta nhất định sẽ kiên trì cho đến một khắc ta chết già, vì thiên đình vì nhân tộc vì tương lai mà kính dâng một phần khí lực một giọt máu và mồ hôi long công nói khi tráng niên tu vi bát chuyển khó có thể tưởng tượng tuổi này của người mà đã có thành tựu như vậy rồi đồng công cảm khái có lẽ phải nói là không hổ danh là người hộ đạo sao ha 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 có ngươi thiên đình càng thêm thịnh vượng long công cười sang sảng hai vị tiền bối quá khen rồi long công tráng niên khiêm tốn nói mi công và đồng công liếc mắt nhìn nhau mi công nói như vậy đề nghị của chúng ta ngươi suy nghĩ kỹ chưa trở thành một thành viên trong chúng ta lãnh tụ thiên đình chỉ dẫn tiên tôn còn chưa xuất thế thành tài long công gật đầu không chút do dự nói vâng ta đã sớm chuẩn bị xong ha 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 từ hôm nay trở đi ngươi chính là long công một trong tam công thiên đình cũng là người quan trọng nhất gánh nặng thiên đình chủ yếu dựa vào ngươi long công chậm rãi gật đầu gương mặt tràn ngập nghiêm túc đây là con đường mà ta luôn theo đuổi là kết quả mà cha mẹ vô số tiền bối dọc theo con đường ta trưởng thành đã mong đợi càng là thiên đình cần nhân tộc cần đối với phần trách nhiệm này ta long công việc nhân đức không nhường ai lúc tuổi già quay đầu lại đi hồng đình quay đầu đi long công nhìn hồng liên ba tôn hô to sư phụ con đã cô phụ sự dạy bảo và chờ mong của người con xin lỗi nhưng con nhất định phải phục sinh bọn họ hồng liên ba tôn cũng không quay người bóng người biến mất trong màn đêm long công đau khổ nhắm hai mắt lại cơ thể lung lay như sắp đổ đồ đệ mà ông dốc lòng dạy bảo nhiều năm lại đi theo con đường như vậy bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim ta đã dạy một tiên tôn thành mà tôn ta có tội long công quỳ dạp trước mặt đồng công mi công đứng dậy mau đứng dậy đi đồng công mi công kéo cánh tay long công mở miệng an ủi phải có lòng tin long công chúng ta còn hy vọng sai không phải ở ngươi long công cố gắng và nỗ lực mấy năm qua của ngươi chúng ta đều nhìn thấy hết là hồng đình khiến chúng ta thất vọng chứ không phải ngươi không Long công tránh khỏi tay hai người kia, gương mặt nghiêm túc, "Là ta dạy bảo ra đồ đệ, bây giờ nó lạc lối, đó là lỗi của ta, cũng là tội của ta, ta nhất định sẽ trả lại, ta sẽ dùng hết khí lực của mình để bù đắp sai lầm này, vì Thiên Đình, vì nhân tộc, cho dù ta trả giá tất cả cũng phải kéo Hồng Liên về chính đạo." Tuổi già, Long công cúi đầu, ngồi xếp bằng trong đại điện, tóc tai bù xù, hai hàng nước mắt từ trên gương mặt ông chảy xuống, Lặng Yên không một tiếng động, trước mặt của ông, trên đại điện băng lãnh bày những thi thể mà ông không hề xa lạ là thi thể của long nhân bi thống vô thiên cái địa gào thét thành biển gần như muốn bao phủ long công ông vốn muốn hưởng thụ niềm vui gia đình lại không nghĩ đến lúc tuổi già lại nhanh đón đà kích như thế bi ai một điểm hung thủ giết chết con chó ông lại chính là ông là chính tay ông tạo thành thảm trạng này là lỗi của ta ban đầu ta không nên long công nghẹn ngào chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt ngừng trọng liếc nhìn từng thi thể trong đại điện theo đó là những hồi ức ấm áp tiếng cười vui vẻ ùa về các người đều không sai các con của ta sai là ta lưng long công còng xuống dùng nắm đấm vô lực đấm vào lồng ngực của mình em thanh bịch bịch vang vọng trong đại điện phóng vẻ là ta không chăm sóc các người thật tốt không dẫn đạo các người thật tốt để các người đi lạc lối ta sai rồi ta không phải là một sư phụ tốt cũng không phải một tiên tổ tốt nhưng vì đại nghiệp nhân tộc vì thiên đình ta chỉ có thể hy sinh các ngươi tin ta đi kết cục như vậy tuyệt không phải ta muốn nhưng ta không còn cách nào tuy ta là long nhân nhưng lòng ta vẫn hướng về nhân tộc ta không thể mặc cho các ngươi nhiễu loạn đại nghiệp nhân tộc đó chính là thành quả bao nhiêu đời che già măng mọc bất kể hy sinh mà đổi lấy quan trọng nhất dễ của các người cũng là nhân tộc mà các người muốn trách thì cứ trách ta ta không thể khẩn cầu các người rộng lượng cũng không dám van cầu sự tha thứ của các người vậy hãy để ta gánh tất cả tội nghiệp sau đó để ta hoàn lại các con của ta ta tuyệt không nhẫn tâm muốn tách rời các con các con sẽ cùng ta hòa cùng một thể vĩnh viễn không chia lìa là tiên tổ của các con ta thẹn với các con không cho các con được cuộc sống tốt đẹp hoàn cảnh yên ổn nhưng ta chỉ có thể làm đến bước này mà thôi ta long công chẳng qua chỉ là một ông lão gần đất xa trời hiện tại kiếm thứ năm nhanh chóng đánh tới long công tốc độ vừa nhanh vừa mạnh đến gần trước mặt long công xoẹt một tiếng vang nhỏ thời gian giống như chậm lại vô số lần đầu long công nhẹ nhàng bay ra khỏi cổ của ông máu từ cổ chậm rãi bắn ra ngoài ông đã bị phương nguyên một kiếm bêu đầu long công đại nhân bên tai truyền đến tiếng la kinh hãi của quần tiên thiên đình nhưng long công nghe âm thanh này càng lúc càng yếu ban đầu còn giống như sơn hô hải khiếu nhưng gần như sau một khắc đã suy giảm thành tiếng vang vọng nơi chân trời cái này chính là tư vị tử vong sao long công ta rốt cuộc phải chết sao chết ở chỗ này trong đầu long công vẫn còn suy nghĩ lấp lóe chết ở chỗ này ông tự hỏi chính mình mệt mỏi thật sự quá mệt mỏi một đường đi đến hiện tại cách vác của ông nặng như núi bao gồm tội nghiệp và trách nhiệm như biển có đôi khi ông thật sự muốn chết khi ông lần đầu tiên bước vào tiên mộ lần đầu tiên ngủ say ông đã từng suy nghĩ lung tung nếu mình cứ như vậy mà chết đi dường như cũng là một chuyện không tệ nhưng có thể sao có thể sao ông tự hỏi mình không thể, không thể, cả đời Long công đều mang gánh nặng, gánh vác sự kỳ vọng của phụ mẫu, sư phụ, đồng bạn, gánh trách nhiệm thiên đình và nhân tộc, gánh trách nhiệm đồ đệ phản bội, làm hại thế gian, gánh tội nghiệp tự tai tàn sát huyết mạch hậu đại, ông sẽ bị thương, ông sẽ già đi, thân hình của ông còng xuống, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, ông nằm xuống tiên mộ, nhưng khi cần, ông còn phải đứng lên, tiếp tục gánh vác trách nhiệm và sứ mệnh, không sai, ta không thể chết, không thể chết, ta còn có cường địch còn chưa thu thập còn có tội nghiệp còn chưa trả hết, còn có sai lầm còn chưa sửa chữa. Trước mắt, tiền mộ đã bị hủy, nếu ta chết, Phượng Cửu ca nhất định một cây chẳng chống vững nhà, thiên đình sẽ bị đám người phương nguyên phá hủy, ta sao có thể ngã xuống được, ta không thể chết, đồng bạn cần ta, thiên đình cần ta, nhân tộc cần ta, cần long công ta, cho nên, cho dù mệt mỏi, có mệt mỏi không chịu nổi, dù là ngủ sai trong mộ, cho dù chết rồi, đầu bị chặt xuống, long công ta, cũng tuyệt không ngã xuống, ta phải đứng lên, ta phải, tái chiến chỉ trong nháy mắt giống như toàn bộ vũ trụ đều đáp lại ý chí cường đại không sần của ông kỳ tích phát sinh đôi mắt long công vốn mở đi đột nhiên bắn ra tinh mang trùng thiên máu phun ra từ cổ nhanh chóng chảy trở về khí tức chung quanh ngưng tụ kéo đầu của ông một lần nữa trở về cổ một luồng khí tức huyền ảo vô cùng mang theo chân truyền rót vào cơ thể của ông nhanh chóng trị liệu thương thế cho ông chỉ một hô hấp đã khỏi hẳn là thủ đoạn của nguyên thủy tiên tôn còn có chân truyền khí đạo thì ra tam khí quy lai còn có tác dụng như vậy trong nháy mắt long công ngộ ra gương mặt hiện lên sự vui mừng long công đại nhân ông ta sống lại rồi kỳ tích phát sinh trước mắt thiên đình gieo hò sĩ khí động đái bắn ngược sắc mặt phương nguyên vẫn bình tĩnh là thủ đoạn của nguyên thủy tiên tôn quả nhiên còn có chuẩn bị đằng sau đây chính là nội tình của thiên đình sao vũ dung lẩm bẩm sắc mặt âm trầm cảm thấy bất lực long công ngẩng đầu lơ lửng trên không trung ông giang hai tay và hai chân hét to long công ta tuyệt sẽ không ngã xuống vào lúc này phương nguyên ngươi hãy xem cái gì gọi là tam khí quy lai chân chính tam khí quy lai chiều này tên tuổi quá lớn long công vừa thốt ra nhất thời làm cho cổ tiên ba vực kinh nghi bất định thế công lập tức chậm lại gương mặt phương nguyên cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy uy năng kinh khủng của tam khí quy lai lúc trước long công đã dựa vào chiều này đã đạt vững thắng cục dứt khoát đánh bại từ sơn trân quân tam khí quy lai tổng cộng chia làm ba thức thứ thứ nhất là nhân khí quy lai thức thứ hai là địa khí quy lai thức thứ ba là thiên khí quy lai nhân khí quy lai có thể khiến cho nhân khí cổ tiên tiêu hao trạng thác trượt dài địa khí quy lai là rút ra địa khí khiến tiên khiếu bị hao tổn nghiêm trọng nguy như trồng trứng thiên khí quy lai lấy đi thiên khí tiêu hào tích lũy như hai thức trước khiến tiên khiếu hoàn toàn sụp đổ chúng thức thứ nhất thức thứ hai thức thứ ba sẽ không cách nào che chắn cho nên quan trọng nhất chính là thức thứ nhất chỉ trong nháy mắt đủ loại tin tức xẹt qua trong đầu phương nguyên hắn vặn vẹo thân rồng chậm rãi lui lại mặc dù hắn đã biến thành kim long thái cổ dường như thoát khỏi thân phận nhân tộc nhưng nhân khí quy lai có thể rút ra nhân khí của hắn hay không hắn cũng không chắc chắn nếu chiêu này là do nguyên thủy tiên tôn sáng tạo cho dù lúc trước không có biến hóa đạo lỗ thủng này trải qua tay long công cũng nhất định được cải tiến tương ứng vua sau một khắc khí quyển hạo đãng bỗng nhiên quyển tịch từ bốn phương tám hướng đến sóng gió cuồn cuộn như một dòng lũ tập trung trên người long công rất nhiều nhân khí địa khí thiên khí tập trung vào cơ thể long công chuyển hóa thành vô số đạo ngân khí đạo đồng thời tăng gấp đôi trạng thái từng phương diện chỉ trong nháy mắt phương nguyên nheo mắt lại đây là tình huống như thế nào ba thức tam khí quy lai đồng thời phát huy hiệu dụng vơ vét rất nhiều khí tức gia trì trên người long công đây là dị trạng do thủ đoạn của nguyên thủy tiên tôn đưa đến sao biểu hiện của tam khí quy lai đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái thông thường cường đại cường đại cường đại chưa từng có cảm giác cường đại tràn ngập thể giác và tinh thần long công ông nhẹ nhàng đập mạnh oành không khí dưới chân bị đập nổ kéo theo cơ thể của ông giống như lưu tinh màu tím trong nháy mắt đã đi đến trước mặt phương nguyên nhanh thực sự quá nhanh nhưng phương nguyên không hề sợ hãi bởi vì ấn hộ thân nghịch lưu vẫn còn trên người hắn oanh nắm nấm long công hung hăng nện xuống mặt hắn phương nguyên giống như đạn pháo dùng tư thế xét đánh không kịp bưng tay rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố thật sâu ấn hộ thân nghịch lưu bị một kích này lập tức trở nên mở đi phương nguyên lắc cái đầu lớn xua tan cảm giác choáng váng long công lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn hai bên cách nhau chưa đến trăm bước long công giết tới toàn thân không ngừng tản ra chính khí hừng hực tôi lên thần võ uy nghiêm trên người ánh mắt phương nguyên băng lãnh hử lạnh trong lòng vua thì ra vạn niên đấu phi xa đã sớm mai phục lúc này nhìn thấy long công truy sát đến lập tức xuyên thấu khí quyển giống như một thanh chát đao to lớn mang theo bóng ma từ vong nồng đậm hung hăng chém xuống long công chém chúng vạn niên đấu phi xa giống như khảm đao to lớn chém long công xuống mặt đất oành bụi mù bốc lên cuồn cuộn chợt bị khí thế như bão táp trên người long công trong nháy mắt đánh tan long công bị vạn niên đấu phi xa chém chúng ông nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất một cánh tay mạnh mẽ phát lực long chảo chộp vào đáy thuyền vạn niên đấu phi xa ông một tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng của vạn niên đấu phi xa kẹt 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 em thanh răng rắc gây rợn bắp tay long công căng cứng chậm rãi từng chút một đầy vạn niên đấu phi xa ra xa còn người phương nguyên hơi co lại lúc này vạn niên đấu phi xa không hề đơn giản chính là sự dung hợp giữa chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu xứng đáng đứng trong năm vị trí đầu tiên cổ phòng siêu cấp trong thiên hạ long công chỉ dựa vào một cánh tay đã có thể chống đỡ toàn lực tấn công của nó long công thi triển một lần tam khí quy lai trình độ tăng lên vượt quá dự tính của phương nguyên vu long công bật hơi bỗng nhiên dùng sức đứng thẳng, đồng thời một cánh tay khác phủ tới, hai tay chấn động ném vạn niên đấu phi ra ra ngoài. Phương Nguyên lạnh lùng quan sát toàn bộ quá trình, Long Đồng phản chiếu rõ ràng gương mặt của Long Công, đuôi rồng Phương Nguyên hắt lên, nhanh chóng rút lui, bắt đầu rời xa chiến trường lấy tháp giám thiên làm trung tâm. Tốc độ Long Công đã áp đảo Phương Nguyên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyên rời đi, bởi vì lúc này Long Cung cùng với ba tiên cổ phòng với công phượng cửu ca, phượng cửu ca phân tâm đối kháng, vận mệnh ca không thể không yếu bớt, để đế tàng sinh một lần nữa thoát khỏi trói buộc uy hiếp tháp giám thiên nghiệt long dừng tay cho ta gần như trong nháy mắt long công đã xuất hiện trên đỉnh đầu đế tàng sinh sát chiêu tiên đạo khí hồ sơn một khí sơn hơi mở chớp mắt thành hình hung hăng áp xuống một tiếng ầm thật lớn thiên địa rúng động đầu của đế tàng sinh bị khí sơn trấn áp dưới mặt đất sát chiêu tâm khí quy lai giúp cho thủ đoạn của long công tăng vọt uy năng đạt đến tình trạng kinh thế hãi tục nhưng sau khi thi triển một chiêu này khí thế toàn thân long công đột nhiên giảm xuống ba phần cơ hội đến rồi nhìn thấy cảnh tượng này ngũ hành đại pháp sư vũ dung trương em gần như đồng thời ra tay bà sát chiều từ xa lao đến long công long công không tránh không né cũng không chống lên tự chuyển du long khí tường mặc cho sát chiều bao trùm lên người mình nhất thời khói lửa tràn lan tiếng sấm cuồn cuộn quang ảnh trói lọi tản đi long công sừng sững giữa không trung cơ thể như núi lù lù bất động ba cái trò vặt muốn gãi ngứa cho ta sao long công cao giọng trào phúng vũ dung ngũ hành đại pháp sư trương em đều đỏ mặt vừa kinh vừa sợ tam khí quy lai long công một lần nữa hét lên trong nháy mắt khí quyển cuồn cuộn phần phật rung động một lần nữa lao ra từ các ngõ ngách của thiên đình chỉ trong mấy hơi đã tập trung đến bên trong cơ thể long công ầm ầm khí thế long công một lần nữa bành trướng không chỉ quét qua xu thế suy tàn lúc trước mà còn nâng cao một bước trước kia cao nhất một trượng bây giờ đột phá hai trượng khí thế bao phủ toàn thân giống như ngọn lửa cháy hừng hực mái tóc màu tím của long công điên cuồng tung bay vẩy rồng chiếu sáng rạng rỡ liên quan đến sát chiêu long ngự thượng tân cơ thể long công đã vượt qua độ cao của thường nhân thể trạng cường tráng ngấp mấy lần mang đến cho người ta cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt đế tàng sinh không cam lòng giống giận cố gắng rút cái đầu to lớn từ trong hố sâu ra long công bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh đế tàng sinh đấm thẳng một cái đánh bay đầu đế tàng sinh sức mạnh khổng lồ thậm chí còn kéo theo cơ thể khổng lồ của nó khiến cho nó một đường lăn lộn ra ngoài nghiền ép vô số kiến trúc của thiên đình nhưng long công cũng không quản được nhiều như vậy hết thảy đều lấy bảo vệ tháp giám thiên làm chủ kiếp trước chiến lược của đế tàng sinh có thể đối bính long công kiếp này long công có thể nghiền ép nó nếu như nói phượng cửu ca đánh bại đế tàng sinh là nhờ sự huyền diệu của vận mệnh ca long công nghiền ép đế tàng sinh hoàn toàn dựa vào thực lực ta hiểu rồi mặc dù tiên mộ thiên đình đã bị ta hủy nhưng thiên đình vẫn còn đó mỗi một cổ tiên gia nhập thiên đình đều sẽ cống hiến tiên khiếu của mình rất nhiều thế giới động thiên dung hợp lẫn nhau mới tạo thành thiên đình như bây giờ mỗi tiên khiếu đều là ba khí cân bằng chứa đựng thiên khí địa khí nhân khí bây giờ long công thi triển tam khí quy lai không phải ra tay với kẻ địch là ta mà là phóng thích thiên đình suy nghĩ trong đầu phương nguyên như điện đã suy tính ra nội tình của thiên đình ba khí thiên đình mặc cho long công khai phát thậm chí có thể nói là nguồn cung cấp vô hạn long công được sự giúp đỡ mạnh như thế chiến lược tăng lên chỉ dựa vào quyền cước cũng đủ nghiền ép đế tàng sinh nhưng rời khỏi thiên đình sát chiêu tam khí quy lai sẽ mất đi uy năng bên ngoài không có được thiên điện nhân ba khí nhiều như vậy nói cách khác long công cường đại cũng có hạn chế ông nhất định phải ở trong thiên đình mặc dù phương nguyên đã khám phá ra được nhược điểm này nhưng lại lợi dụng không được tháp giám thiên đang nằm trong thiên đình phương nguyên nhất định phải tranh thủ phá hủy cổ số mệnh cho nên hắn không thể rời khỏi thiên đình cũng không thể rời khỏi long công long công có mạnh chẳng qua cũng chỉ có một người xông lên chúng ta cùng tiến lên phòng tuyến thiên đình có rộng và dài hơn nữa ngược lại muốn xem xem bọn họ ngăn cản chúng ta như thế nào vũ dung giống to bên trong ánh mắt ẩn chứa sự nôn nóng biểu hiện kinh người của long công đã khiến lòng người thay đổi một cách vi diệu cũng khiến cho vũ dung không thể không kiêng nể vũ dung khống chế tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phòng một ngựa đi đầu hành động này lập tức kéo theo tiên cổ phòng bên cạnh thế công một lần nữa khởi sướng long công hử lạnh một tiếng đột nhiên biến mất khi xuất hiện đã ngăn đằng trước vũ dung gương mặt của ông như sắt đang định ra tay với tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong. bỗng nhiên long cung lại đánh đến ông sát chiêu tiên đạo mộng lý khinh yên mắt rồng long công chừng một cái không thể không tránh nhất chiêu tiên cật biến thiên đối mặt với sát chiêu mộng đạo long công có mạnh hơn cũng không dám lấy thân thử nghiệm ông ta vừa tránh lập tức khiến cho đám người ngô soái vũ dung thở vào một hơi hình tượng uy vũ long công vừa mới tạo dựng thậm chí tâm lý không thể chiến thắng được đã bị chiêu này phá vỡ lòng người tan giã của quần tiên ba vực dường như đã được ngưng thực lần nữa cũng may mà ông ta tránh được chắn ngô soái cũng dịn một lớp mồ hôi lạnh tuy mộng lý khinh yên là sát chiêu mộng đạo nhưng cường độ có hạn đối mặt với long công cường đại như thế giống như cầm một tấm lưới nhỏ đi câu một con cá mập lớn long công khó mà chống cự được sát chiêu mộng đạo cá mập lớn nhất định có thể bị tấm lưới bao lại nhưng sau đó thì sao Cám mập ra sức tránh thoát vẫn có thể đâm rách tấm lưới nhỏ mà thôi ở hiện thực cho dù ngô soái có bắt được long công cũng sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của long cung hoàn toàn không có cách nào thu con quái vật khổng lồ này vào long cung được càng không thể trấn áp được kết quả sau cùng rất có thể long cung sụp đổ còn long cung rơi vào mộng cảnh tạm thời không cách nào tự kiềm chế nhưng đừng quên còn có phượng kim hoàng có thể nhằm vào mộng cảnh nhanh chóng cứu long cung ra cho nên hành động lần này của ngô soái cũng chỉ là phô trương thanh thế Long Công ăn thiệt là bởi vì ông ta không biết rõ ràng nội tình của sát chiêu mộng đạo này. Đây cũng là vì sao cổ tiên luôn giữ sát chiêu trong tay mà không dễ dàng thi triển ra ngoài. Nếu có thi triển ra ngoài, cũng phải tích cực cải tiến sát chiêu. Long Công vừa lui, trừ tiên ba vực dưới sự lôi kéo của Vũ Dung, một lần nữa nhấc lên một luồng thế công toàn diện, giống như một đợt sóng to, thừa cơ cùng nhau tiến lên. Hừ, ngoại trừ Long Công đại nhân, thiên đình còn có chúng ta, xem nhẹ chúng ta, các người nhất định sẽ phải trả giá đắt. Có chúng ta ở đây, các ngươi đừng hòng đạt được cái gì trong thời khắc mấu chốt chu tước bạch thương thủy triệu sơn hà là những chủ lực thiên đình đều đứng ra không hề sợ chết nghênh đón sóng to thế công một đám lão bất tử các ngươi còn có thể sống bao lâu nữa chứ hoa thải vân cười rộ lên vô số lôi vân bắn ra từ người bà ta rầm 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 lôi vân nổ tung đều bị ngọc châu từ chính xác chặn lại sống bao lâu chúng ta chẳng cần quan tâm chỉ cần còn lại một hơi chúng ta đều sẽ bỏ lên từ phần mộ ngọc châu từ hét lớn trở tay ngọc phấn như sương nhanh chóng cuốn đến lui đối mặt với sát chiêu thần bí hoa thải vân không dám lấy thân thử pháp vì lý do an toàn bà ta lập tức lui về phía sau bị ngọc châu tử tùy tiện bước lui trận chiến này chúng ta tuyệt không bại có biết tại sao không chu hùng tín một thân bạch bào may rậm mặt chữ điền ông ta thi triển thủ đoạn tín đạo huyễn bạch phi tiễn vô tận bán ra ngoài bởi vì từ hơn 3 triệu năm trước chúng ta đã là tiên phong là sống lưng của nhân tộc công thần của trung châu chúng ta chưa từng quên sự sỉ nhiều khi biến thành nô bộc của dị nhân chưa từng quên hòa bình là đánh đổi bằng mạng sống càng không quên hạnh phúc của nhân dân cần nhiều đời bảo vệ còn các ngươi chỉ vì chút tư lợi bản thân không thèm để ý đến nhân tộc tầm nhìn hạn hẹp như thế ngay cả tương lai cũng không thấy được đúng là đúng ngu xuẩn đến đi mặc kệ các ngươi có bao nhiêu thủ đoạn bao nhiêu lần tấn công cũng chỉ có thất bại mà thôi chu hùng tí liên thanh gào thét ngàn vạn mưa tên nương theo tiếng nói của ông uy lực càng lúc càng tăng lên dùng công thay thủ đánh cho ngũ hành đại pháp sư sực hạo phương và rất nhiều bát chuyển không ngừng đầu lên được chỉ có thể lấy phòng ngự làm chủ thế công vừa nhắc lên cùng với sĩ khí nhanh chóng tiêu tán nhìn đi đây là sự kiên trì của thiên đình chúng ta chu tước phượng tiên thái tử cùng nhau liên thủ ngọn lửa bốc lên tạo thành một phòng tuyến hoàn toàn mới ngăn lại tiên cổ phòng thất truyền công kích hừ một đám lão bất tử chỉ biết líu lo không ngừng bây giờ tiên mộ đã bị hủy giết sạch các ngươi ta xem thiên đình còn có ai đứng lên nữa không cường giả chữ danh trong lịch sử bắc nguyên lưu huệ vừa mới nói xong cảm giác trước mắt liền tối sầm long công bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông ta oanh sát chiêu tiên đạo long Trảo kích toàn thân lưu huệ bắn ra thanh quang mãnh liệt sát chiêu phòng ngự toàn lực thôi động nhưng chỉ chống đỡ được một hơi thanh quang đã ầm ầm vỡ vụn nhục thân của ông ta bị xé nát bét lưu huệ khó cản được một kích của long công trực tiếp bỏ mình nhìn thấy cảnh này đám người ngũ hành đại pháp sư bị dọa phải nhanh chóng bứt ra vội vàng tiến vào tiên cổ phòng trợn doanh của mình long công đảo mắt qua chiến trường tiếng quát chuyển khắp toàn bộ chiến trường các ngươi cùng với thiên ngoại chi ma làm loạn mưu toan phá vỡ thiên đình đều là phản nghịch của nhân tộc. Các ngươi không biết, cho dù chúng ta có chết, khí tức cũng sẽ lưu lại. Đây là chính khí của nhân tộc, nó sẽ tồn tại cùng với núi xanh, vĩnh tồn cùng đại địa, tam khí quy lai, Oanh bên trong tiếng nổ thật to, toàn bộ thương khung cũng vì đó mà tối sầm. Ba khí từ các nơi ở thiên đình một lần nữa chen trúc đến, tập trung trên người Long Công, khi diễm hơi mờ trên người Long Công một lần nữa điên cuồng phát ra, khiến tim người ta phải đập nhanh, sát chiêu tiên đạo, nhất khí đại thủ bao, Long Công đưa cánh tay trái ra, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay một tiên cổ phòng thất truyền giữa sân sau một khắc bàn tay trái của ông nắm chặt lại thành quyền âm uhm, khí quyền nổ tung tiên cổ phòng thất truyền trên năm xẻ bảy nổ thành vô số mảnh vỡ tiên cổ hủy hết cổ tiên bên trong cũng bị giết sạch không ai còn sống sót chỉ còn lại một đống cốt nhục cạn bã rơi xuống cổ tiên ba vừa kinh hãi nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối chủ lực thiên đình giao hò không thôi đây chính là sự vĩ đại của thiên đình ta trong bảng chu ma hai mắt tần đỉnh lăng sáng lên còn phương chính thì im lặng không nói nhưng trong lòng đã cảm nhận được sự chấn động tâm linh không chỉ chấn động vì sức mạnh của long công mà còn là một sự gợn sóng trong lòng lúc này phương chính bắt đầu hiểu được tinh thần của cổ tiên thiên đình đúng vậy phương chính nghĩ nếu trong lịch sử không có thiên đình sẽ có nhân tộc chúng ta bây giờ sao nhiều đời cổ tiên thiên đình không ngừng vượt mọi trông gai ném đầu lâu về nhiệt huyết trả giá bằng vô số sự hy sinh mới đổi lấy thiên hạ của nhân tộc so sánh với nhau đám người phương nguyên không để ý đến đại cục phá hủy cổ số mệnh chính là cho dị tộc cơ hội để vùng lên đích thật là gian tế của nhân tộc phong ân phụ nghĩa phốc phốc đúng lúc này kiếm quang lóe lên rồi biến mất tung hoành chiến trường mang theo một tiếng vang nhỏ và một đó hoa máu trù tước chậm rãi rơi xuống cơ thể bị chém thành hai nửa giống như chim tức cậy cánh sát chiêu tiên đạo ngũ chỉ quyền tâm kiếm chính là phương nguyên ra tay hắn biến thành kiếm long thái cổ âm hiểm di chuyển biên giới chiến trường phương nguyên chúng tiên thiên đình trừng mắt phẫn nộ vô cùng phương nguyên cười lạnh ta chính vì tư lợi bản thân đấy ta chẳng quan tâm các ngươi là gì vĩ đại cũng được nhỏ bé cũng được hôm nay ta nhất định phải phá hủy cổ số mệnh thần cản giết thần mà cản giết ma thiên đình cũng giống như vậy thôi ai bảo các ngươi làm phiền con đường của ta phi ma đầu người người đều có thể chu diệt ngươi giết hắn hung thủ ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh chúng tiên thiên đình cùng kêu lên thống mạng giống đế tàng sinh khôi phục lại một lần nữa khởi sướng va chạm vòng tuyến long cung phối hợp một lần nữa thi triển sát chiều mộng lý khinh yên sát chiều mộng đạo đến chỗ nào cổ tiên thiên đình đều né tránh phượng cửu ca nhìn thấy than nhẹ một tiếng thôi động sát chiêu biến thành nhất khúc chi sĩ nhất khúc chi sĩ chủ động lao vào vì mộng lý khinh yên bắt được mộng lý khinh yên không còn uy năng công kích giống như mãng xà ăn quá no đành phải truyền về tổ để tiêu hóa mặc dù phượng cửu ca không thể trực tiếp phá giải sát chiêu mộng đạo nhưng lợi dụng phương pháp này cũng có thể ngăn cản vận mệnh ca một lần nữa vang lên đế tàng sinh không cam lòng gào thét nhưng không thể làm gì nó một lần nữa bị phượng cửu ca áp chế từ đằng xa ba người u hồn ma tôn đã đến trước mặt một tiên kho nhìn chiến trường tử vi tiên tử cảm thán không nghĩ đến tam khí quy lai lại có cách dùng như thế chiến lược long công tăng vọt đến trình độ như vậy quả thật nghe rợn cả người cộng thêm phượng cửu ca hỗ trợ phòng tuyến thiên đình nhìn thì tràn ngập nguy hiểm nhưng thật ra vẫn còn thủ vững được nếu dựa theo thực lực tổng hợp thiên đình đương nhiên cao hơn một bậc nhưng trước mắt bọn họ không thể không phòng thủ tháp giám thiên vô cùng bị động cho dù là long công cũng vì thế mà bị bó chân bó tay long công có thể tùy ý giết chết cổ tiên bắt chuyển hoặc tiên cổ phòng thất chuyển phương nguyên cũng có thể lợi dụng ngũ chỉ quyền tâm kiếm để giết chết thành viên thiên đình long công không thể không thoát khỏi phòng tuyến lựa chọn viễn chiến với phương nguyên mặc cho hai người tập sát cổ tiên đối phương như thế nào phương nguyên cũng chẳng thèm đau lòng nhưng thiên đình lại cần nhân thủ đầy đủ để phòng ngự long công vạn lần không muốn để phương nguyên tiếp tục tàn sát trái lại nếu phương nguyên cứng rắn chống lại đà kích của long công tập trung tinh thần đánh giết chủ lực thiên đình cũng là một lựa chọn nhưng nếu hắn lựa chọn làm như vậy tất nhiên sẽ bị long công phản công lại phương nguyên cũng chẳng muốn làm như thế dù sao hắn và cổ tiên ba vực khác cũng chỉ là bất đắc dĩ hợp tác để bọn họ hy sinh quả thật là hành động ngu xuẩn phong hiểm quá cao bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim vì thế phương nguyên và long công đều dây dưa kềm chế lẫn nhau phượng cửu ca là hạch tâm thứ nhất chủ trì phòng tuyến tháp giám thiên lực kháng long cung và đế tàng sinh biểu hiện chiến lược của ông vượt quá dự kiến của hai phe chính nguyên lão nhân nheo mắt nói bây giờ phải nhìn xem hai bên ai có thể phá vỡ được cục diện bế tắc điểm quan trọng nằm ở cổ số mệnh đạo ngân thành công đã được thiên đình thu hoạch nhưng đại trận luyện đạo đã bị hủy chỉ dựa vào một mình viên quỳnh đô có thể kịp thời chữa trị cổ số mệnh sao chủ thượng nếu lúc này chúng ta nhúng tay có thể sẽ cướp được cổ số mệnh u hồn ma tôn cười nói đoạt nó làm gì chứ đừng nhìn hai bên khí thế ngất trời thật ra vẫn còn lưu thủ lần này vũng nước đục rất sâu tôn giả lịch đại đều đang nhắm vào chúng ta vơ vét tiên kho này trước thu hồi sinh tử môn rồi nói sao vâng chủ thượng ngọn núi đằng sau tông môn núi xanh nước xanh chim hót véo von tiểu đô đệ nằm ở đây làm gì vậy một giọng nữ truyền vào bên tai là sư tỷ viên quỳnh đô khi còn là thiếu niên mở hai mắt ra nhìn thấy một thiếu nữ đang cúi người mở to đôi mắt trong vào nhìn y bên trong ánh mắt còn mang theo ý cười ánh mắt cô gái rời đến tay tiểu đô kêu lên thán phục ồ tiểu đô đệ đã luyện thành con cổ tam chuyển rồi sao đệ đúng là lợi hại nhưng đệ lại chẳng cảm thấy vui chút nào tỷ cũng biết đệ không thích tu hành luyện đạo viên quỳnh đô lẩm bẩm rồi đứng lên đừng mặt ủ mày cháu như thế thiên phú này của đệ khiến người ta hâm mộ còn không đủ nữa đấy sư tỷ vỗ vai viên quỳnh đô an ủi nhưng tinh thần viên quỳnh đô vẫn không phấn chấn cúi đầu nhún vai ha ha như vậy đi ta sẽ chia sẻ một bí mật của ta cho đệ mấy ngày trước ta tìm được manh mối của một phần truyền thừa cổ sư trong thư phòng của phụ thân ta nó được giấu tại một góc nào đó trong ngọn núi đằng sau tông môn đệ có muốn đi tìm nó không ánh mắt vị sư tỷ chuyển động nói với viên quỳnh đô không ngoài dự liệu viên quỳnh đô vẫn còn là thiếu niên nghe đến không chịu nổi lập tức hai mắt sáng lên còn có việc này sao rượu thay ngọn núi phía sau tông môn đích thật có truyền thừa của lịch đại tiền bối lưu lại truyền thừa cổ tiên thì cực kỳ hiếm thấy nhưng truyền thừa cổ sư thì lại có rất nhiều sư tỷ mau nói cho đệ biết manh mối đi ừm manh mối chỉ có một câu thơ mấy ngày qua ta vẫn luôn suy nghĩ để ta đọc cho đệ nghe sư tỷ cũng không giấu giếm đây chỉ là truyền thừa của cổ sư mà thôi còn phụ thân sư tỷ tức là sư phụ của viên quỳnh đô lại là cổ tiên viên quỳnh đô nghe qua một lần cũng không suy nghĩ nhiều vỗ tay một cái đệ biết manh mối này được giải như sau lấy chữ cuối và chữ đầu kết hợp lại rồi lấy chữ thứ hai và chữ thứ hai đếm ngược phối hợp lại đó chính là một phương vị sư tỷ suy nghĩ một lát liền nhảy cẫng lên thì ra là ở đó tiểu đô đệ thật thông minh nhanh như vậy đã đoán được vậy chúng ta mau đi tìm đi viên quỳnh đô chạy đi đầu tiên chờ ta đã vị sư tỷ dậm chân vội vàng đuổi theo yên tâm đi sư tỷ đệ sẽ lưu lại truyền thừa này cho tỷ đệ sẽ không cướp của tỷ đâu ha ha bóng của viên quỳnh đô rất nhanh chạy vào chỗ sâu trong khu rừng cuối cùng hai người từ một sơn động tìm được một truyền thừa đây là truyền thừa viêm đạo viên quỳnh đô và sư tỷ của mình đều cẩn thận kiểm tra ý hỏa là dùng ý chí làm nhiên liệu đốt cháy thủ đoạn này thật sự là suy nghĩ khác người khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục cổ sư sáng tạo ra loại lửa này rốt cuộc đã nghĩ ra như thế nào thật sự là thú vị à tại sao lại để tên sư phụ chứ viên quỳnh đô cảm thấy rất ngạc nhiên sư tỷ cũng cảm thấy ngoài ý muốn không xác định nói có thể là trùng tên trùng họ thì sao viên quỳnh đô lại suy nghĩ hai mắt sáng lên chỉ sợ không phải sư tỷ đệ nhớ là tỷ nói rằng tỷ có được manh mối này là ở trong thư phòng của sư phụ đúng vậy ta sắp xếp sách cho cha đệ cũng biết cha rất thích lưu giữ cổ vật sau đó một lần tình cờ ta phá hiện được từ trong đống sách xưa rơi ra một tham trúc bên trên chính là đầu mối truyền thừa sư tỷ nhớ lại phần truyền thừa này thật ra ta đã bố trí khi còn trẻ lúc này sư phụ của viên quỳnh đô chậm rãi bước vào sơn động xuất hiện ngay trước mặt viên quỳnh đô đi cùng với ông còn có sư bá của viên quỳnh đô một người mặt tròn sáng lùn nhìn rất hòa ái viên quỳnh đô và sư tỷ của mình vội hành lễ đồng thanh nói bái kiến sư phụ phụ thân sư bá viên quỳnh đô bĩu môi nói sư phụ người cố ý trêu chọc đồ như sao dĩ nhiên không phải rồi sư phụ của y lắc đầu nói nhìn truyền thừa trong tay viên quỳnh đô ánh mắt ẩn chứa hồi ức và cảm thán ha ha người đúng là một tên quỷ nhỏ sư bá đứng bên cạnh chỉ vào viên quỳnh đô ta và sư phụ của ngươi mới từ linh ứng phong trở về trên đường nói chuyện phiếm thì phát hiện hai người truyền thừa này ta có thể làm chứng đích thật là khi sư phụ người còn trẻ đã lưu lại năm đó y rất thích viêm đạo dùng hết nguyên thạch tích lũy trong năm năm mua một con cổ tam truyền viêm đạo nhưng sư phụ rõ ràng tu hành thủy đạo mà viên quỳnh đô mở to mắt y thật sự không nghĩ đến khi sư phụ còn trẻ cũng thích viêm đạo giống như y cũng không còn cách nào sư bá thở dài nói truyền thừa thủy đạo của sư môn cần người thừa kế yêu thích làm sao có thể đánh đồng với đại kế của sư môn chứ nên biết rằng mỗi phần truyền thừa cổ tiên đều cần nhiều đời kế thừa người của mỗi thời đại đều không ngừng cải tiến dựa trên cơ sở của tiền nhân mới có thể giúp cho truyền thừa không thoát khỏi sự phát triển của thời đại không bị thời đại đào thải đây là trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác phần truyền thừa này là khi sư phụ ngươi rời xa viêm đạo đã tự tay lập xuống lúc đó ta cũng có mặt tận mắt nhìn thấy ông ấy khóc bù lu bù loa khụ khụ sư phụ viên quỳnh đô ngắt lời nếu hai ngươi đã phát hiện truyền thừa này vậy thì giao cho các ngươi chúng ta đi trước hai vị trưởng bối rời đi trong sơn động chỉ còn lại viên quỳnh đô và sư tỷ của mình sư đệ ta tu hành mộc đạo không cần cái này tặng cho đệ đấy sư tỷ cũng tạm biệt viên quỳnh đô viên quỳnh đô nhìn truyền thừa trong tay trong lòng có chút gợn sóng miệng lẩm bẩm sư phụ sau đó ông mở hai mắt ra viên quỳnh đô phát hiện mình vẫn đang ở bên trong tháp giám thiên đáng chết ta bị quấy nhiễu khi luyện cổ cho nên bị phản vệ rồi ngất đi viên quỳnh đô nhớ lại không khỏi cuồng loạn trong lòng luyện cổ kiêng kỵ nhất là bị quấy dày thương thế của ông nặng bao nhiêu cũng không quan trọng quan trọng là cổ số mệnh không thể để xảy ra chuyện không thể bị liên lụy đây chính là đại kế mấy trăm vạn năm của thiên đình viên quỳnh đô gần như tuyệt vọng ông là cổ tiên luyện cổ duy nhất nhưng lại bị ngất đi như vậy cổ số mệnh là đối tượng luyện cổ có thể không có chuyện sao mặc dù cổ số mệnh sẽ không vì thế mà bị hủy nhưng cũng rất có khả năng vì thế mà thành quả chữa trị trước đó bị hao tổn hơn phân nửa thậm chí rất có thể bị đánh trở về trạng thái hao tổn ban đầu hiện tại viên quỳnh đô chỉ có thể hy vọng tình huống cổ số mệnh tốt hơn một chút không để cho vô số năm cố gắng của ông và thiên đình hóa thành hư không nhưng khi viên quỳnh đô mở to mắt để nhìn khi nhìn thấy cổ số mệnh ông không khỏi ngần cả người cái này một ngọn lửa đã thay thế ông thay ông luyện cổ cổ số mệnh đang lặng lặng nằm bên trong khoảng cách đến lúc chữa lành chỉ còn lại nửa bước sau khi khiếp sợ trong lòng viên quỳnh đô cảm thấy ấm áp đây chính là ý hỏa dùng ý chí làm nhiên liệu ngọn lửa khi ông còn là thiếu niên ông đã thu hoạch được từ truyền thừa của sư phụ về sau mặc dù ông tu hành luyện đạo nhưng cũng không quên viêm đạo không ngừng cải tiến ý hỏa phát dương quang đại siêu phàm thoát tục đạt đến cấp độ tiên triêu ý hỏa là thứ đã sớm trở nên quen thuộc với ta là thủ đoạn luyện cổ sở trường nhất của ta khi ta hôn mê chỉ sợ ta đã vô thức thúc giục ý hỏa viên quỳnh đô âm thầm suy đoán tình huống này không phải lần đầu tiên phát sinh trên thực tế trong cả cuộc đời của ông trong vô số lần luyện cổ ông đã có khá nhiều lần thông qua ý hỏa mà cứu trận mỗi lần khi ông sắp chống đỡ không nổi ông đã thôi động ý hỏa tạm thời thay thế mình ổn định cục diện vô số lần về sau sử dụng ý hỏa trong thời khắc quan trọng đã trở thành thói quen gieo xuống tận xương tủy viên quỳnh đô thở ra một hơi ông lặng lặng nhìn ngọn lửa thiêu đốt trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nói nó là thói quen, chính xác hơn mà nói chính là một trách nhiệm. Ông không khỏi nghĩ đến sư phụ, liền mỉm cười, trách nhiệm, sư phụ, con sẽ không để người thất vọng đâu. Viên Quỳnh Đô biết tình huống của mình, lúc này, thương thế của ông đã quá nặng, không cách nào tiếp tục luyện cổ, nhưng hy vọng đang ở trước mắt, ông đã dùng ý chí sau cùng của sinh mệnh để cổ vũ ngọn lửa, cháy lên đi, cháy lên đi. Viên Quỳnh Đô lầm bầm, dùng tính mạng của mình đốt lên ý hỏa, ý hỏa lặng lặng đốt cháy, ngọn lửa sáng lên, vô cùng ổn định chính giữa ngọn lửa cổ số mệnh rốt cuộc cũng đã đi được nửa bước cuối cùng được chữa trị hoàn toàn mà viên quỳnh đô cũng không còn khí tức sinh mệnh cũng giống như sư phụ ông như sư tỷ của ông cũng như vô số tiền bối của thiên đình bọn họ đã mang ánh sáng và nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp to lớn của thiên đình dùng cả tính mạng của mình để giữ vững thiên đình cơ nghiệp thiên đình trung châu lớn như vậy quả thật mỗi tấc giang sơn mỗi tấc máu ý hỏa cuối cùng đã tiêu tán ha 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 bên trong tháp giám thiên yên tĩnh vang lên tiếng cười suy yếu của tòng nghiêm viên quỳnh đô tiên hữu đã làm được bây giờ đến phiên chúng ta, nhưng trạng thái của chúng ta bây giờ, ngay cả truyền âm cũng rất khó, chứ đừng nói đến việc bò lên thôi động tháp giám thiên. Sa vĩ truyền âm, giọng nói rất thấp, tòng nghiêm truyền âm lại, dường như còn rất vui, còn có một cách, trong cơ thể của ta còn sót lại chút tiền nguyên, còn có thể thôi động thủ đoạn chiêu bài, ngươi nói có trùng hợp không, tòng nghiêm và sa vĩ là bạn thân, sa vĩ lập tức hiểu được lời tòng nghiêm, đừng làm như vậy, ngươi hấp thu thương thế trên người chúng ta, ngươi sẽ chết ngay lập tức, chết có gì đáng sợ chứ, tình hình trước mắt, chư vị đồng đạo đang ở bên ngoài phấn chiến chiến tuyến tràn ngập nguy hiểm chỉ sợ không thể rút nhân thủ tiến vào xa vĩ huynh chúng ta tương giao nhiều năm tài năng của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều có có đạo của ngươi nữa thật sự là chờ mong ngươi sắp khai sáng ra lưu phái mới đáng tiếc ta không thể nhìn thấy tòng nghiêm lạnh nhạt nói trên người bắt đầu tản ra ánh sáng màu lam nhạt ánh sáng bao trùm toàn thân xa vĩ nhục thân hai vị cổ tiên đều rách nát giống như hai đống rác do xương cốt và huyết nhục tạo thành nhưng nhờ tác dụng của lam quang lục thân sa vĩ bắt đầu khôi phục còn tòng nghiêm thì càng lúc càng nghiêm trọng bạn của ta sa vĩ nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi mở mắt ra hai hàng nước mắt chảy xuống tòng nghiêm bên cạnh đã không còn khí tức thương thế sa vĩ vẫn nặng như cũ nhưng khi ông dốc hết toàn lực lại có thể miễn cưỡng bỏ đến trước mặt cổ số mệnh thôi động đi thôi động ta xin ngươi đấy trước mắt sa vĩ từng đợt biến thành màu đen ông đã rót tất cả tiên nguyên của mình vào sau đó chỉ có thể yên lặng cầu nguyện giống như đã qua rất lâu nhưng lại giống như chỉ vừa một khắc tháp giám thiên rộng lớn bắt đầu tàn ra ánh sáng màu trắng sau đó ánh sáng dần dần sáng tỏ rồi tiếp tục bắn ra chỉ sau mấy hơi thở ánh sáng sáng rực ngút trời giống như quân lâm thiên hạ chiếu rọi toàn bộ chiến trường vốn chiến trường còn chém giết thảm liệt lập tức cứng đờ gần như tất cả cổ tiên đều nhìn về phía tháp giám thiên sắc mặt cổ tiên ba vực đều trắng bệch toát lên vẻ tuyệt vọng còn rất nhiều cổ tiên thiên đình lúc này nước mắt lại chảy ngang cổ số mệnh cửu chuyển đã chữa trị thành công viên quỳnh đô đã không cô phụ chúng ta ông ấy đã làm được thật sự quá tuyệt vời tháp giám thiên đã trở lại đỉnh phong hoàn mỹ chúng ta thắng rồi cổ tiên thiên đình gieo hò gào thét sĩ khí đột nhiên tăng lên đến đỉnh điểm rút lui mau bỏ đi mặc kệ là vũ dung hay là dược hoàng hay đám người thầm tòng thanh tất cả đều kêu to không còn đấu trí băng tác duyên vẫn điều khiển kiếp vận đàn biểu hiện không cam lòng truyền âm cho phương nguyên nhanh làm chút gì đi chứ phương nguyên biến thành kiếm long thái cổ nhưng cũng đã nhanh chóng lui lại long công bỏ qua phương nguyên lợi dụng long môn tiến vào tháp giám thiên cổ số mệnh cổ số mệnh khi ông nhìn thấy cổ số mệnh hoàn chỉnh ông rốt cuộc không kiềm chế được nội tâm kích động mãnh liệt của mình nước mắt chảy xuống đồng thời như chút được gánh nặng lúc trước kẻ làm cổ số mệnh hao tổn chính là đồ đệ của ông hồng liên ma tôn để vãn hồi sai lầm long công quyết định gánh trách nhiệm chữa trị cổ số mệnh hồng đình sai lầm lớn mà con phạm phải vì sư đã bù đắp cho con vì sư không phụ thiên đình không phụ nhân tộc long công hít sâu mấy hơi bình tĩnh trở lại lệ mang lớp lóe trong mắt nhìn ra ngoài tháp hiện tại là lúc chặt đầu các ngươi long công hét lớn thôi động thủ đoạn công phạt mạnh nhất của tháp giám thiên sát chiêu tiên đạo mệnh bại ánh sáng tràn ngập thiên địa chiếu rọi khắp mọi nơi chiếu sáng vũ trụ chiếu tỏ lòng người chỉ trong khoảnh khắc tiên cổ phòng thất chuyển thay phiên nhau sụp đổ cổ tiên bên trong thì còn may mắn sống sót cho dù là kiếp vận đàn hay long cung cũng vô cùng thê thảm ngô soái chiến bộ đội lập tức ra tay chữa trị cường giả bát chuyển còn sót lại đang tác chiến của bắc nguyên đều trúng chiêu thân hình chậm rãi tiêu tán niên thú và kiếm khách làm hại thiên đình vô số của phương nguyên trong chớp mắt đã bị tàn sát hơn phân nửa nhất thời máu chảy thành sông mao lý cầu bị sát chiêu thành sông nhập đối đánh cho thất bại đế tàng sinh cũng bị áp chế ngã xuống đất nhất thời khó bỏ lên lại chỉ còn lại phương nguyên biến thành kiếm long thái cổ là con bình yên vô sự hắn là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh không bị sát chiều mệnh bại nhằm vào chỉ còn lại ngươi phương nguyên long công nhìn chằm chằm kiếm long thái cổ tỏa ra sát cơ và cử hận nồng đậm chính cái tên thiên ngoại chi ma trước mắt đã hủy đi tiên mộ tước mất tích lũy hơn 300 vạn năm qua của thiên đình, hủy đi một phần nội tình lớn nhất, tội không thể xá, quyết định phải để cho hắn chết không yên lành. Oanh, Long Công bay ra khỏi tháp giám thiên, vạch phá thương khung phóng đến Phương Nguyên, ngăn hắn lại, chạy đi đâu Phương Nguyên? Long Công thét dài, âm thanh khuấy động thiên địa, chấn động hoàn vũ, vận mệnh ca hợp thời tấu vang, tốc độ rút lui của Phương Nguyên giảm xuống, sát chiêu tiên đạo khí lưu tiễn, Long Công đến gần, bàn tay mở ra, vô số khí lưu sắc bén hình thành lưỡi đao nhuệ khí, mưa to gió lớn bao Phương Nguyên lại. Phương Nguyên chủ động hủy bón hộ thân nghịch lưu, xông phá vòng vây khí nhận, máu từ trên không trung bẩy xuống, Vạn Niên đấu phi xa nhanh chóng bay đến, thành công tụ hợp với Phương Nguyên. Phương Nguyên đứng trên mũi tàu, một lần nữa biến thân thành niên thú khỉ thái cổ, đánh ra sát chiêu tiên đạo hạ phiến, gió lốc cọ rửa khí lưu đến thất linh bắt lạc, Phương Nguyên lại đạp chân xuống, Vạn Niên đấu phi xa ông một tiếng bắn ra ánh sáng chói mắt, thi triển sát chiêu trụ đạo, Vạn Nam săn bắn, ao ao ao, hư ảnh dòng sông thời gian không ngừng bốc lên bên trên Vạn Niên đấu phi xa rất nhiều niên thú một lần nữa được gọi đến tham gia vào chiến trường thiên đình phô thiên cái địa lan tràn khắp nơi lúc này phượng cửu ca cũng đã chạy đến trước mặt long công sát chiêu tiên đạo phủ thủ ca sát chiêu tiên đạo nhất khúc trí sĩ sức mạnh phủ thủ ca ngưng tụ thành hình người xuyên thẳng qua đàn niên thú đến chỗ nào mặc kệ niên thú mạnh yếu bao nhiêu cũng đều phản bội phương nguyên thay đổi hàng ngũ đầu nhập vào phượng cửu ca mặc cho phượng cửu ca sử dụng làm tốt lắm nhìn thấy cảnh này long công cũng cảm thấy vui mừng trước đó Phượng Cửu Ca vẫn luôn sử dụng vận mệnh ca để duy trì chiến trường, không cách nào rảnh tay để sử dụng thủ đoạn khác. Bây giờ đã có thời gian, ông lập tức thể hiện thủ đoạn phong phú của mình. Long Công một lần nữa bay đến gần vạn niên đấu phi xa, các sát chiêu long chào kích, hàm thế long thủy thay phiên nhau sử dụng, đánh cho phá hiểu kiếm sụp đổ. Vết sách của vạn niên đấu phi xa lan tràn, rất nhiều cổ trùng trong nháy mắt tử vong. Phương Nguyên bị đánh đến liên tục bại lui, toàn lực tu bổ vạn niên đấu phi xa, đồng thời còn phải chống lại Long Công và Phượng Cửu Ca liên thủ bây giờ hãy để chúng ta phản công Phương tiên thái tử nhấc lên thủy triều phản công đầu tiên một tiếng phượng hót cao vút cả người ông biến thành một con phượng hoàng lửa dương cánh bay lượn bay qua chỗ nào hư không nhóm lửa lửa cháy hừng hực hình thành biển lửa đầy trời bạch thương thủy tại một chỗ khác của phòng tuyến gần như đồng thời ra tay sóng nước trắng bạch ngập trời bắn lên từng đóa bọt nước cột sóng liên tục kích xạ dạ. quân thần quang giống như lưu tinh điện xạ bốn phía xuyên thủng chiến trường chu hùng tín toàn không đồng tử giã tiểu tử lên thủ xuất kích triệu sơn hà Ngọc Châu Tử một lần nữa thi triển sát chiêu tọa Cật Sơn không đối phó tiên cổ phòng của địch quân, bởi vì lúc trước bị thần uy của Long Công chấn nhiếp, cổ tiên ba vực tận lực co đầu rụt cổ vào trong tiên cổ phòng, thiên đình nhắc lên làn sóng phản công, kiếp vận đàn, tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, Long cung cũng khó mà cản đại thế, vừa đánh vừa lui, thiên đình vừa lấy tháp giám thiên, bảng chu ma làm hạch tâm, không ngừng đẩy về phía trước, đè ép cổ tiên ba vực không thể trốn tránh, tần đỉnh lăng cũng bay ra khỏi bảng chu ma, thì triển đủ loại thủ đoạn vận đạo, phát huy thế công bản thân đến mức cao nhất. Dù sao, cổ tiên núp trong tiên cổ phòng bình thường cũng không thể tùy ý ra tay, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tiên cổ phòng mà thôi. Cổ tiên ba vực không ngừng bại lui. Trước đó, bọn họ bị chúng sát chiều mệnh bại, trạng thái đã vô cùng xa sút Đa số cổ tiên không thể không toàn lực tu bổ tiên cổ phòng, nhất thời chỉ có thể bị động bị đánh. Bất tác dĩ, đám người băng tác xuyên, vũ dung đành phải mạo hiểm bay ra khỏi tiên cổ phòng, giao thủ với chủ lực thiên đình, tranh thủ thời gian quý giá cho tiên cổ phòng đằng sau chữa trị, chống đỡ. Nếu trước mắt không thể nhịn được, rút lui khỏi thiên đình chính là hy vọng xa vời, cẩn thận tháp giám thiên, nhất là phải phòng bị sát chiều mệnh bại, tình hình chiến đấu của Phương Nguyên như thế nào, có thể đối kháng với mệnh bại cũng chỉ có hắn, cũng giống như kiếp trước, chúng tiên lại một lần nữa ký thác hy vọng vào Phương Nguyên, mặc dù có rất nhiều cổ tiên có cửu hận với Phương Nguyên, nhưng tình thế trước mắt khiến cho bọn họ nhất định phải ỷ lại Phương Nguyên, nhưng điều khiến cho quần tiên thất vọng chính là, dường như tình huống của Phương Nguyên cũng không ổn, hắn bị Phượng Cửu Ca và Long Công giáp công miễn cưỡng dựa vào vạn niên đấu phi xa trái chống phải ngăn lấy sát chiều mệnh bại lấy cổ số mệnh làm hạch tâm đối với phương nguyên mà nói không hề có hiệu quả nhưng mặc dù vận mệnh ca của phượng cửu ca chỉ có bát chuyển nhưng cấp độ cao hơn không chỉ bao hàm mệnh mà còn bao gồm vận vận đối với phương nguyên tất nhiên có công hiệu trước đó phương nguyên đã nhiều lần lợi dụng thủ đoạn vận đạo giúp đỡ hắn tu hành vận mệnh ca có tác dụng với phương nguyên khiến cho trạng thái của hắn rơi xuống rất nhiều gần như triệt tiêu tăng phúc của nhân trung hào kiệt trái lại mặc dù long công không được sát chiêu nhân trung hào kiệt tăng phúc nhưng bản thân có long ngự thượng tân và tam khí quy lai còn có vận mệnh cai điệp ra giúp cho chiến lược của ông tăng vọt đến trình độ không gì sánh nổi dựa vào long công chủ công phượng cửu ca phụ trợ phương nguyên cứ lui lại lui thiên đình sẽ không thua đâu long công quyền cước gào thét đánh nổ không khí nện vào vạn niên đấu phi xa vạn niên đấu phi xa giống như con thuyền tam bàn trong bão tố bị đánh một cú thật mạnh oanh rơi xuống mặt đất phương nguyên ăn của lão phu thêm một chiêu nữa đi long công như lưu tinh đáp xuống phương nguyên ngửa đầu lên trời hư lạnh một tiếng kim mang lóe lên bên trên vạn niên đấu phi xa chiến trận thượng cổ thập nhị sinh tiêu tách ra biến thành cự nhân xám thạch cự nhân vung hai tay đặt chân lên mặt đất thiên đình nghênh kích long công oanh bên trong tiếng nổ vang long công và cự nhân hung hăng đụng vào nhau sát chiêu ngang nhiên đối bính hình thành vụ nổ kịch liệt quang nhiệt kinh khủng giống như quả cầu lao đến sau đó nổ tung khí lãng như cơn lốc quyển tịch bốn phía phương nguyên cùng với vạn niên đấu phi xa gần như tan thành từng mảnh thuận thế rút lui vua bên tai bỗng nhiên có tiếng gió long công giống như ma thần to lớn xuất hiện đằng sau phương nguyên sát chiêu tiên đạo hàm thế long trùy còn người phương nguyên co rụt lại hoàn toàn không kịp quay đầu trực tiếp thôi động ấn hộ thân nghịch lưu soạt ấn hộ thân nghịch lưu rốt cuộc đạt đến cực hạn hoàn toàn vỡ tan phương nguyên bị một kích mãnh liệt của phương nguyên mặc dù đã biến thành niên thú khỉ thái cổ nhưng thiếu chút nữa đã bị đánh xuyên sau lưng sức mạnh khổng lồ đánh bay phương nguyên ra ngoài sau khi đập xuống đất lại cày ra một đường máu thật dài liên tiếp đánh vỡ ba tiên cổ phòng trên mặt đất lúc này mới ngừng lại long công kêu lên một tiếng thân hình lung lay như sắp đổ ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản thế công khiến cho sức mạnh ông đánh vào người phương nguyên cũng nghịch phản trở lại mình thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với phương nguyên dù sao phương nguyên đã thông qua ấn hộ thân nghịch lưu giảm bớt áp lực còn có nhục thân cường đại của niên thú khỉ thái cổ long công thở dốc nhất thời không có cách nào ra tay vội nhanh chóng chữa thương biên giới chiến trường tiên kho đã bị ba chủ tớ u hồn ma tôn cấp sạch không còn nhưng vẫn không nhìn thấy sinh tử môn thật kỳ lạ sinh tử môn rõ ràng cất ở chỗ này mà tử vi tiên tử cao mày xem ra long công cũng đã giấu người rất nhiều chuyện u hồn ma tôn lạnh giọng nói sinh tử môn là bí cảnh thiên địa giấu rất nhiều hồn phách có ý nghĩa rất quan trọng đối với u hồn ma tôn đáng tiếc lúc này lại tìm không thấy chủ thượng phương nguyên sắp không chịu nổi rồi chúng ta có nên giúp hắn một chút để chiến cuộc rằng có thêm một lát tranh thủ thời gian cho chúng ta hay không chính nguyên lão nhân nói u hồn ma tôn nhìn ra chiến trường đằng xa khi ông ta nhìn thấy vị trí của phương nguyên bỗng nhiên cười nói không nóng vội còn có một tôn giả còn chưa ra tay trước tú lâu phương nguyên ngã trong vũng máu ba tấm huyết bì của cuồng man ma tôn bị gió bão chiến trường thổi bay sau đó thả lòng, giống như cờ xí bay phất phới trong cuồng phong chỉ một lát sau phương nguyên đã ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm toàn thân phương nguyên đẫm máu vết thương chồng chất hắn hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng dậy thấy mình đang đứng trước tú lâu tú lâu vốn là phàm vật là của hồi môn nguyên thủy tiên tôn để lại cho đồ đệ tinh túc nhưng dựa theo phong tục thời đó ý nghĩa thật sự còn tượng trưng cho nhiều điều hơn về sau tinh túc thành tôn tiện tai biến tú lâu thành tiên cổ phòng có được uy năng cực kỳ huyền diệu hơn một triệu năm trước cuồng man ma tôn xâm lấn thiên đình ông một đường sông thẳng đi qua tiên đế uyển uẩn không các tu di trạch hàng sa động bách vạn thiên vương họa lang tại điện trung tâm cuối cùng dừng bước tại tháp giám thiên cuồng man ma tôn đã ăn thiệt trước tú lâu tú lâu đã thi triển thủ đoạn áp đáy hòm của nó đạo tú bảy tú hoa châm như linh tức bay múa phiêu nhờ khinh hồng cuồng man ma tôn không thể không bỏ lại ba tấm huyết bì lúc này mới có thể vượt quan từ đó về sau ba tấm huyết bì đã bị rất nhiều đạo ngân biến thành sợi tơ khâu giữ không chung không thể nhúc nhích nhưng tú lâu cũng đã bị tổn thương không cách nào hồi phục như cũ về sau nó lại được dùng để đối phó u hồn ma tôn ở núi nghĩa thiên chiến tổn mới đã làm cho nó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tiền căn hậu quả dẫn đến tú lâu rách nát hoàn toàn không thể sử dụng lại được nữa trên không tú lâu không chỉ phương nguyên mà còn có long công cùng rất nhiều cổ tiên đều nhìn thấy dị động của ba tấm huyết bì bọn chúng giống như ba lá cờ xí màu đỏ đang vung vẩy trong cuồng phong lá cờ bên trái mô tả một con chim có sáu chân dưới bụng nhưng không có cánh trên lá cờ ở giữa đường nét của một con quái thú càng rõ ràng há miệng nhưng không có răng sắc nhọn lá cờ máu bên phải thì có một con cá sinh động như thật nhưng rõ ràng là nó không có mang huyết bì bay phất phới giống như cuồng phong thượng cổ xuyên qua hơn một trăm vạn năm gào thét bên tai thế nhân lại giống như vạn quân kịch chiến kim qua thiết mã va chạm và hò hét hạo nhân khuấy động biên độ bay phất phới của lá cờ máu càng lúc càng lớn bọn chúng giống như núi lửa nhẫn nại vạn năm cuối cùng cũng sẽ phun trào hoặc giống như mãnh thú chờ trực đã lâu sắp nhảy ra san giết con mồi giống mãnh thú gào thét bọn chúng cùng bạo kéo đứt trói buộc sự tơ đạo ngân trói buộc trên người bọn chúng biến thành ba luồng huyết quang rơi xuống chung quanh phương nguyên trong ba âm thanh cổ quái hoặc cao vút huyết quang biến mất lộ ra ba con cự thú to lớn một con quái điểu màu vàng cơ thể như ngọn núi nhỏ tráng kiện vô cùng mỏ chim vừa cứng vừa dài chiếu lấp lánh nhưng không có cánh một con báo bụng vệ màu xanh nằm dạp trên mặt đất ngáp liên tục nhưng không có cái răng nào bên trong cái miệng mở ra còn có một con cá vẩy màu xanh lơ lửng giữa không trung đầu cá cao ngất miệng cá ngậm chặt hai bên bắt cá không hề có mang con cá không nhúc nhích giống như pho tượng ngọc thạch quần tiên chấn động ngay cả biểu hiện long công cũng ngưng lại tạm hoãn bước chân tấn công ba tấm huyết bỉ cuồng man ma tôn lưu lại đã phát sinh dị biến khi thế ba con quái vật lại kinh người như vậy là phương nguyên dẫn động ra thủ đoạn tôn giả sao khoan đã ba con quái thú này giống ba con quái thú được ghi bên trong nhân tổ chuyện quá nhân tổ chuyện chung bốn có ghi lại một cố sự nhân tổ một mình đi trên một con đường mênh mông tóc tai bù xù thất hồn lạc phách khi thì kêu khóc khi thì ngây ngốc khi thì cười ngây ngô cổ số mệnh đồ bẫn khiến ông và con gái phải bị tách rời cổ tài phú bị mất còn nhân tổ thì bị bức điên ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì nhân tổ không khỏi cảm thấy mờ mịt một buổi sáng một đàn chim chạy ngang qua người nhân tổ bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube gì các phim. Đàn chim này không có cánh, sáu cây chân thay phiên nhau chạy dưới mặt đất, cuối lên bụi mù đầy trời. Nhân tổ nhìn thấy đàn chim này, vui vẻ nhảy dựng lên, thì ra ta là chim. Ông cũng vung chân phi nước đại, chen lẫn vào đàn chim. Đàn chim liền quát mắng nhân tổ, ngươi là người, ngươi dùng hai cái chân để đi đường, ngươi không phải chim, ngươi đi ra đi, đừng quấy rầy chúng ta. Chúng ta đang đuổi theo cổ tự do, chúng ta muốn tìm tự do của chúng ta. Nhân tổ liền hỏi, tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do chứ giọng nói đàn chim ngưng lại chúng ta đã từng có được cổ tự do nhưng chúng ta không biết quý khi chúng ta mất nó mới phát hiện chúng ta đã không có cánh lại không thể bay lượn khi chúng ta có được tự do chúng ta mới có thể dương cánh bay cao nhân tổ hiểu ra ta hiểu rồi người cũng phải có tự do nếu người không có tự do giống như chim chóc mất đi đôi cánh không sai ta nhớ ra rồi nhân tổ vỗ tay cười ha hả ta cũng muốn tìm kiếm tự do thoát khỏi số mệnh trói buộc về sau ta muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó muốn ở cùng ai thì vĩnh viễn cũng không chia lìa đàn chim kinh ngạc nhìn chăm chăm nhân tổ người ơi sao ngươi lại có suy nghĩ xấu đến như vậy ngươi nhìn bọn ta đi chim mà không có cánh thì làm sao mà được cho nên chúng ta tìm kiếm tự do chính là một loại trách nhiệm còn con người các ngươi khi còn sống nhất định phải cô độc có đoàn tụ kết quả cũng chỉ là tách rời người ơi ngươi muốn truy tìm tự do nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi không nên suy nghĩ lung tung nhân tổ sờ đầu một cái không khỏi nghi hoặc tại sao lại như vậy đàn chim để lại một câu cuối cùng người ơi hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên tương lai nếu ngươi có được tự do ngươi nhất định phải ngàn vạn chân quý đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi nếu không ngươi sẽ phải hối hận nhân tổ tạm biệt đàn chim thời gian dần trôi ông lại quên mất thân phận và theo đuổi của mình vào một buổi trưa một đàn báo lam đi ngang qua ông nhân tổ bị điên nhìn thấy đàn báo lam rất vui vẻ kêu to thì ra ta là báo nhân tổ xông vào chính giữa đàn báo nhưng đàn báo lại gạt ông ra ngoài quát lớn ngươi là người ngươi không phải báo ngươi dùng hai chân để đi đường còn chúng ta là bốn chân ngươi đi đi đừng ảnh hưởng đến chúng ta chúng ta đang đuổi theo cổ tự do chúng ta muốn tìm tự do của mình trở về nhân tổ nghe xong liền hỏi tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do biểu hiện của đàn báo lam trở nên u buồn hai chúng ta đã từng có được cổ tự do nhưng chúng ta không biết quý trọng khi chúng ta mất đi nó chúng ta mới phát hiện mình không có răng nhọn không thể xé nát con mồi khi chúng ta một lần nữa thu hoạch được tự do, chúng ta mới có thể ăn thoải mái. Nhân tổ hiểu ra, ta hiểu rồi, con người cũng phải có tự do. Nếu con người không có tự do, giống như dã thú không có răng, không sai. Nhân tổ vỗ tay cười ha hả, ta muốn có được tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, có được vô số rượu ngon món ngon, tài phú vô tận, còn có vô số quần áo xinh đẹp, ấm áp, đàn báo lam ngần người, cười to, chào phúng nhân tổ. Người ơi, sao người lại có suy nghĩ xấu đến như vậy? Người nhìn chúng ta đi mạnh thú không có nanh vuốt thì được sao cho nên chúng ta theo đuổi tự do cũng là một loại nhiệm vụ còn con người các ngươi khi còn sống nhất định hai tay chống không mà đến hai tay chống không mà đi người ơi người muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi không nên suy nghĩ lung tung nhân tổ gãi đầu biểu hiện ấm ức là như vậy sao đàn báo lam để lại câu nói cuối cùng người ơi hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên tương lai nếu ngươi có được tự do ngươi nhất định phải ngàn vạn chân quý đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi nếu không người sẽ phải hối hận nhân tổ chia tay đàn báo lam thời gian dần trôi ông lại quên mất thân phận và theo đuổi của mình vào một đêm một đàn cá đi ngang qua người ông nhân tổ nhìn thấy đàn cá không khỏi vui vẻ kêu lên thì ra ta là cá nhân tổ xông vào bên trong đàn cá muốn vùng vẫy cùng một chỗ với bọn chúng đàn cá rối loạn một hồi đẩy nhân tổ ra ngoài kêu la ngươi là người ngươi không phải cá ngươi có hai cái chân còn chúng ta thì không có chân ngươi đi mau đi đừng làm phiền chúng ta chúng ta đang đuổi theo cổ tự do chúng ta muốn tìm tự do của chúng ta trở về nhân tổ nghe xong liền hỏi tại sao các ngươi lại muốn tìm cổ tự do chứ bầy cá than thở chúng ta đã từng có được cổ tự do nhưng chúng ta lại không chân quý khi chúng ta mất đi nó chúng ta mới phát hiện mình không có mang cá không thể hô hấp trong nước khi chúng ta lấy lại được tự do chúng ta mới có thể vẫy vùng trong nước nhân tổ hiểu ra ta hiểu rồi con người là phải có tự do nếu người không có tự do giống như cá mà không có mang không thể hô hấp không sai nhân tổ vỗ tay cười ha hả ta muốn có được tự do thoát khỏi số mệnh trói buộc ta muốn tự do tự tại hô hấp vĩnh viễn tồn tại ta muốn vĩnh sinh đàn cá cười lạnh người ơi tại sao ngươi lại có suy nghĩ xấu đến như vậy ngươi nhìn chúng ta đi mang cá là thứ mà loài cá nhất định phải có cho nên chúng ta truy tìm tự do là một loại nhiệm vụ còn con người các ngươi khi còn sống chú định vô duyên với vĩnh sinh sẽ sinh lão bệnh tử người ơi ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình không nên suy nghĩ lung tung nhân tổ cao mày biểu hiện buồn chán là như vậy sao đàn cá để lại câu nói cuối cùng người ơi hãy để cho chúng ta cho ngươi một lời khuyên tương lai nếu ngươi có được tự do ngươi nhất định phải ngàn vạn chân quý đừng giống như chúng ta tùy tiện buông tay tuyệt đối không được thả cổ tự do bay đi nếu không ngươi sẽ phải hối hận nhân tổ chia tay đàn cá thời gian dần trôi cũng quên mất lời dặn của đàn chim đàn báo và đàn cá ta là người ta muốn theo đuổi tự do ta muốn thoát khỏi trói buộc cùng người mình yêu vĩnh viễn không chia lìa sống cuộc sống giàu có còn muốn được sống vĩnh viễn rất nhiều sinh linh đi ngang qua nhân tổ nghe được ông nói tất cả đều lắc đầu chủ động tránh xa nhân tổ đi mau ông ta chính là nhân tổ lại ăn nói mê sảng rồi ông ta đã hoàn toàn điên rồi tại sao ông ta lại dám nghĩ như vậy một ngày nọ cổ tự do chủ động bay về phía nhân tổ nhân tổ vui mừng bắt lấy nó tự do ta rốt cuộc cũng đã có được tự do nhân tổ rất vui vẻ nhưng rồi cảm thấy nghi hoặc hỏi cổ tự do đúng là kỳ lạ đàn chim mất cánh đuổi theo ngươi đàn báo không răng nanh truy tìm ngươi đàn cá không có mang tìm kiếm ngươi ngươi lại chủ động bay đến chỗ ta chuyện gì xảy ra thế cổ tự dân nhân tiện nói ta đương nhiên không phải bay đến chỗ ngươi người ơi ngươi đã từng có ý đồ dùng thái độ lừa gạt ta dùng tình yêu trói buộc ta dùng tài phú thu mua ta ta chán ghét ngươi đồng thời còn hận ngươi sở dĩ ta chủ động bay đến chính là vì cổ tư tưởng trên người ngươi thu hút thôi cổ tư tưởng bay ra từ trên người nhân tổ mỉm cười giải thích đó là vì nhân tổ ngươi điên rồi ngươi cả ngày suy nghĩ lung tung Mưu toan vĩnh viễn không chia lìa, hy vọng cơm áo gạo tiền không lo, lại còn khao khát vĩnh sinh bất lão, đây không phải điên thì là gì? Cổ Tự Do thở dài một tiếng, tư tưởng tự do chính là tự do lớn nhất, nhờ những suy nghĩ lung tung này mới có thể giúp ta lớn mạnh. Nhân tổ, mặc dù ta bị ngươi bắt được, nhưng ta tuyệt không để cho ngươi sử dụng, ngươi mau buông ta ra. Nhân tổ lắc đầu, càng bóp chặt hơn, Cổ Tự Do, ta sẽ không buông tay đâu. Cổ Tự Do cười lạnh, vậy ngươi hãy chuẩn bị đi, đừng để bị đè sấp. Vừa dứt lời, cổ trách nhiệm đã bay đến đậu trên vai nhân tổ nặng quá nặng quá nhân tổ bị ép xuống đến gặp càng người cổ tư tưởng cảm thán tự do đi cùng với trách nhiệm nhân tổ người muốn có được tự do nhất định phải gánh trách nhiệm ít nhất người hãy gánh trách nhiệm cho chính người nhân tổ cắn răng kiên trì mồ hôi rơi như mưa rất nhanh quỳ xuống đất ông đã nhìn thấy tơ nhện tờ nhện cổ số mệnh quấn quanh toàn thân ông nhân tổ bị trách nhiệm đè nặng đã rất mệt rồi hoàn toàn không có khí lực tránh thoát tơ nhện trói buộc tơ nhện cổ số mệnh càng lúc càng siết chặt xiết đến toàn thân nhân tổ phải ngấn máu nhân tổ kêu to chuyện gì xảy ra thế cổ tư tưởng giải thích người ơi ngươi càng tự do ngươi càng cảm nhận được mình bị hạn chế cổ tự do cười nói mau buông tay đi người bắt ta càng lâu tơ nhện cuốn lấy càng nhiều cuốn càng chặt thậm chí ghìm chết ngươi nhân tổ lắc đầu không ta tuyệt không buông tay cổ tự do ta muốn có được ngươi vô số tơ nhện khảm vào sâu trong da thịt nhân tổ nhân tổ gào thét lăn lộn trên mặt đất nhưng vẫn không buông tay ha 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 nhân tổ lại bắt đầu cười ngây ngô ta cảm giác được có một con cổ ở nơi xa xôi nội phần cảm giác này thôi cũng đủ khiến ta cảm thấy khoái hoạt và thỏa mãn cổ tư tưởng thẳng thắn nói đó là đương nhiên rồi ai có được cổ tự do người đó có thể cảm nhận được vị trí của cổ hạnh phúc nhân tổ cắn răng kiên trì khi thì đau đến khóc lớn khi thì mừng rỡ cười to tờ nhận quấy lấy xương cốt của ông khiến xương cốt của ông xuất hiện vết sạn nhưng nhân tổ vẫn không buông tay cuối cùng ông đau đến ngất đi cũng không biết qua bao lâu ông đã tỉnh lại tờ nhận cổ số mệnh đã không còn siết chặt cổ trách nhiệm cũng không còn đè nặng cổ tư tưởng cũng biến mất khoan đã cổ tự do đâu nhân tổ không cảm nhận được sự tồn tại của cổ tự do không khỏi luống cuống mở hai tay ra vừa lộ ra một khe hở cổ tự do liền bay ra ngoài rời xa nhân tổ khi con người có được tự do thường sẽ không ý thức được nó đợi đến khi mất đi mới phát hiện ra nhân tổ nhìn thấy cổ tự do bay đi sợ đến ngây người lại nghĩ đến đàn chim đàn báo đàn cá đã dặn dò không khỏi hối hận ông đau đớn cào đứt tóc của mình lan lộn trên mặt đất, chi bằng ta chết đi cho rồi, nhân tổ đau đến không muốn sống, ta nguyện mất đi tình yêu, mất đi sinh mệnh, cũng không muốn mất đi tự do. Chiến trường Thiên Đình, bất luận hai phe địch ta, ánh mắt đều tập trung vào một chỗ. Phương Nguyên đảo mắt nhìn chung quanh, hắn bị ba con cự quái đột nhiên xuất hiện bao vây ở chính giữa, nhưng ba con cự quái cũng không làm gì hắn, ngược lại còn thay nhau bảo vệ hắn. Cam Thủ nhìn chung quanh, thái độ rõ ràng nhìn qua là thấy ngay, cuồng Man Ma Tôn, sắc mặt Phương Nguyên chấn kinh, cho dù có thủ đoạn của cuồng Man Ma Tôn giúp ngươi ngươi cũng sẽ thua thôi long công giống to âm thanh chấn động trăm dặm ông từ trên không trung rơi xuống giống như một ngôi sao màu đỏ cho dù có thủ đoạn cuồng man ma tôn xuất hiện ý chí chiến đấu của ông vẫn kiên định không thay đổi phải giết chết tất cả ma đạo phải chấn áp tất cả phản loạn sát chiêu tiên đạo khí hồ sơn song trưởng long công nhắm ngay phương nguyên vỗ mạnh xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn một ngọn núi lớn khí lưu bao trùm phương nguyên và ba con quái vật dưới mặt đất long công thôi động sát chiêu tam khí quy lai trên người có rất nhiều đạo ngân khí đạo lúc này ông thôi động sát chiêu khí đạo khí hô sơn uy lực tăng vọt vô số lần ngọn núi khí lưu này không chỉ to hơn trước đó rất nhiều hình thể còn rất ngưng thực mặc kệ là chất hay lượng đều có sự đột phá nhìn thấy cảnh tượng như vậy mặc kệ là vũ dung hay là băng tắc xuyên tất cả đều toát lên vẻ ngưng trọng nội khí hô sơn đã khó mà ngăn cản biện pháp tốt nhất chính là trốn tránh nhưng đằng sau khí hô sơn là nhân vật siêu phàm cường hạn đến kinh thiên động địa long công tất nhiên sẽ ngăn cản hết tất cả tai nạn phương nguyên nghiến răng muốn ra tay đúng lúc này một trong tam quái do ba miếng huyết bị biến thành là con báo lam lớn bỗng nhiên mở rộng cái miệng khẽ hấp một cái véo sau một khắc toàn bộ khí hô sơn bỗng nhiên thu nhỏ bị một sức mạnh không cách nào hình dung hút vào trong bụng con báo lam quần tiên chấn động trong lòng triệu sơn hà chủ tu thực đạo con ngươi lại càng co rụt lại ông ta nhìn thấy được dấu hiệu thực đạo trên người con báo lam ngay cả long công cũng sững sờ khí hô sơn cường đại cứ như vậy mà bị phá giải báo lam nuốt khí hô sơn cái bụng khô quắt bỗng nhiên to hơn một thành hai mắt nó chiếu sáng rạng rỡ nhìn chằm chằm long công ánh mắt khiến người ta phải sợ hãi giống như đang nhìn một bữa tiệc ngon long công là người dũng mãnh gan dạ cho dù ba con quái vật thâm bất khả chắc nhưng ông vẫn phóng tới phương nguyên nghiệp cũ thậm chí tốc độ của ông không giảm ngược lại còn tăng lên trực tiếp đâm rách khí quyển phát ra tiếng vang ầm ầm bên phía phương nguyên đã giàn sẵn trận địa đón quân địch con cá xanh trong ba con quái vật bỗng nhiên cử động đuôi cá của nó chỉ hất lên một cái đã đột nhiên xuất hiện trước mặt long công tốc độ của nó rất nhanh giống như thuấn di nhưng lại không khiến người ta cảm thấy đột ngột tất cả đều như nước chảy mây trôi trước đó một khắc tầm mắt long công vẫn còn rộng lớn sau một khắc toàn bộ tầm mắt đều tràn ngập cơ thể con quái ngư to như núi quái ngư lắc cái đầu thật mạnh ầm um, quái ngư đập bay long công tốc độ long công bị đánh bay ra ngoài còn nhanh hơn cả khi ông bay đến trên người ông có rất nhiều đạo ngân biến hóa đạo khí đạo cường hãn đến một trình độ trước nay chưa từng có sau khi sử dụng mấy lần sát chiêu tam khí quy lai khi phòng bị thế công của bác chuyển bình thường thậm chí ông đã bắt đầu không dùng đến cửu long văn hộ thân nhưng khi ông đâm vào con quái ngư ông lại có cảm giác nhục quyền đấm vào trong đá chỉ trong nháy mắt long công bị đánh đến xương cốt toàn thân vỡ nát nội tạng thiếu chút nữa bị cự lực chèn bể trong ngoài đều chảy máu tam khí quy lai long công hét lớn một tiếng khí thế sụt giảm lại dâng lên như bão táp ngay sau đó long công lại thôi động thủ đoạn trị liệu khí đạo chỉ trong thời gian mấy hơi thở thương thế trên người lập tức khôi phục tốc độ khỏi hẳn cực kỳ dọa người nhưng bởi vì ông lựa chọn trị liệu cho mình mặc cho ông một đường bị đụng bay đụng vào cực hạn thương khung thiên đình Thiên đình là động thiên công cộng, cực hạn chính là vách tường động thiên, Long công đụng vào vách tường, trên người vẫn còn lưu lại sức mạnh khổng lồ, tất cả đều dồn lên vách tường động thiên, chúng tiên nghe được một tiếng va chạm thật lớn, sau đó nhìn thấy bầu trời sau lưng Long công, một số vết rách bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn bốn phía giống như mạng nhện, quần tiên không khỏi hít một hơi lạnh, lực đạo trên đầu con quái ngư quả thật khó tưởng tượng được, ngay cả Long công dường như cũng khó mà chống lại, ngư quái chẳng qua chỉ là thủ đoạn cuồng man ma tôn lưu lại tồn tại hơn 100 vạn năm nhưng vẫn còn uy năng như cũ. Nếu cùng man ma tôn thi triển thủ đoạn này, không biết sẽ có sức mạnh đến cỡ nào, khó có thể tưởng tượng, chúng tiên không khỏi nghĩ đến đánh giá về cuồng man ma tôn. Thế nhân công nhận ông chính là người có sức mạnh đứng nhất trong các tôn giả, hôm nay gặp được, quả nhiên là thế, đây chính là thủ đoạn của cuồng man ma tôn. Chúng ta còn chưa thua, vẫn còn đánh được, Long Công đã trở về, thương thế của ngài ấy một lần nữa khỏi hẳn, khí thế càng thêm cường đại, sợ cái gì, chúng ta có cổ số mệnh hoàn chỉnh Thiên mệnh đang nằm trong tay chúng ta, cổ tiên ba vực đối với cường viện cường đại ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ, sĩ khí tăng lên, còn sĩ khí của chúng tiên thiên đình cũng dâng trào, bọn họ có thừa tự tin đối với cổ số mệnh, đối với Long công, Long công một lần nữa rơi xuống, đại chiến với tam quái, nhưng lần này ông đã có kinh nghiệm, lấy khí đạo viễn chiến làm chủ, tránh cận chiến, sức mạnh của ba con cự quái thật sự dọa người, cho dù là Long công cũng không muốn chật vật bị đánh bay, ông lựa chọn chiến thuật rất sáng suốt, sức mạnh ba con cự quái đều kinh thế hãi tục nhưng thủ đoạn của chúng muốn khen cũng không có gì mà khen giao thủ được mười hiệp long công đã thăm dò rõ ràng tốc độ của con chim sáu chân rất nhanh miệng có thể phun ra tia chớp màu vàng nhưng không cách nào phi hành mỏ chim của nó cực kỳ cứng cho dù là tên cổ phòng cũng sẽ bị xuyên thủng con quái ngư màu xanh có thể lơ lửng trên không hiệu quả có thể so sánh với vũ đạo nhưng lại rất tự nhiên khiến cho người ta khó lòng phòng bị bất kỳ thế công nào đánh vào người con quái ngư này cơ thể của nó gần như khôi phục lại trong nháy mắt nơi cường đại nhất của nó chính là sức khôi phục kinh người so với thủ đoạn trị liệu long công thôi động còn mạnh hơn nhưng nó cũng có chỗ thiếu hụt mặc dù thế công của nó mạnh nhưng tiết tấu quá chậm tần suất thấp kém sau khi ra tay một lần thì phải yên lặng một lát ấp ủ một hồi lâu mới có thể khởi xướng tấn công lần nữa về phần con báo lam không răng nó cũng không thể phi hành thủ đoạn mạnh nhất chính là há miệng nuốt tất cả mọi thế công không chỉ như vậy nó thậm chí có thể hút luôn cả sát chiêu nhân trung hào kiệt trên người cổ tiên vào bụng đối với điều này triệu sơn hà nhìn thấy đến hoa mắt thần mê thủ đoạn thực đạo của ông còn chưa làm được đến tình trạng như thế bên trong ẩn chứa áo nghĩa thực đạo nếu có thể hiểu được thấu đáo nhất định có thể tiến thêm được một bước đồng thời nhược điểm lớn nhất của báo lam không răng cũng chính là thiên phú cái gì cũng nuốt này mỗi lần nó nuốt bụng của nó liền phồng lên sau khi bị đám người long công cố ý đánh chúng bụng con báo càng lúc càng tròn vo hành động càng lúc càng không tiện nhưng cho dù bên phía thiên đình đã thăm dò rõ ràng nội tình của ba con quái vật nhưng vẫn rất khó ngăn cản dần dần rơi vào hạ phong Mặc dù ba con quái vật vẫn có nhược điểm, chỗ mạnh chỗ yếu vô cùng rõ ràng, nhưng bọn chúng cứ mạnh mẽ đâm tới, không ai dám ngăn cản đằng trước bọn chúng. Cộng thêm Vương Nguyên, Bang Tắc Duyên, Vũ Dung, Thẩm Tòng Thanh, Tống Khải Nguyên phối hợp bên cạnh tác chiến, khắc chế, hóa giải đủ loại thủ đoạn thiên đình, khiến cho bên phía thiên đình vô cùng bị động. Đầu mô của ba con quái vật đều nhắm ngay Tháp Giám Thiên, bọn chúng dường như có cửu hận rất lớn với cổ số mệnh. Tháp Giám Thiên không dám đối kháng sức mạnh của ba con quái vật, chỉ có thể rút lui để bảo vệ Tháp Giám Thiên long công gánh chịu áp lực thật lớn lần lượt bị trọng thương rồi quay người tái chiến mái tóc màu tím của ông bay loạn hai mắt đỏ bừng toàn thân đẫm máu nhuộm đỏ phải rồng nhưng chiến ý vẫn không ngừng tăng vọt chưa hề giảm xuống hai bên vây quanh tam quái và tháp giám thiên cổ tiên thiên đình chiến thành một đoàn với cổ tiên ba vực người đến ta đi kịch liệt dị thường chiến đoàn không ngừng di chuyển đến chỗ nào đủ loại sát chiêu như kinh đào hãi lãng dư ba trận chiến phá hủy tất cả tạo thành vô số phế tích thiên đình đang đẹp như thế được các cổ tiên cẩn thận kinh doanh nhưng trận chiến này đã phá hủy hết bảy tám phần mắt thấy cổ tiên ba vực sắp chiếm thượng phong tháp giám thiên bỗng nhiên ngừng lại sau một khắc sát chiêu tiên đạo mệnh bại một lần nữa bộc phát cẩn thận vũ dung giống to cổ tiên ba vực đã sớm có phòng bị nhanh chóng ứng đối sau khi bạch quang tiêu tán chiến trường thiên đình một lần nữa nổ vang kịch chiến lại bộc phát nhưng lần này đến phiên thiên đình chiếm thượng phong cổ tiên ba vực không thể không vừa ngăn cản vừa chữa trị tiên cổ phòng còn có thương thế bản thân cổ tiên ba vực dần dần ổn định trận cước so sánh với lần đầu tiên chúng chưa mệnh bại tình huống lần này tốt hơn rất nhiều bởi vì bọn họ có tam quái để dựa vào cự quái vẫn mạnh mẽ đâm tới dưới sự phát huy của bọn chúng cổ tiên thiên đình một lần nữa rơi vào cục diện bế tắc sau đó bị cổ tiên ba vực ép vào thế hạ phong lần này tháp giám thiên lại một lần nữa thôi động sát chưa mệnh bại sau năm lần bảy lượt kịch chiến thiên đình bị đánh đến khắp nơi đều là phế tích khi thế tam quái cũng đã giảm xuống thế công của cổ tiên hai bên cũng không còn tấn mãnh như trước bọn họ không thể không cân nhắc đến vấn đề tiêu hao tiên nguyên hỏng rồi tình huống càng lúc càng không ổn sắc mặt vũ dung nghiêm túc chiến lực tam quái không còn như trước đó bọn chúng nhiều lần bị sát triều mệnh bại tàn phá năm đó cuồng man ma tôn tấn công thiên đình thất bại ba con cự quái này chẳng qua chỉ là thủ đoạn mà ông ta lưu lại mà thôi tất nhiên khó mà ngăn cản uy năng của mệnh bại trong lòng băng tắc xuyên dần dần lạnh buốt nếu không nhờ tam quái phát huy lúc đó cổ tiên ba vực đạt được chiến quả mang tính đột phá tiếp theo bọn chúng chắc chắn sẽ gặp thảm bại và tàn sát đây là một chuyện rất rõ ràng nhưng thiên đình lại sử dụng chiến thuật rất sáng suốt bọn họ không ngừng di chuyển tránh phong mang của địch ngạnh sinh tiêu hao địch nhất là sát chiêu mệnh bại đều thúc ra luôn khiến cho ưu thế cổ tiên ba vượt vất và tranh thủ được lại hóa thành hư không tất cả phải làm lại từ đầu bởi vì có bảng chu ma tháp giám thiên dẫn đến chiến tuyến tùy thời có thể tiếp ứng đại bản doanh một khi cổ tiên thiên đình xuất hiện tình huống nguy hiểm bọn họ liền trốn vào trong vì thế không hề có tình huống bị giảm quân số đương nhiên cũng còn có nguyên nhân hai bên bắt đầu giữ tiên nguyên thế công chậm lại chủ nhân tình huống không ổn rồi cho dù là thủ đoạn của cuồng man ma tôn cũng khó mà thay đổi đại cục dù sao thiên đình cũng có được cổ số mệnh hoàn chỉnh từ đằng xa tử vi tiên tử lạnh lùng phân tích lúc này u hồn ma tôn đã khôi phục hình người cơ thể hơi mờ ông ta chắp tay sau lưng nhìn chiến trường lại lướt mắt về phía đình nhất quyết bão hám đằng xa trong đình hư ảnh hai vị tôn giả vẫn đánh cờ như cũ trên bàn cờ đã che kín quân cờ nhưng huyền diệu ở chỗ mỗi khi hư ảnh tôn giả đánh xuống một quân cờ luôn có chỗ trống để hạ cờ nhưng so với trước kia tần suất hạ cờ của hai vị tôn giả cũng đã giảm xuống rất nhiều hư ảnh tinh túc tiên tôn cầm trong tay một quân cờ rồi lại lướt mát về phía u hồn ma tôn người có được hay không thành quả chúng ta đánh cờ đều bị u hồn ăn cắp một phần hư ảnh tinh túc tiên tôn nói hư ảnh vô cực ma tôn cười nói hắn ta có thể thoát khốn lại có thể đánh cắp thành quả của chúng ta đây cũng xem như bản lãnh của hắn ta những thứ này đều có trợ giúp đối với hắn ta ta thật sự trông mong có một ngày hắn ta có thể đạt đến hoàn cảnh chúng ta không đạt đến hư ảnh tinh túc tiên tôn im lặng một lát sau đó mới thở dài ngươi quả nhiên là một người cầu đạo thuần túy đáng tiếc thiên địa này là một lồng giam ngăn ta cầu đạo hư ảnh vô cực ma tôn nói cho nên ta mới muốn truy tìm tự do hư ảnh tinh túc tiên tôn lập tức phản bác nhưng tự do của ngươi là trực tiếp đánh vỡ lao tù mà chúng ta đều biết bên ngoài lồng giam là cảnh tượng như thế nào vô cực ma tôn khẽ lắc đầu lập trường khác biệt nhiều lời vô ích lúc này bóng của ông càng lúc càng hư ảo duy chỉ có hai mắt là tinh quang bắn ra bốn phía Hư Ảnh vô cực Ma Tôn cầm trong tay một quân cờ, nhìn bàn cờ thật lâu mà vẫn không hạ xuống, ván này đã đến thời khắc quan trọng nhất, trên ván cờ, tình thế của Hư Ảnh vô cực Ma Tôn đã trở nên ác liệt, rõ ràng rơi vào thế hạ phong, giống như bị Hư Ảnh Tinh Túc Tiên Tôn bao vây bốn phương tám hướng, Hư Ảnh Tinh Túc Tiên Tôn rõ ràng đang có ưu thế, cho dù đó là vì Thiên Đình có sự tích lũy nhưng cũng đủ làm cho Hư Ảnh vô cực Ma Tôn nhìn ra được sự cường đại của Tinh Túc Tiên Tôn, ý chí Tinh Túc Tiên Tôn vừa phải đối kháng thiên ý, vừa phải bố cục năm vực, suy nghĩ vô số phương diện ngư lược bao quát vũ trụ kim cổ không nói đến ba vị tôn giả lịch đại tiến đánh thiên đình không thành công chỉ cần trước mắt u hồn ma tôn có được tự do nhưng không lấy được sinh tử môn đây chỉ sợ là thủ bút của tinh túc tiên tôn dù sao che giấu cả tử vi tiên tử chỉ dựa vào khả năng suy tính của long công là không lớn tinh túc tiên tôn không hổ danh là tôn giả trí đạo duy nhất nhưng hư ảnh vô cực ma tôn cũng chưa chắc đã thua quân cờ của ông vẫn đoàn kết chặt chẽ đối thủ khó mà ăn hết một khi ăn mạnh nhất định sẽ tổn thất rất lớn giống như đưa quyền chủ động vào tay hư ảnh vô cực ma tôn nhưng nếu để cho hư ảnh vô cực ma tôn thành công phá vây vẫn còn thiếu một phần thực lực toàn bộ vòng vây ngưng kết suy tính của hư ảnh tinh túc tiên tôn nếu hư ảnh vô cực ma tôn mù quáng tấn công nhất định sẽ rơi vào tính toán của hư ảnh tinh túc tiên tôn cho nên hư ảnh vô cực ma tôn chỉ có thể lựa chọn cố thủ chờ cứu viện trận này đã bắt đầu từ thời thượng cổ vẫn luôn kéo dài trên trăm vạn năm rốt cuộc đã nhanh đón thời khắc quan trọng nhất không sai hư ảnh vô cực ma tôn đã có viện quân ông đã chờ viện quân này trên trăm vạn năm hai bên đều biết rõ trong lòng bây giờ phải nhìn xem chất lượng thôi hư ảnh tinh túc tiên tôn liếc nhìn chiến trường cuối cùng dừng lại trên người phương nguyên biểu hiện phức tạp hư ảnh vô cực ma tôn cũng quay đầu nhìn ra xa miệng lẩm bẩm phương nguyên từ lúc khai chiến đến giờ ngươi vẫn như thế ngươi còn muốn giấu rốt đến khi nào phương nguyên vẫn luôn tác chiến ở tuyến đầu một mặt hắn không ngừng ra tay kịch liệt đối kháng với đám người long công mặt khác hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo chủ tính toàn cục nhưng sau khi thủ đoạn của cuồng man ma tôn phát động bên tai hắn liền vang lên một âm thanh nhìn kỹ đi hậu bối ba con cự quái trước mắt người chính là ba tiên chiêu của ta biến thành ba tiên chiêu này là do ta đọc chương truy tìm tự do trong nhân tổ chuyện mà có tâm đắc và linh cảm từ đó khai sáng ra chiêu thứ nhất bô lôi hoàng điều biến lấy cổ thái độ làm hạch tâm người có hâm mộ chim chóc muốn tự do bay lượn trên thiên không không nhưng nhân tộc chúng ta sinh ra đã bị hạn chế không có hai cánh làm sao có chuyện bay lượn được chim không cánh là một chuyện tàn khốc đến cỡ nào bọn chúng đã trải nghiệm tư vị mỹ diệu khi bay lượn nhưng lại bị mất đi hai cánh chẳng cần biết ngươi là ai ngươi ở đâu ngươi đều sẽ bị hạn chế giả sử chúng ta không cách nào thay đổi không cách nào tránh thoát hết thảy giống như chim không cánh muốn truy cầu tự do lại không theo đuổi được vậy thì làm sao bây giờ đây chính là tư tưởng hạch tâm của chiêu này hãy nhớ cho kỹ hậu bối cho dù chúng ta bị hạn chế khắc nghiệt không cách nào truy tìm tự do nhưng ít ra chúng ta còn có được một loại tự do đó chính là chúng ta tự do lựa chọn thái độ nào để đối mặt với hiện thực tàn khốc nhớ kỹ thái độ của ngươi rất quan trọng chiều thứ hai hốt luân lam báo biến lấy tiên cổ biến dị làm hạch tâm tự do không phải là một món đồ hư hỏng nhưng cùng lúc đó cũng không phải món đồ tốt nó có khả năng giúp cho người tốt hơn nhưng cũng có thể khiến cho người càng thêm hỏng bét giống như hiệu dụng của tiên cổ biến dị mạnh thu thiếu rằng không thể sống sót được sao nếu như không có tự do cắn xé vậy thì nuốt nguyên miếng sẽ như thế nào nói không chừng còn có thể rèn luyện năng lực tiêu hóa của người chiều thứ ba nội túc lục ngư biến lấy cổ biến báo làm hạch tâm thế giới xấu xí và ô chọc đến cỡ nào chúng ta sẽ bị sự thật tàn khốc đả kích sẽ bị thống khổ và vô vọng tra tấn chúng ta đi trên con đường nhân sinh của mình có đôi khi mình đầy thương tích thậm chí không chỗ che thân không cách nào trốn tránh người thay đổi thế giới cũng thay đổi ngàn vạn nếu không theo kịp bước chân thời đại người sẽ bị toàn bộ thế giới đào thải cho nên hãy biến báo đi không có vây cá thì dùng miệng để hô hấp nếu ngay cả miệng cũng không được vậy thì tự tuần hoàn hô hấp trong cơ thể cho dù có chậm thậm chí trở nên không còn diện mạo như trước nữa. Em thanh đặng nề hữu lực, giải thích cặn kẽ nội tình và tồn tại của ba con quái vật. Đây là ba sát chiêu biến hóa đạo do cuồng Man Ma Tôn lưu lại. Sau khi Phương Nguyên phát động thủ đoạn của cuồng Man Ma Tôn, âm thanh này vẫn theo sát Phương Nguyên. Những người khác hoàn toàn không biết, chẳng lẽ đây là âm thanh của cuồng Man Ma Tôn. Phương Nguyên suy đoán, bỗng nhiên âm thanh lại thay đổi. Bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim, vốn từ âm thanh dày đặc, ổn trọng lại trở nên hoạt bát ngẳng hớn. Này, người nói nhiều như vậy, đến phiên ta, đến phiên ta, ha ha ha, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định là thiên ngoại chim ma, bởi vì chỉ có thiên ngoại chim ma mới có thể làm hỏng cổ số mệnh, cho nên ba đầu ta lưu lại chân truyền này chỉ có thiên ngoại chim ma mới có thể kế thừa. Ngoài ra, người ít nhất phải có một trong ba con cổ trùng, cổ thái độ, cổ biến dị, cổ biến báo. Ba con cổ trùng này ứng với ba sát chiêu, có thể dẫn động sát chiêu của ta. Khi người đến trước mặt tú lâu, người có thể dẫn sát chiêu biến thành cự quái, trở thành sự giúp đỡ cường đại cho ngươi tùy ngươi dùng như thế nào, giết đốt đánh cướp cũng được, tạo phúc nhân gian cũng được, đương nhiên, tốt nhất là nên đánh rơi đài cổ số mệnh của Thiên Đình, bởi vì ta nhìn nó thật khó chịu. Ha ha ha, đương nhiên, nếu ngươi có thể dẫn động toàn bộ ba sát chiêu, ba chiêu này có thể sát nhập thành một chiêu, đây là sát chiêu siêu 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 cấp mà ta nghĩ ra được. Một khi ngươi nắm giữ chiêu này, ngươi sẽ dùng hình thái nhân tộc nhưng đồng thời lại có được toàn bộ ưu thế của ba chiêu, đặc biệt là không có bất kỳ nhược điểm nào, nói cách khác, nếu ngươi là chim không cánh, ngươi có thể nhanh như thiểm điện phun ra lôi đình nếu ngươi là cát thiếu vây ngươi sẽ có được năng lực khôi phục cường đại nếu ngươi là thú không răng nanh ngươi có thể nuốt tất cả cất giữ trong bụng có phải sợ ngây người hay không có phải rất lợi hại không ha 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 cúng bái ta đi giọng nam ngả ngớ nói đến đây dường như lại bị đuổi xuống đổi thành giọng nam nặng nề sau cùng là chưa tự do tàn khuyết biến nó lấy cổ thái độ biến dị biến báo làm hạch tâm vô cùng dườm già và phức tạp mặc dù ngươi có thể lợi dụng tam quái ta lưu lại hợp chúng lại làm một so với việc người thôi động độc lập còn dễ dàng hơn rất nhiều nhưng ngươi cũng đừng nên nếm thử bởi vì nó sẽ có tác dụng tăng cường nhục thể cho ngươi nhưng một khi thất bại nhẹ thì trọng thương nhưng nặng thì tử vong nhớ lấy nhớ lấy giọng nam nặng nề nói rất thấm thía nhưng rất nhanh lại bị giọng nam ngả ngớn đẩy ra thôi đi mấy thứ ngươi nói đều không phải trọng điểm tiểu tử để ta nói cho ngươi biết cái gì là trọng điểm một khi ngươi thành công thúc dục chiêu này ngươi có thể lực áp tất cả hoang thực hoang thủ thái cổ biến thủ đoạn thiên phú của tam quái thành bản năng của mình Ngươi sẽ biến thành bạo long hình người chiến thiên đấu địa lôi kéo khắp nơi người lập tức có được chiến lực á tiên tôn đương nhiên gặp phải tôn giả như lão nhân gia ta ngươi còn phải quỳ nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm quan trọng điểm quan trọng nhất người phải nhớ kỹ phương nguyên nghe đến đón không khỏi tập trung tinh thần chỉ nghe giọng nam ngả ngớn kiên nói tiếp điểm quan trọng nhất là một khi thôi động chiêu này tam quái hợp nhất có thể biến thành một áo choàng huyết chiến choàng lên người của ngươi người mặc áo choàng này sẽ siêu cấp đẹp trai tiểu tử hậu bối ngươi nhất định phải thử một chút sẽ đẹp ngây ngươi ngươi tuyệt đối tuyệt đối sẽ không hối hận phương nguyên im lặng nương theo giọng nói đủ loại tin tức lưu truyền trong lòng hắn khiến cho hắn nắm vững nội dung của ba loại sát chiêu nghe giọng nam ngả ngớn nói ba sát chiêu này thật ra còn có một chiêu sau cùng thật ra cũng không phức tạp trình tự cũng không dườm già thời cùng man ma tôn cũng là thời thượng cổ phong cách cổ tu cũng không phải đại khí bảng bạc mà là thô giáp cuồng dã kém xa sự tinh xảo phức tạp bây giờ nắm giữ những sát chiêu này cũng không khó nhất là đối với người có tạo nghệ trí đạo thâm hậu như phương nguyên như vậy đây chính là một tổ hợp nhỏ phương nguyên ấp ủ thành công bỗng dưng lui lại thôi động sát chiêu chỉ trong nháy mắt ba con cự quái đang chém giết đằng trước bỗng nhiên biến thành ba luồng ánh sáng một vòng một la một lục chui vào trong người phương nguyên kinh biến như thế khiến cho hai bên giao chiến vội vàng không kịp chuẩn bị ba luồng ánh sáng bao phủ phương nguyên tản ra khi thế bàng bạc không ngừng dâng trào bốn phương tám hướng bài xích tất cả người và vật ba luồng ánh sáng nhanh chóng dung hợp chuyển thành màu đỏ huyết quang đột nhiên ngưng tụ ngưng thực thành một thể bao trùm trên lưng phương nguyên hóa thành một cái áo choàng to lớn áo choàng bay phất với theo gió giống như chiến kỳ em thanh bay phất với vang vọng bên tai mỗi người đây là biến hóa gì thế hình như Phương nguyên kế thừa chân truyền cuồng man hai bên địch ta đều giật mình nhìn thấy cái áo choàng quen thuộc trong đình nhất quyết bão hám hư ảnh tinh túc tiên tôn không khỏi nhớ lại hơn một triệu năm trước một người đàn ông đã xâm nhập vào thiên đình y từng bước một đi tới nhưng mỗi bước bình thường của y lại chấn động thiên đình kinh thiên động địa cơ thể của y cực kỳ hùng tráng hồi ngô người mặc da thú bắp thịt cả người căng cứng từng mảnh hình xăm nhỏ xăm đầy trên da thịt toàn thân của y miêu tả vô số dã thú cây cối kỳ quái có hung tàn dã man có tình tú linh tuệ y phát ra khí thế mênh mông như dãy núi nguyên nga như hải dương mênh mông thiên đình có rất nhiều cổ tiên chỉ cần y lếp một cái là có cảm giác hít thở không thông sau lưng y hắt lên một chiếc áo choàng mặt ngoài là một tấm da cực kỳ rộng lớn là dùng da người để may cũng chính vì cuồng man ma tôn có dáng người khỏe mạnh cao lớn nếu đổi lại nhân vật tầm thường áo choàng sẽ phải kéo xuống đất một mảng lớn mỗi khi cuồng man ma tôn chu diệt một vị cổ tiên bắt truyền sẽ lột ra đối phương mai thành áo choàng đây vốn là phong tục của tổng người thú nhưng khi cuồng man còn chưa thành tôn y đã bắt chước điều này lấy răng trả răng lấy máu trả máu xâm nhập thiên đình được nửa đường cuồng man ma tôn đã dừng chân trước mặt tú lâu giữa không trung ý chí tinh túc tiên tôn hiện ra cuồng man ngươi không hủy được cổ số mệnh đâu sự cường đại của ngươi vốn đến từ số mệnh của ngươi nếu không chỉ dựa vào thủ đoạn khác ngươi sẽ không có khả năng được như bây giờ điều này ta đương nhiên biết cuồng man ma tôn cười ha hả vậy ngươi đến đây làm gì đến để đánh nhau cuồng man ma tôn ngẩng đầu dùng giọng điệu khinh bạc nói ý chí tinh túc tiên tôn cuồng man ma tôn tiếp tục cười nói sau khi ta thành tựu tôn giả đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ta liền cảm nhận được một sự cô độc không ai có thể đánh với ta được đám dị nhân bát chuyển đều bị ta giết chết gần hết đám còn sống già yếu tàn tật thì cũng trốn mất ta cũng chẳng có hứng thú đi tìm bọn họ nhìn lại nam vực chỉ có thiên đình này mới thú vị được một chút các ngươi vì bảo vệ cổ số mệnh nhất định sẽ để lại rất nhiều thủ đoạn năm đó vô cực cũng bị các người đỡ được nào đến đi dốc hết thủ đoạn ra để chúng ta đọ sức một trận ý chí tinh túc tiên tôn im lặng lúc này mới nói tiên cổ phòng trước mắt ngươi chính là một trong những thủ đoạn bản thể ta để lại năm đó giống hai mắt cuồng man ma tôn lập tức sáng lên vậy để ta lên cuộc chiến kết thúc rất nhanh cuồng man ma tôn nắm chặt song quyền liếm môi một cái bớt mãn nói cái gì đó mới hai ba cái tú lâu của ngươi đã không được rồi ban đầu đúng là không tệ nhưng ngươi yên tâm đi ta sẽ không phá hủy tòa lầu này của ngươi đâu chúng ta là người một nhà mà ngoài ra ta sẽ để lại ba tấm huyết bì ở đây đây chính là truyền thừa của ta bất kể là ai dù các ngươi là người của thiên đình chỉ cần có thể kế thừa truyền thừa của ta vậy thì cứ để cho các ngươi coi như ta lưu lại kỷ niệm ở thiên đình đi đừng có mà hủy loạn đấy hắc 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 đúng là thật sự chờ mong không biết hậu bối nào đạt được truyền thừa của ta có thể bị sức mạnh vĩ đại của ta chấm nhiếp hay không hay là bị tư tưởng kỳ diệu của ta thuyết phục ha ha đương nhiên tốt nhất là hậu bối có thể phá hủy cổ số mệnh làm không được chuyện này làm ta khó chịu quá ý chí tinh túc tiên tôn lại im lặng thật lâu lúc này mới lên tiếng cho nên muốn phá hủy cổ số mệnh đây mới chính là mưu đồ của ngươi cuồng man ma tôn nhún vai đó là đương nhiên ta lưu lại huyết bì nơi này có bản lĩnh thì các ngươi hủy nó đi nhưng ta có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi ba tấm huyết bì này đã được kết nối với đạo ngân thiên đình tùy ý loạn động nó sẽ tổn thương trực tiếp đến thiên đình trừ phi có hậu nhân có được tạo nghệ biến hóa đạo giống ta như vậy mới có thể an toàn giải trừ ý chí tinh túc tiên tôn lại nói ngươi muốn phá hủy cổ số mệnh thật ra vẫn còn một biện pháp tốt hơn đó chính là ngươi đảm nhiệm tiên tôn trở thành chủ thiên đình sớm chiều ở chung ta nghĩ rằng dựa vào trí tuệ của ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách phá hủy cổ số mệnh cuồng man ma tôn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu ta không muốn ý chí tinh túc tiên tôn cao mày vì sao bởi vì cái danh ma tôn nghe xuất khí hơn tiên tôn ý chí tinh túc tiên tôn thật kỳ lạ khi lý do này được cuồng man ma tôn nói ra tại sao lại có một cảm giác đương nhiên nhỉ cuồng man ma tôn quay người nhìn mình rồi cua một cánh tay nhìn đi nhìn bắp đùi của ta đi rắn chắc đến cỡ nào nhìn cánh tay của ta đi tráng kiện đến cỡ nào đây chính là mỹ đây chính là soái còn có áo choàng này nữa máu me nhảy nhụa là tạo ra từ da người uy phong bá khí đến cỡ nào ý chí tinh túc tiên tôn im lặng thật lâu sau mới mở miệng cho nên khi người chế tạo áo choàng này không phải vì nợ máu trả bằng máu báo thủ dị nhân chứ đương nhiên đó cũng là một lý do nhưng chủ yếu là vì đẹp trai ý chí tinh túc tiên tôn à đúng rồi ta lưu lại ba tấm huyết bì này còn có thể tạo thành một chiêu sau khi chiêu thức thành hình đó chính là một tấm áo choàng huyết bì cũng giống hệt như trên người của ta nếu sau này có hậu bối mặc vào nhất định sẽ siêu cấp xuất khí đàn ông nói xong lời cuối cuồng man ma tôn giơ cao cánh tay của mình uốn lượn khuỷu tay nâng cao cơ bắp của mình tự nói phải nên đẹp trai như vậy bởi vì kinh biến trên người phương nguyên toàn bộ trận chém giết trên chiến trường thiên đình đã chậm lại rất nhanh long công là người phản ứng đầu tiên sát chiêu tiên đạo hồi toàn long nha tình huống của phương nguyên không rõ tam quái bỗng biến thành một cái áo choàng huyết sắc khoác trên người hắn long công không dám khinh thường cũng là do lúc trước bị tam quái thể hiện mà sinh lòng cố kỵ lúc này ông đánh ra sát chiêu hồi toàn long nha là để thăm dò long nha bay múa sắc bén như đao phương nguyên không tránh không né hữu tâm thăm dò lực phòng ngự lúc này thương 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 long nha chạm lên người hắn phát ra tia lửa màu vàng sau khi được phủ thêm áo choàng huyết chiến lực phòng ngự của phương nguyên đã tăng vọt đến trình độ khiến người ta giận sôi long công nhìn thấy cảnh tượng này con người cũng không khỏi co rụt lại lực phòng ngự của phương nguyên còn muốn xuất sắc hơn cả ông ít nhất long nha chạm lên người long công cũng sẽ tạo thành vệt ngấn trên vải rồng nhưng nhìn phương nguyên lúc này lông tóc không tổn hao một chút dị dạng cũng không có phương diện phòng ngự đã kinh người như vậy các phương diện khác chỉ sợ cũng không kém nhìn thấy phương nguyên ngăn cản được sát chiêu long nha của long công quần tiên có mặt đều có suy nghĩ tương tự bên phía thiên đình kiên kỵ càng nhiều còn cổ tiên ba vực thì đều quang ánh mắt tha thiết trở mong đến phương nguyên nhưng bọn họ không biết rõ bên tai phương nguyên lại vang lên âm thanh phê bình hắn. tiểu tử ngươi chính là hậu bối kế thừa chân truyền của ta ái trà trà ngươi xấu quá ngươi nhìn ngươi đi mặt thì giống nữ cánh tay và chân thì quá nhỏ da của ngươi sao lại trắng và non như thế sự cường ngạnh của đàn ông đâu rồi ông trời ơi truyền thừa của lão tử lại bị trà đạp trong tay của ngươi phương nguyên tam quái hợp nhất trong quá trình tổ hợp tự do tàn khuyết biến cần phương nguyên rót ý chí của mình vào nhưng sau khi áo choàng huyết chiến được hình thành những ý chí của phương nguyên lại biến thành hình ảnh của cuồng man ma tôn chuyển thành ý chí cuồng man thủ đoạn này quả thật không thể tưởng tượng được bởi vậy có thể thấy mặc dù cuồng man ma tôn là cổ tiên biến hóa đạo nhưng tạo nghệ trí đạo cũng cực kỳ kinh người nhưng phương nguyên rất nhanh phát hiện căn nguyên biến hóa ý chí đến từ tam quái đối với hắn mà nói cái gọi là ý chí cuồng man cũng không có gì nguy hiểm thậm chí còn có không ít chỗ tốt ý chí của man rất có thể tọa chấn bên trong áo choàng huyết sắc hiệp trợ duy trì sát chiêu thậm chí tăng tốc hiểu được chân ý ba chiêu sát nhập thành tự do tàn khuyết biến tiểu tử, tử mau ra tay đi qua nhiều năm như vậy sức mạnh bản thể lưu lại đã không còn nhiều nhanh 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 xông lên bóp nát cổ số mạnh ý chí của man ma tôn cười ha hả không ngừng kêu gào vội vã đến nhịn không nổi người nhiều lời quá có thể câm miệng lại được không phương nguyên thản nhiên trả lời a à, ý chí của man ma tôn sợ ngây người hai tay ôm mặt khó có thể tin ta bị chê ta đường đường là một cuồng man ma tôn nhưng lại bị một hậu bối chê lại còn là một tên nhóc xấu như vậy sau đó ý chí cuồng man bắt đầu lầm bầm ai có thể nghĩ đến cuồng man ma tôn bá khí uy vũ lại là một kẻ lắm lời nhưng không cần ông nhắc nhở phương nguyên đã cảm nhận được một chiêu tự do tàn khuyết biến mặc dù uy năng kinh người nhưng tiêu hao nội tình tam quái lại rất kịch liệt chiêu này có thời hạn đã như vậy phương nguyên nheo mắt ánh mắt không có ý tốt nhìn tháp giám thiên một lát sau cổ tiên thiên đình chủ trì bên trong tháp giám thiên đều sinh ra cảm giác rét lạnh trong lòng cuồng man ma tôn nhún vai đó là đương nhiên ta lưu lại huyết bì nơi này có bản lĩnh thì các ngươi hủy nó đi nhưng ta có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi ba tấm huyết bì này đã được kết nối với đạo ngân thiên đình tùy ý loạn động nó sẽ tổn thương trực tiếp đến thiên đình trừ phi có hậu nhân có được tạo nghệ biến hóa đạo giống ta như vậy mới có thể an toàn giải trừ ý chí tinh túc tiên tôn lại nói ngươi muốn phá hủy cổ số mệnh thật ra vẫn còn một biện pháp tốt hơn đó chính là ngươi đảm nhiệm tiên tôn trở thành chủ thiên đình sớm chiều ở chung ta nghĩ rằng dựa vào trí tuệ của ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách phá hủy cổ số mệnh cuồng man ma tôn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu ta không muốn ý chí tinh túc tiên tôn cao mày vì sao bởi vì cái danh ma tôn nghe xuất khí hơn tiên tôn ý chí tinh túc tiên tôn thật kỳ lạ khi lý do này được cuồng man ma tôn nói ra tại sao lại có một cảm giác đương nhiên nhỉ cuồng man ma tôn quay người nhìn mình rồi cua một cánh tay nhìn đi nhìn bắp đùi của ta đi rắn chắc đến cỡ nào nhìn cánh tay của ta đi tráng kiện đến cỡ nào đây chính là mỹ đây chính là soái còn có áo choàng này nữa máu me nhầy nhụa là tạo ra từ da người uy phong bá khí đến cỡ nào ý chí tinh túc tiên tôn im lặng thật lâu sau mới mở miệng cho nên khi ngươi chế tạo áo choàng này không phải vì nợ máu trả bằng máu báo thủ dị nhân chứ đương nhiên đó cũng là một lý do nhưng chủ yếu là vì đẹp trai ý chí tinh túc tiên tôn à đúng rồi ta lưu lại ba tấm huyết bì này còn có thể tạo thành một chiêu sau khi chiêu thức thành hình đó chính là một tấm áo choàng huyết bì, cũng giống hệt như trên người của ta, nếu sau này có hậu bối mặc vào, nhất định sẽ siêu cấp xuất khí. Đàn ông, nói xong lời cuối, cuồng man ma tôn dơ cao cánh tay của mình, uốn lượn khuỷu tay, nâng cao cơ bắp của mình, tự nói, phải nên đẹp trai như vậy, bởi vì kinh biến trên người phương nguyên, toàn bộ trận chém giết trên chiến trường thiên đình đã chậm lại, rất nhanh, Long Công là người phản ứng đầu tiên, sát chiêu tiên đạo, hồi toàn Long Nha, tình huống của phương nguyên không rõ. Tam quái bỗng biến thành một cái áo choàng huyết sắc khoác trên người hắn, Long Công không dám khinh thường, cũng là do lúc trước bị tam quái thể hiện mà sinh lòng cố kỵ. Lúc này ông đánh ra sát chiêu hồi toàn Long Nha là để thăm dò. Long Nha bay múa, sắc bén như đao. Phương Nguyên không tránh không né, hữu tâm thăm dò lực phòng ngự lúc này. Thương thương thương, Long Nha chạm lên người hắn, phát ra tia lửa màu vàng. Sau khi được phủ thêm áo choàng huyết chiến, lực phòng ngự của Phương Nguyên đã tăng vọt đến trình độ khiến người ta giận sôi. Long Công nhìn thấy cảnh tượng này, con người cũng không khỏi co rụt lại lực phòng ngự của phương nguyên còn muốn xuất sắc hơn cả ông ít nhất long nha chạm lên người long công cũng sẽ tạo thành vệt ngấn trên vải rồng nhưng nhìn phương nguyên lúc này lông tóc không tổn hao một chút dị dạng cũng không có phương diện phòng ngự đã kinh người như vậy các phương diện khác chỉ sợ cũng không kém nhìn thấy phương nguyên ngăn cản được sát chiêu long nha của long công quần tiên có mặt đều có suy nghĩ tương tự bên phía thiên đình kiên kỵ càng nhiều còn cổ tiên ba vực thì đều quang ánh mắt tha thiết trở mong đến phương nguyên nhưng bọn họ không biết rõ bên tai phương nguyên lại vang lên âm thanh phê bình hắn tiểu tử ngươi chính là hậu bối kế thừa chân truyền của ta ái trà trà, ngươi xấu quá ngươi nhìn ngươi đi mặt thì giống nữ cánh tay và chân thì quá nhỏ da của ngươi sao lại trắng và non như thế sự cường ngạnh của đàn ông đâu rồi ông trời ơi truyền thừa của lão tử lại bị trà đạp trong tay của ngươi phương nguyên tam quái hợp nhất trong quá trình tổ hợp tự do tàn khuyết biến cần phương nguyên rót ý chí của mình vào nhưng sau khi áo choàng huyết chiến được hình thành những ý chí của phương nguyên lại biến thành hình ảnh của cuồng man ma tôn chuyển thành ý chí cuồng man thủ đoạn này quả thật không thể tưởng tượng được bởi vậy có thể thấy mặc dù cuồng man ma tôn là cổ tiên biến hóa đạo nhưng tạo nghệ trí đạo cũng cực kỳ kinh người nhưng phương nguyên rất nhanh phát hiện căn nguyên biến hóa ý chí đến từ tam quái đối với hắn mà nói cái gọi là ý chí của man cũng không có gì nguy hiểm thậm chí còn có không ít chỗ tốt ý chí của man rất có thể tọa chấn bên trong áo choàng huyết sắc hiệp trợ duy trì sát chiêu thậm chí tăng tốc hiểu được chân ý ba chiêu sát nhập thành tự do tàn khuyết biến tiểu tử, tử mau ra tay đi qua nhiều năm như vậy sức mạnh bản thể lưu lại đã không còn nhiều nhanh 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 xông lên bóp nát cổ số mạnh ý chí của man ma tôn cười ha hả không ngừng kêu gào vội vã đến nhịn không nổi người nhiều lời quá có thể câm miệng lại được không phương nguyên thản nhiên trả lời a à, ý chí của man ma tôn sợ ngây người hai tay ôm mặt khó có thể tin ta bị chê ta đường đường là một cuồng man ma tôn nhưng lại bị một hậu bối chê lại còn là một tên nhóc xấu như vậy sau đó ý chí của man bắt đầu lầm bầm ai có thể nghĩ đến cuồng man ba ma tôn bá khí uy vũ lại là một kẻ lắm lời nhưng không cần ông nhắc nhở phương nguyên đã cảm nhận được một chiêu tự do tàn khuyết biến mặc dù uy năng kinh người nhưng tiêu hao nội tình tam quái lại rất kịch liệt chiêu này có thời hạn đã như vậy phương nguyên nheo mắt ánh mắt không có ý tốt nhìn tháp giám thiên một lát sau cổ tiên thiên đình chủ trì bên trong tháp giám thiên đều sinh ra cảm giác rét lạnh trong lòng cẩn thận phương nguyên hắn muốn công đến đây ổn định ổn định bên phía thiên đình bỗng nhiên khẩn trương tâm tất cả mọi người đều kéo căng như dây đàn oanh sau một khắc phương nguyên bỗng nhiên khởi động thân ảnh của hắn xẹt qua một cầu vồng thẳng tắp trên trời ngang nhiên trực chỉ nơi có kẻ địch nhiều nhất tháp giám thiên phương nguyên bạo phát tốc độ kinh người cho dù long công đã sớm giàn trận đón quân địch cũng cảm thấy ngoài ý muốn phương nguyên chạy đi đâu long công kịp phản ứng lập tức toàn lực đuổi theo ha 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 rốt cuộc cũng bắt đầu thú vị rồi đây biên giới chiến trường u hồn ma tôn nhìn thấy cảnh này cười ha hả chợt hạ lệnh chính nguyên lão nhân người hãy ra tay đi thôi động vạn chúng chú mục ta muốn để cho tất cả người trong thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng thú vị này. Tôn mệnh, chủ thượng, chính nguyên lão nhân là chìa khóa, nắm giữ quyền hành, chuyên thôi động thủ đoạn nhân đạo của tôn giả lịch đại thiên đình, sát chiêu vạn chúng chú mục do nguyên liên tiên tôn sáng tạo ra, kiếp trước phương nguyên đã từng thể ngộ uy năng độc đáo của nó, nó căn cứ vào sát chiêu nhân đạo vạn chúng nhất tâm, có thể khiến cho tầm mắt phàm nhân, cổ sư, cổ tiên thiên đình cùng hưởng. Như vậy, cổ tiên thiên đình có thể nhìn thấy tất cả kẻ địch, đồng thời còn có thể kích phát dân chúng trung châu phát ra lòng cừu địch từ đó thu thập được càng nhiều nhân ý nhân ý tích lũy càng nhiều có thể gia tăng uy năng đủ loại sát chiêu nhân đạo khác ví dụ như sát chiêu nhân trung hào kiệt đi lòng vòng càng nhiều lại càng lớn mạnh đây chính là phong cách sát chiêu của nguyên liên tiên tôn sát chiêu tiên đạo vạn chúng chú mục chỉ trong nháy mắt trung châu xôn xao năm vực xôn xao chuyện gì xảy ra thế mắt của ta mắt của ta bị bệnh rồi các phạm nhân đều khiếp sở là tình hình chiến đấu của thiên đình đây là thủ đoạn cỡ nào chứ có thể giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ hiện thực rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong cổ tiên nam vực gần như đều biết nội tình kiếp trước nhân tộc trung châu hưởng thụ sát chiêu vạn chúng chú mục kiếp này bởi vì thầm thương nhúng tay dẫn đến nhân ý nam vực đều bị rút hết sát chiêu vạn chúng chú mục căn cứ tầng quan hệ này khiến cho toàn bộ dân chúng trong nam vực đều nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu của thiên đình dân chúng nam vực nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên chính là phương nguyên mạnh mẽ đâm tới thẳng đến tháp giám thiên người kia là ai cho dù là phạm nhân bình thường cũng cảm nhận được một sức mạnh cường liệt hung hãn khiến người ta hít thở không thông Phương Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng đạt được. Trong thời khắc quan trọng, Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng cùng nhau khống chế Bảng Chu Ma ngăn trước Tháp Giám Thiên. Đó chính là tiên cổ phòng bát chuyển Bảng Chu Ma. Cổ tiên nhìn thấy cảnh này, mặc kệ là phân tán ở vực nào cũng đều la hoàng lên. Tốc độ Phương Nguyên không giảm, đánh thẳng đến Bảng Chu Ma. Hắn điên rồi sao? Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển đấy. Nhưng sau một khắc, cổ tiên Nam Vực kìm lòng không đặng há to miệng, gương mặt tràn ngập chấn kinh. Phương Nguyên oảnh một tiếng, đâm thẳng vào Bảng Chu Ma sức mạnh trùng kích to lớn khiến bảng chu ma bay ngược về phía sau phương chính và tần đình lang bên trong bảng chu ma phải dốc hết sức để thôi động cút ngay cho ta phương nguyên hét lớn một tiếng vung nắm đấm đảo qua một cái mặt ngoài bảng chu ma bị nện thành vô số lỗ to mảnh vỡ nổ bay bốn phía sau đó biến thành thi thể cổ trùng đầy trời phương chính phun ra một ngụm máu mệt mỏi ngã xuống đất khó nén được sự kinh hãi một kích của phương nguyên gần như muốn đánh xuyên qua bảng chu ma bảng chu ma bị phương nguyên đánh tới sau đó còn bị hắn dẫm mạnh hoàn toàn không thể chống cự bảng chu ma giống như bị một ngọn núi lớn đè ép nhanh chóng rơi xuống mặt đất phương nguyên nhảy lên tốc độ tăng vọt một lần nữa xông vào tháp giám thiên nhưng sau một khắc long công đã đuổi đến sau lưng phương nguyên phương nguyên ông cuồng hóng một tiếng âm thanh chấn thiên phương nguyên quay người áo choáng huyết chiến sau lưng hắt lên song quyền vung vẩy nhấc lên quyền ảnh bão tố long công vốn mang theo sát chiêu mà đến lòng bàn tay lật ngược là khí hô sơn sau đó tay trái của ông thi triển sát chiêu long trào kích tay phải thúc lên sát chiêu loạn long quyền đồng thời ông há miệng phun răng biến thành vô số hồi toàn long nha vây quanh bản thân long ảnh cừu long văn hộ thân chủ động nổi lên ầm 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 phương nguyên và long công ngang nhiên đánh tới đòn tấn công mạnh một bên là truyền nhân tôn giả thiên ngoại chi ma một bên là người hộ đạo sư phụ tiên tôn hai người giao thủ đã phá vỡ ghi chép khai chiến từ trước đến nay nội dư ba thôi cũng cuốn lên cuồng phong khí lãng xô đẩy tất cả người và vật quy năng va chạm kinh khủng có thể rào sát tiên cổ phòng cho dù là tiên cổ phòng bắt truyền như tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong khiếp vận tàn cũng phải ngừng lại còn tiên cổ phòng thất chuyển lại càng chạy mất dép hai người này đều là quái vật hay sao đây là giao thủ kinh người đến cỡ nào cổ tiên năm vực thông qua sát chiêu vạn chúng chú mục nhìn thấy cảnh này đều nứt nước miếng hãi hùng khiếp vía tôn giả không có giao thủ giữa long công và phương nguyên tuyệt đối là đỉnh phong đương thời cả phàm nhân cũng dần dần nhìn ra được nội tình thật khó lường chúng ta đã nhìn thấy được tiên nhân thế giới này thật sự có tiên nhân tiên nhân đang đánh nhau đang chém giết lẫn nhau điều này thật sự quá kinh khủng các người mau nhìn đi hình như ông trời đã bị hai người bọn họ phá vỡ các phạm nhân gào thét cảnh tượng trước mắt vượt quá cực hạn tưởng tượng của bọn họ thế công bão tố không dừng lại hai bên rằng co không xong mặc dù long công không được sát chiêu nhân trung hào kiệt sa trì nhưng ông lại có long ngự thượng tân vận mệnh ca trợ giúp đồng thời còn có tâm khí quy lai bản chất thủ đoạn này chính là phục bút cho nguyên thủy tiên tôn lưu lại long công chẳng qua chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi biên giới chiến trường u hồn ma tôn nhìn phương nguyên và long công đối chiến mỉm cười nói, nếu đã tiến triển đến tình trạng như thế, ta không ngại góc một tay, chính nguyên, thả ra toàn bộ nhân ý đi, chính nguyên lão nhân hơi sững người, nhân ý đã được thả ra hết, nào còn thừa chứ, nếu có, vì sao trước đó chính nguyên lão nhân lại không dùng, nhưng u hồn ma tôn chỉ điểm khiến chính nguyên lão nhân kinh ngạc, thì ra bên trong thiên đình vẫn còn chứa lại một chút nhân ý, sự hiểu biết của u hồn ma tôn về thiên đình rất thấu triệt, còn rõ ràng hơn so với chính nguyên lão nhân. Rốt cuộc u hồn ma tôn nắm giữ bao nhiêu bí mật của thiên đình vì sao lịch đại tôn giả lại âm thầm giữ lại một số nhân ý chứ trong lòng chính nguyên lão nhân tràn ngập nghi hoặc bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim đừng suy đoán lung tung người cứ việc phóng ra là được chuyện kế tiếp sẽ cho người câu trả lời u hồn ma tôn cười ha hả chính nguyên lão nhân đã bị u hồn ma tôn cưỡng ép thu phục lúc này gật đầu không chút do dự thúc lên thủ đoạn nhân ý đã được phóng ra hoàn toàn sau một khắc uy lực sát chiêu nhân trung hào kiệt tăng vọt chỉ trong nháy mắt nhân ý được phóng thích mặc kệ là cổ tiên hai bên dường như đều nghe được tiếng dân chúng xì xào bàn tán nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành bình an các con của ta người hữu tình cuối cùng có thể biến thành thân thuộc thật tốt quá rồi cầu cho thiên hạ hòa bình thả làm chó thái bình chứ không làm người loạn thế giết sạch đám vô pháp vô thiên chuyên làm việc ác bất tận này chính đạo nhất định sẽ chiến thắng ta tin rằng tuy chính nghĩa và công đạo đến muộn nhưng chưa từng vắng mặt nhất định phải chiến thắng thiên đình ta không thể làm cái gì ta chỉ có thể cầu nguyện cho các người Xi si khí cổ tiên thiên đình không khỏi đại chấn nhưng rất nhanh sự nghi ngờ hiện lên trên gương mặt bọn họ kẻ địch của bọn họ dường như cũng được tăng cường đồng thời sự giúp đỡ cổ tiên ba vực lại còn lớn hơn bọn họ một chút giết chết đám chính đạo dối trá này đi phá hủy thiên đình chúng cao cao tại thượng không biết đã bóc lột bao nhiêu thế hệ trung châu mặc dù ta kính nể tinh thần thiên đình nhưng ta vĩnh viễn không có được ta là cổ tiên trung châu ta thừa nhận sự ích kỷ của ta ta chỉ là cổ tiên tu hành bình thường mà thôi nhưng tài nguyên trung châu đều bị thiên đình bị mười đại cổ phái chiếm hết bị thiên đình vô vét gia nhập thiên đình Quá khó, bọn họ thậm chí còn muốn ta cống hiến tiên khiếu, ta làm sao mà bỏ được, đánh Thiên Đình đi, tạo thành tổn thương cho Thiên Đình càng nhiều, sau này năm vực hợp nhất, áp lực bốn vực còn lại sẽ nhỏ hơn, Thiên Đình chiếm lấy bảo tọa đệ nhất thế lực Thiên Đình đã quá lâu rồi, nếu nó bị lật đổ, hắc hắc, điều này nhất định sẽ rất thú vị. Hai bên một lần nữa giao thủ, Cổ Tiên Thiên Đình ngạc nhiên phát hiện, sát chiêu Nhân Trung Hào Kiệt trên người đối phương càng thêm cường đại hơn so với bọn họ, vì sao lại như vậy? Rõ ràng sát chiêu Nhân Trung Hào Kiệt chính là thủ đoạn của Thiên Đình chúng ta mà vì sao sát chiêu nhân trung hào kiệt lại lựa chọn giúp địch nhân nhiều hơn cổ tiên thiên đình kinh nghi bất định nhất thời bị ép rơi vào hạ phong vũ dung một lần nữa lãnh tụ quần hùng ông xông ra khỏi tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong dũng mãnh trùng sát phía trước nhất lúc này ông đã cho thấy đầy đủ uy phong vũ gia nam cương gương mặt của ông âm trầm ánh mắt lóe lên hàn mang đấu trí phá hủy cổ số mệnh vẫn luôn mãnh liệt như cũ đã từng ông đứng trước quan tài mẫu thân vũ độc tú im lặng bi ai nhưng khi ông bi thống lại phát hiện sâu trong lòng mình một sự dễ thở và mừng thầm chẳng lẽ là do ta bất hiếu sao vũ dung tự hỏi chính mình sau đó dần dần hiểu được suy nghĩ chân thật của mình không phải như vậy ta luôn hiếu thảo và kính trọng mẫu thân nhưng bà ấy quá mạnh dưới cái bóng của bà ấy ta chỉ có thể lựa chọn thần phục vào cuộn mình bà ấy mất rồi ta mới có không gian thư giãn của riêng mình trở lại trước mắt đấu trí vũ dung như sắt ánh mắt băng lãnh toát lên sự cuồng nhiệt cho nên hãy để cho ta phá hủy đi cổ số mạnh ta bi ai cho mẫu thân nhưng ai sẽ bi ai cho ta chỉ có người đi rồi ta mới có được dã tâm và tự do khát vọng một bên khác cái vận đàn đang lực áp bằng chu ma bằng tác duyên chưa hề cảm thấy bản thân mạnh như lúc này nhiệt huyết ông dâng lên khuấy động trong ngực người vẫn không rõ sao tần đình lăng uổng cho ngươi là người bên gối cự dương tiên tôn đại nhân mệnh là định số vận là biến số ngươi cho rằng vì sao cự dương tiên tôn đại nhân lại khai sáng ra vận đạo vì sao ngài ấy lại có thể khai sáng ra vận đạo xét từ một phương diện nào đó ức vạn sinh linh đều hy vọng vận đạo xuất hiện đương nhiên tất cả sinh mệnh đều là định số tất cả tao ngộ đều là thứ đã sớm được quyết định nhưng sinh mệnh như vậy còn có ý nghĩa nào để sống tiếp chứ đây có khác gì con rối hoặc cái xác không hồn đâu điều này không phải là ta phỏng đoán mà chính cự dương tiên tôn đại nhân đã chính miệng nói cho ta biết ta kế thừa ý chí của ngài ấy hơn 30 vạn năm sau cũng phải liều chết chống lại cam tâm tình nguyện vì ý chí đó mà chiến sát chiêu tiên đạo hạo nhiên oanh hưởng thẩm tòng thanh chủ động phát động công kích với phượng cửu ca phượng cửu ca chủ trì vận mệnh ca dưới sự tấn công điên cuồng của thẩm tòng thanh không ngừng lùi lại ổn định trận cướp bên phía mình thẩm tòng thanh điên cuồng gào thét phượng cửu ca chúng ta đều là cổ tiên em đạo cho dù không nhìn thấy chẳng lẽ cũng không nghe thấy sao ngươi nghe đây đây chính là tiếng lòng của đa số người trong thiên hạ bọn họ không muốn bị trói buộc bọn họ khát khao tự do mặc kệ sự tự do này không thực tế đến cỡ nào có đôi khi nó giống như tên điên ảo tưởng ngu đần nói thật thẩm tòng thanh nói đến đây chảy nước mắt cảm động ta chưa bao giờ có cảm nhận như vậy thật giống như có hàng triệu hàng tỷ người đứng bên cạnh ta bọn họ đang hò hét cho ta, cổ vũ cho ta, có lẽ đây cũng chính là cảm nhận cổ tiên thiên đình phấn chiến vì nhân tộc mà có, ta đến đúng chiến trường rồi, âm âm âm, trong trận chiến tay đôi, quyền quyền đánh vào thịt, Phương Nguyên và Long Công đều đánh ra những đòn tấn công rất mạnh, rằng có một lát, Long Công rơi vào thế hạ phong, mặc dù Long Công nghiến rằng muốn đứng vững, nhưng vẫn không làm nên được chuyện gì, lúc này, ông bắt đầu cảm nhận được cái gì là lực bất tòng tâm, trong số tất cả mọi người ở đây, Quy năng sát chiêu nhân trung hào kiệt trên người Phương Nguyên là nhiều nhất. Vì sao? vì sao ngươi chỉ là một ba đầu lại làm hại thế gian việc ác bất tận vì sao ngươi được nhân ý tương trợ mà còn là nhiều nhất long công tức giận giống to ngươi còn không ngộ ra sao long công thời đại này đã khác lòng người đã thay đổi thời thượng cổ nhân tộc muốn mưu cầu sinh tồn cho nên ba đại ma tôn xâm lấn thiên đình đều có lưu thủ nhưng bây giờ khoảng cách cách thời thượng cổ đã qua hơn 100 vạn năm thiên đình các ngươi đã không còn đại diện cho nhân ý của ức vạn dân chúng từng lời của phương nguyên giống như đâm thẳng vào tim gan còn muốn sắc bén hơn cả long nha trực tiếp cắt vào nội tâm của long công phương nguyên huy động không chỉ song quyền mỗi một khớp nối toàn thân đều biến thành vũ khí công sát long công khí hô sơn bị hắn đánh nổ hồi toàn long nha bị hắn đánh tan long trào kích loạn long quyền bị phương nguyên từng bước một đè xuống ầm 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 mỗi một lần công kích nắm đấm phương nguyên đều nhấc lên tiếng nổ vang áo choàng huyết chiến tản ra vầng sáng màu đỏ tươi bao phủ toàn thân phương nguyên tăng lên toàn phương diện cho hắn ngón tay long công bị phương nguyên đánh gãy nắm đấm của ông ngạnh hám nắm đấm phương nguyên độ ra xương tay cửu long văn hộ thân trên người ông kêu rên bị phương nguyên đánh tan hơn phân nửa vô số năm trước có một cặp tình nhân người nam tên thổ cơ người nữ tên nhược ly thổ cơ là người đá còn nhược ly là nữ tiên nhân tộc ta chuyên tu luật đạo đương nhiên tin vào đủ loại quy củ trên thế gian này vạn vật vạn sự đều có quỹ tích đặc biệt của nó cũng chính là mệnh ta vẫn luôn tuân theo mệnh của ta ta tin rằng ta có thể gặp được nàng yêu nàng là thiện ý của mệnh đối với ta thổ cơ nói Nhược Ly liền đáp lại, như vậy để ta nói cho chàng biết mệnh trung chú định ta sẽ bị cuồng man ma tôn giết chết thì sao? Cái gì? Thổ cơ chấn kinh, Nhược Ly, lời tiên đoán này của nàng, nàng đã tính toán bao nhiêu lần? Thật ra chỉ cần một lần là đủ, nhưng ta đích thật đã tính toán rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều như vậy. Chàng cũng biết tiên đoán của cổ tiên trí đạo vì sao lại chuẩn như thế, đó là vì quỹ tích số mệnh đều cố định, ta chết dưới tay cuồng man ma tôn là số mệnh của ta. Thổ cơ im lặng cả nửa ngày, sau đó dùng giọng điệu gần như dứt khoát nói, vậy ta sẽ không tin số mệnh nữa dựa vào cái gì nhất định phải chết dưới tay cuồng man ma tôn chứ dựa vào cái gì người yêu của ta lại không thể sống cuộc sống hạnh phúc nếu đây đã là số mệnh an bài vậy ta không chấp nhận Lòng công bị phương nguyên đánh cho không ngừng lùi lại khóe miệng chảy máu rồi đến thất khiếu chảy máu nắm đấm phương nguyên nện xuống người ông tạo thành ngũ tạng lục phủ chảy máu thoải mái thật sự thoải mái ý chí của man ma tôn hô to bên trong áo choàng khoa tay múa chân tiểu tử mặc dù ngươi xấu xí nhưng phong cách này lại giống ta không thể không nói ta đã thay đổi cái nhìn về ngươi nhưng không biết vì sao ta lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó ý chí của man ma tôn suy nghĩ một chút bỗng vỗ tay một cái ta biết rồi tiểu tử ngươi nên giống thật to lên thoải mái hò hét đó mới là tư thái chiến đấu hảo hùng của đàn ông chứ nhưng sắc mặt phương nguyên vẫn lạnh như băng hai mắt đen như đầm sâu không chút biểu hiện dư thừa đối với hắn mà nói sở dĩ hắn khai thác phương thức chiến đấu như vậy chính là lợi dụng sở trường của sát chiêu tự do tàn khuyết biến mà thôi có sức mạnh của tam quái long công đối chiến với hắn cần như ăn thiệt nhưng khi phương nguyên muốn trực đảo tháp giám thiên long công không thể không dây dưa với hắn tình huống long công càng lúc càng không ổn càng lúc càng thủ nhiều công ít ông cuồng hống ông gào thét nhưng ông vẫn bị phương nguyên đánh lui lại ở nam cương có một cổ tiên tên là đào chú y chính là đào chú y đúng là một kẻ ngu vì muốn nghiên cứu cái gì là huyền bí ngũ giới mà bỏ đi phần nhân duyên đó là tên điên mới đúng có một khoảng thời gian ta thường xuyên thấy y chui vào bên trong bức tường ngăn giới khiến cho bản thân chảy máu chật vật như chó để nghiên cứu bức tường ngăn giới nam vực, đào chú gần như hy sinh tất cả, tập trung tinh thần nghiên cứu, chịu đựng sự châm chọc và khiêu khích của rất nhiều người, khó khăn chống lại sự âm thầm chèn ép của rất nhiều người. chí mạng nhất là số mệnh đã đùa bỡn ông, tương lai không lâu, bức tường ngăn giới sẽ biến mất hoàn toàn. mặc dù đào chú nghiên cứu có thành quả, nhưng dường như đã mất đi ý nghĩa. nhưng như vậy thì sao? nếu đây chính là số mệnh, đào chú ta không cách nào phản kháng, không thể thay đổi. vậy thì thế nào? ta sẽ còn nghiên cứu, cho dù cuối cùng thất bại, nghiên cứu không ra cuộc đời của ta cũng đều là thất bại, ta sẽ không nhận mệnh. cho dù ta biết được con đường nhân sinh phía trước của mình đang có một bức tường có tên là số mệnh, ta cũng phải mạnh mẽ đâm tới. cho dù đập đầu vào tường mà chết, ta cũng sẽ ngẩng đầu cười trước cái chết. dựa vào cái gì mà bắt ta nhận mệnh? mụ nội nó, ta muốn làm như vậy, ta muốn sống như thế. mau trợ giúp Long Công, cổ tiên Thiên Đình vội bay lên, không dám tiếp tục người nhìn. Long Công và Phượng Cửu Ca chính là hai trụ cột lớn của Thiên Đình. một khi Long Công bị Phương Nguyên đánh bại, hoàn toàn đổ xuống chiến cuộc chỉ sợ lại là thái độ khó dò oanh phương nguyên bỗng đá chân một cái đá vào cánh tay phải của long công trung môn long công mở rộng phương nguyên thừa cơ lấn đến gần tay trái một phát bát được tóc tím của long công sau đó hắn vung tay phải lên quyền ảnh như bay từng quyền giống như đạn pháo đánh vào mặt vào ngực long công dưới tình thế cấp bách long công không cách nào thoát thân đành phải giống to tam khí quy lai khí lưu một lần nữa tuôn ra hội tụ vào người long công trạng thái của long công một lần nữa tăng lên gấp ba rầm 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 phương nguyên hành hung long công đánh rất đúng hơn một triệu năm trước nguyên liên thành tôn cải trang vi hành ngụy trang thành phàm nhân du lịch thiên hạ một ngày nọ ông đến một thôn trang cũ nát nghèo khó ở tây mạc ở đây ông dùng thân phận cổ sư ra tay trợ giúp thôn dân giải quyết một số việc nhỏ nhận được sự khoản đãi thịnh tình của lão ấu trong thôn một đứa bé vô cùng hưng phấn sùng bái nguyên liên tiên tôn đến mức thiếu chút nữa đầu dạp xuống đất bởi vì cậu nhìn thấy được hy vọng mới của sinh mệnh cổ sư đại nhân cổ sư đại nhân ta van cầu ngài ta van cầu ngài đứa bé quỳ dưới đất nắm lấy vạt áo của nguyên liên tiên tôn ngước nhìn ông ánh mắt thuần chân tràn ngập nước mắt và thỉnh cầu nói đi đứa bé đừng quỳ nữa có thể giúp được con ta nhất định sẽ giúp nguyên liên tiên tôn ôn hòa đỡ đứa bé đứng dậy đứa bé vui mừng nói ngài có thể ra tay giúp đỡ vậy thì tất quá rồi con muốn nhờ ngài phục sinh mẹ của con bà là người mà con yêu quý nhất cũng là người yêu quý con nhất trên thế gian này trước khi con ra đời cha của con đã bỏ mẹ con con mà đi con có thể trưởng thành là nhờ sự vất vả và tâm huyết của mẹ con. Nhưng mấy hôm trước, mẹ con đã chết rồi, bà mệt chết, cũng chết vì bệnh. Trước khi chết, bà run rẩy nhét nửa miếng bánh hạnh còn lại vào tay của con, bảo con ăn đi. Con không thể không có mẹ, con không thể không có mẹ được, con van cầu ngài, cổ sư đại nhân. Ngài có thể đào cát sâu như vậy, chính xác tìm được nguồn nước, nhất định ngài có thể phục sinh mẫu thân của con. Nguyên liên tiên tôn im lặng, đứa bé ngây thơ không biết phục sinh người chết còn khó hơn so với đào giếng nhiều. Nhưng nguyên liên tiên tôn là tôn giả đương đại, Chuyện người khác không làm được, ông lại có thể làm được, nhưng ông không thể, ông là tiên tôn, tiên tôn của Thiên Đình, thế là Nguyên Liên tiên tôn vuốt mái tóc đứa bé, thở dài nói, điều này không thể được, sinh linh trong thiên hạ, mặc kệ là gì đều phải có sinh ra và chết đi, mẫu thân của con chết, chính là trở về nơi của bà ấy, còn không phải là một sự giải thoát sao? Con phải nghĩ thoáng một chút, dũng cảm sống sót, vui vẻ sống sót, ta tin rằng mẫu thân của con nhất định sẽ chờ mong con sống cuộc sống như vậy, không, ta không muốn, đứa bé lắc đầu thật mạnh. Ta muốn mẫu thân của ta sống lại." Nguyên Liên Tiên Tôn lắc đầu, một lần nữa thở dài, "Ta không thể phục sinh mẫu thân của con." "Vì sao? Rõ ràng ngài có thể làm được mà." Đứa bé mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyên Liên Tiên Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn một lần nữa lắc đầu, không nói gì nữa. Đứa bé giống to, tay chỉ Nguyên Liên Tiên Tôn, "Ta hận ngươi, ta hận ngươi, cổ sư, ngươi rõ ràng có thể giúp ta phục sinh mẫu thân, nhưng ngươi lại không làm như vậy, ngươi quá lạnh lùng, ngươi quá tàn nhẫn, cũng bởi vì bà ấy không phải mẫu thân của ngươi sao? Nếu là mẫu thân của ngươi, người sẽ lạnh lùng cực tuyệt sao nguyên liên tiên tôn im lặng ông tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ sau đó nhận được kết quả vô cùng chăm chú đáp lại đúng vậy ta sẽ làm như vậy bình yên tiếp nhận cái chết mặc kệ là ai bởi vì ta biết đây đều là số mệnh an bài dẹp cái mệnh đó đi đứa bé khản giọng giống to ta chẳng cần quan tâm mẹ nó là cái mệnh gì ta chỉ cần mẹ của ta ta cần nương của ta đứa bé rất nhanh bị các thôn dân nghe tiếng đến ngăn lại thôn trưởng không ngừng xin lỗi nguyên liên tiên tôn nguyên liên tiên tôn khoát tay biểu hiện mình không có gì đáng ngại ông nhìn qua đứa bé đang bị thôn dân kiềm chế bỗng nhiên sững sờ toàn bộ tinh thần và thể xác đều dùng mình một cái vào lúc này ông đột nhiên hiểu được vì sao khi ông du lịch thiên hạ luôn cảm thấy có một sự bất an tâm tư con người hay thay đổi lòng tham không đáy khi nhân tộc trở thành bá chủ thiên địa dục vọng của bọn họ đã không còn là đối kháng sự thống trị và chấn áp của dị tộc mà còn có nhiều ảo tưởng điên cuồng hơn nguyên liên tiên tôn ngơ ngác nhìn đứa bé trước mặt ông bừng tình nhân tộc tương lai còn không phải là đứa bé trước mắt sao nó bị số mệnh trói buộc lên điên cuồng dãy giụa vì những hy vọng xa vời không thiết thực nhưng đây quả thật là hy vọng xa vời không thiết thực sao phục sinh một người đã chết chẳng lẽ không làm được sao nguyên liên tiên tôn biết rất rõ điều này có thể làm được chỉ là không thể làm mà thôi không cho phép làm nhưng không cho phép làm sẽ có người không làm sao trong lúc đó nguyên liên tiên tôn cảm nhận được sự mờ mịt và bàng hoàng một sự bất lực tận xương cho dù ông là tôn giả cửu truyền đệ nhất nhân đương thời ông có thể dốc hết toàn lực ngăn cản người thế gian không làm vậy nhưng sau khi ông chết thì sao cho dù ông tận tâm tận lực khi còn sống không ai dám làm như vậy nhưng nguyên liên tiên tôn ông có thể ngăn cản người trong thiên hạ không nghĩ như vậy sao mà đáng sợ nhất vừa lúc lại là loại ảo tưởng này ông dựa vào cái gì mà ngăn cản mọi người ảo tưởng ông không có khả năng ngăn cản đủ loại dục vọng sinh ra trong lòng mọi người lòng công bị phương nguyên đánh bầm dập ban đầu ông toàn lực phản kích nhưng phương nguyên vẫn cố gắng chịu đựng sự phản kích của long công gương mặt vẫn lạnh lùng như sắt Long công bị Phương Nguyên đánh đến thay đổi hoàn toàn, ngực lõm xuống, vẩy rồng vang ra, khí tức giảm xuống, tam khí quy lai, Long công giống một tiếng, khí tức lại dấy lên, thương thế trong nháy mắt khôi phục, rầm rầm rầm, Phương Chính vẫn đánh Long công tươi bời như cũ, Long công vừa mới khôi phục lại diện mạo lại bị Phương Nguyên đánh cho mũi sập răng nát, rất nhanh xương gãy toàn thân, phun máu bốn phía, Long công từ chiến không lùi, toàn lực phòng thủ, lại kêu to, tam khí quy lai, tình trạng của ông lại khôi phục lần nữa ý chí của man bên trong áo choàng lại hô to trợ uy tiếp tục đánh ông ta đi tiếp tục đánh ông ta đi đánh cho ông ta chết đánh cho ông ta nổ tung ta ngược lại muốn xem xem thiên đình có bao nhiêu nội tình để ông ta tiêu hao như vậy ha 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 nhưng phương nguyên vẫn bình tĩnh tính toán sức mạnh còn sót lại sau khi tam quái hợp nhất sức mạnh đang không ngừng suy yếu khi tam quái mới xuất hiện một con cá xanh cũng có thể đánh cho long công gãy xương toàn thân nhưng trải qua nhiều phiên ác chiến mấy lần mệnh bại tẩy lễ sức mạnh tam quái đã không còn sót lại nhiều lắm phương nguyên thôi động tự do tàn khuyết biến mặc dù sức mạnh tam quái kết hợp thành một chỗ nhưng phương diện phòng ngự di chuyển trị liệu đều không ngừng tiêu hao so nội tình thật sự không sánh bằng thiên đình quyền ảnh đầy trời đột nhiên chỉ còn lại một phương nguyên giơ cao nắm đấm một kích toàn lực oành một tiếng nổ vang hữu quyền của phương nguyên đánh vào mặt long công sức mạnh kinh khủng bộc phát long công trong nháy mắt trực tiếp mất đi ý thức giống như lưu tinh xẹt qua trong chớp mắt xẹt qua bầu trời rồi nặng nề rơi xuống mặt đất sau đó ông tiếp tục chìm xuống nhục thân cứng rắn đè ép mặt đất thiên đình cuối cùng tạo ra một cái hố to trước nay chưa từng có nhất thời long công nằm dưới đáy hố không cách nào động đậy nhưng sát chiêu tam khí quy lai một lần nữa phát động một luồng khí tức phô thiên cái địa hội tụ xuống người ông phương nguyên hử lạnh một tiếng nhẹ buông tay một năm lớn tóc dài màu tím theo gió bay đi đây là đoạn tóc đất khi hắn đánh long công phương nguyên bình tĩnh tự hỏi sát chiêu tam khí quy lai cũng không phải do long công thúc bản chất của nó là thủ đoạn nguyên thủy tiên tôn lưu lại cho dù long công đã tạm thời mất đi ý thức sát chiêu tam khí quỳ lai vẫn ủng hộ long công như cũ sức mạnh tự do tàn khuyết biến đã không còn thừa lại bao nhiêu một khi sát chiêu này nửa đường ngừng lại sẽ không thể mượn nhờ sức mạnh cuồng man ma tôn thôi động nó nữa tiếp theo phải dựa vào thực lực của chính bản thân phương nguyên long công tạm thời yên tĩnh phương nguyên lập tức quay người tranh thủ thời gian giành giật từng giây một lần nữa truy kích tháp giám thiên tháp giám thiên vẫn luôn di chuyển nhưng bởi vì vì cổ tiên ba vực dây dưa khoảng cách giữa nó và phương nguyên cũng không kéo quá dài mau ngăn hắn lại ngăn hắn lại ngăn phương nguyên lại không tiếc bất cứ giá nào nhất định cũng phải ngăn hắn lại cổ tiên thiên đình giống như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đến phương nguyên giã tiểu tử ngăn phía trước nhất phương nguyên dùng một quyền xuyên thủng mộc giáp đánh nát y triệu sơn hà đánh tới phương nguyên phương nguyên đá lên một cước dẫm nát thi thể của y toàn không đồng tử thét lên thoáng xuất hiện sau lưng phương nguyên phương nguyên tiện tay bóp một cái bóp cái đầu nho nhỏ của toàn không đồng tử bình một tiếng năm ngón tay phương nguyên khép lại thành quyền đầu của toàn không đồng tử bị bóp thành cạn bã ha ha đúng là như vậy giết chết bọn chúng, đánh đổ bọn chúng, sau đó một đường tiến lên. Bên trong áo choàng huyết chiến, ý chí của Man Ma Tôn cười ha hả, khoa tay múa chân trợ uy cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng, Long Công một lần nữa bay lên, ý đồ chặn đường Phương Nguyên. Một cung điện đột nhiên xuất hiện phía trên không, là Long Cung. Đã từng là chủ Long Cung, ngô soái cả đời của y đều tràn đầy bi kịch. Bí mật Long Nhân tịch diệt giống như một thanh đoạn đầu đao từ đầu đến cuối vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu y và Long Nhân tộc. bụng cảnh một lần nữa gợi mở, Muốn giải quyết chuyện long nhân tịch diệt nhất định phải dựa vào Long cung bát truyền, đồng thời còn phải tiến hành thí nghiệm trên cơ thể long nhân, nhưng muốn làm được điều này, chỉ dựa vào một mình Ngô Soái là không được, thế là y triệu tập cổ tiên trong long nhân tộc, báo cáo tình hình thực tế cho bọn họ biết, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Long cung lớn như vậy, nhưng đã tập trung tất cả cổ tiên của long nhân tộc đến, muốn làm thí nghiệm, nhất định phải cần rất nhiều long nhân, tộc nhân gần như sẽ tử vong, cho dù may mắn còn sống, cũng sẽ sống không bằng chết, cho nên, quyết định này ta không thể độc đoán các vị có ai phản đối thì cứ nói ra ngô soái nói ta phản đối lúc này có một người nhảy ra mọi người nhìn lại chính là người cùng thế hệ với ngô soái lại còn là thất ca của ngô soái là thất thiếu gia mà lão tổ tông long công vẫn yêu thích từ trước đến nay thất thiếu gia chỉ tay vào long công đang ngồi bên trên long ỉ mắng to lão bát cái tên khốn kiếp này người điên rồi người vì thủ tín thiên đình đã giết chết huynh đệ khác họ trung thành với mình nhất vì che giấu bí mật long nhân hưng thịnh người tự tay hại chết phụ thân của mình vì luyện tiên cổ như mộng lệnh người đã biến người phụ nữ yêu người nhất thành cổ tài hiện tại người vì ứng phó sát chiêu long nhân tịch diệt mà vươn độc thủ lên người ngàn vạn tổng nhân vô tội muốn dùng bọn họ để thí nghiệm vì sao tâm địa của người lại ác độc lại lạnh lùng như vậy người cảm thấy đưa ra những cái gọi là chứng cứ này chúng ta sẽ tin tưởng người ha ha người đúng là buồn cười xem chúng ta là kẻ ngu à? ha ha không ngươi không phải buồn cười mà là đáng thương cũng thật đáng buồn ngươi muốn mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của ngươi kết quả thì sao ngươi bảo nàng ta hy sinh để cho ngươi luyện cổ ha 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 ngươi muốn trở thành sự kiêu ngạo của phụ thân ngươi kết quả thì sao ngươi giết ông ấy tự tay giết ông ấy ngươi hứa cho hoàng duy một đại nghiệp một hy vọng nhưng ngươi lại vì thế mà giết y đến bây giờ đại nghiệp đâu ha 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 thất thiếu ra cuồng tiếu cười đến nước mắt chảy xuống ngươi trăm phương nghìn kế muốn dẫn đầu long nhân tộc quật khởi kết quả thì sao kết quả long nhân tộc sắp bị hủy diệt bị diệt vong là ngươi là ngươi nếu không phải ngươi cứ dã tâm bừng bừng chiếm lấy đảo nam hoa di chuyển tộc nhân liều mạng phát triển không ngừng tạo ra mâu thuẫn giữa long nhân và nhân tộc làm sao có nhiều chuyện xảy ra như thế nếu long nhân tộc vẫn bình an vô sự lão tổ tông cũng không có suy nghĩ muốn diệt tuyệt long nhân tộc chúng ta ngô soái ơi ngô soái ngươi là cường giả gần với lão tổ tông nhất trong long nhân tộc chúng ta nhưng ngươi mang lại cho long nhân tộc không phải huy hoàng cũng không phải hy vọng càng không phải là bình đẳng hoặc tôn nghiêm mà là hủy diệt ngươi thật sự là một bi kịch cuộc đời của ngươi là một bi kịch bên trong đại điện im ắng vắng lặng ngô soái ngồi ngay ngắn trên long ỉ mặt không biểu cảm lúc này một cổ tiên long nhân chậm rãi bước ra đứng đằng trước ngô soái sau đó quay mặt hướng về phía mọi người vị cổ tiên long nhân này trầm giọng nói ta ủng hộ ngô soái đại nhân bạn đang xem cổ tiên nhân được đọc tại kênh youtube di các phim thất thiếu ra kinh ngạc tam tam thúc người vị cổ tiên long nhân thứ hai bước ra cũng đứng trước người ngô soái quay mặt lại với chúng tiên long nhân vị cổ tiên này dùng âm thanh vô cùng lớn hô to ta rất ủng hộ mưu lược của ngô soái đại nhân thất thiếu gia trấn kinh ngụ bá sau đó vị cổ tiên thứ ba thứ tư thứ năm tất cả cổ tiên long nhân đều đứng trước mặt ngô soái trong nháy mắt chỉ còn lại một mình thất thiếu gia y khó tin gào lên các người đều điên rồi sao nếu như đây chính là điên vậy chúng ta đều là tên điên ha ha giống như nhân tổ trở thành người điên ta cam tâm tình nguyện tiểu thất ngươi vẫn còn chưa rõ sao nếu chúng ta ngay cả sống chết cũng không được tự do vì người ta khống chế là chuyện bi ai đến cỡ nào dù người này là tổ tiên của chúng ta cũng tuyệt đối không được ngô soái chậm rãi đứng dậy từ trên long y, y đã lệ rơi đầy mặt các vị ngô soái ta xin thể ở đây giọng nói của ngô soái rất khàn ta nhất định sẽ tồn vong cùng long nhân tộc vì long nhân tộc mà kính dâng lòng của ta máu của ta toàn bộ tinh thần và chiến ý của ta giả sử cuối cùng ta thất bại ta cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh giả sử ta chết đi tinh thần và ý chí của ta cũng sẽ được truyền lại giả sử ý chí và tinh thần của ta không tồn tại dù chỉ còn là một cái tên ta cũng sẽ tiếp tục tác chiến không ngừng chống lại oanh dưới sự tăng phúc của nhân trung hào kiệt long cung cũng khó ngăn cản được long công biến đi sau một khắc một long chảo kích của long công đã đánh bay long cung tầm mắt của long công một lần nữa khoáng đạt nhưng ông ta không hề có chút vui mừng nào bởi vì phương nguyên đã đến gần tháp giám thiên không chỉ hắn đám người vũ dung bang tắc duyên, thẩm tòng thanh cũng đang mãnh liệt tấn công đến thế công lần này cực kỳ khủng bố long công đã ngăn cản không kịp lúc này cho dù tháp giám thiên đã hư hóa cũng không thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm bởi vì bản thân phương nguyên nắm giữ sát chiêu mộng đạo mặc dù phượng kim hoàng có thể khắc chế nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là cổ sư phàm nhân mà thôi muốn chống lại phương nguyên trong trạng thái lúc này tuyệt đối có lòng mà không đủ lực mau dùng mạnh bại đi long công giống to cổ tiên bên trong tháp giám thiên giật mình không còn địch ta liều tính mạng một lần nữa thúc lên sát chiêu bầu trời đột nhiên sáng tỏ tất cả đều là ánh sáng ánh sáng màu trắng tràn ngập mặt đất thiên hạ bốn phương tám hướng đây là thủ đoạn mạnh nhất của tháp giám thiên lấy cổ số mệnh cửu truyền làm hạch tâm thôi phát sát chiêu vô thượng mặc kệ là thiên đình hay là cổ tiên ba vực hai bên đều quen thuộc với sát chiêu này ánh sáng màu trắng tràn ngập toàn bộ chiến trường bao trùm một cách vô tình bất luận địch ta chỉ trong nháy mắt bất kể là ai là tiên cổ phòng nào tất cả đều trọng thương đều bại lui thật đáng ghét vũ dung nghiến răng khóe miệng chảy máu ông cảm thấy dã tâm của mình đang tan ra như tuyết đọng trong ánh sáng lại là như vậy lại là như vậy mỗi khi có chỗ đột phá sát chiều mệnh bại lại vãn hồi bại cục cho thiên đình sao ánh mắt vũ dung ngưng tụ chợt hiện lên sự phức tạp trên chiến trường còn có một vòng huyết hồng đó là cái gì là một áo choàng tung bay như chiến kỳ a a a trong áo choàng ý chí của man ma tôn nắm chặt hai tay không ngừng đánh vào ngực của mình giống như tinh tinh phát dục ông ta cực kỳ hưng phấn kêu to chính là như vậy chính là như vậy giữa thiên địa ngoài ta thì còn ai trong thời khắc quan trọng còn phải dựa vào ta đẹp con nhà mẹ nó thật đẹp trai nếu đơn thuần chỉ có tam quái tất nhiên sẽ khó mà ngăn cản uy của mệnh bại nhưng khi chúng sát nhập thành một chiêu lấy phương nguyên làm chủ dựa vào thân phận thiên ngoại chi ma hoàn trình sát chiều mệnh bại đã không còn là trở ngại từ trong ánh sáng màu trắng phương nguyên một thân bạch bào tóc đen và áo choàng huyết sắc tung bay hắn đang xông về phía trước hắn tiến về phía trước không hề dừng lại chúng ta còn có hy vọng kiếp vận đàn bại lui bằng tác duyên mở to mắt nhìn chăm chăm bóng lương màu đỏ tươi trong ánh sáng màu trắng thầm tòng thanh phun máu từ trên không trung rơi xuống nhưng ông vẫn cố hết sức nhìn Phương Nguyên. Ông ta hò hét trong lòng, Phương Nguyên, tên đại ma đầu đáng chết này, bây giờ phải xem ngươi rồi. Phương Nguyên giống như mũi tên trùng thiên, lại giống như một ngôi sao tai họa mọc từ mặt đất, muốn nghịch thiên loạn thế. Xông lên, xông lên đi, hào hùng của đàn ông nằm ngay trên đường công kích, ý chí của man ma tôn ồn ào bên tai Phương Nguyên. Mặc kệ là Long Công, Phượng Cửu Ca, Trư Tiên Thiên Đình hay là người của ba vực, chỉ cần người có thể nhìn được, tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Phương Nguyên. Thiên địa hoàn toàn trắng bạch, bên trong vùng trời đường công kích lại phá lệ xa xôi dài răng rạc dường như xuyên qua dòng sông lịch sử từ xưa đến nay ba triệu năm trước dị nhân hương thịnh có một nô lệ nhân tộc không đáng chú ý y tên vệ ngọc thư y đã thăm dò được vị trí của thiên đình y không muốn làm nô lệ y chạy trốn thì bị bắt chủ nhân của y nghiêm túc chất vấn vệ ngọc thư ban đầu ta mua ngươi ngươi chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên mà thôi ngay cả tu hành là cái gì cũng không biết là ta từng bước bồi dưỡng ngươi giúp ngươi thành cổ tiên là ta sùng ái ngươi nhiều lần dung túng ngươi, bao che ngươi, để cho ngươi trở nên gan to bằng trời sao? Nói cho ta biết, vì sao lại phản bội ta? Vương nữ dạ đồng ta đã bạc đãi ngươi ở chỗ nào? Ngươi cầm y ngọc thực, sinh hoạt bình yên không lo, ngươi chỉ cần phục thị ta, mà ta cũng chưa từng đối xử tàn nhẫn lạnh khốc với ngươi. Vệ Ngọc Thư cười thảm, nhưng cho dù cuộc sống của ta tốt, ta cũng chỉ là nô lệ của ngươi. Nữ tiên người mặc giận quá, làm nô lệ của ta có chỗ nào không tốt? Có rất nhiều người mặc muốn có được cuộc sống nhưng ngươi cũng không có được cơ hội như vậy ánh mắt vệ ngọc thư sững sờ chậm rãi nói trước kia ta cũng không có cảm giác gì là không tốt nhưng khi ta nghe nói thế gian này còn có một thiên đình còn có người còn sống ta mới hiểu được vì sao ta cả ngày giàu dĩ không vui sổ não uất ức bởi vì ta còn thiếu một vật ha 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 ta đã đọc nhân tổ chuyện ta đúng là ngu ngốc ta còn ngu hơn cả chim mất cánh thú không răng cả thiếu măng ít nhất bọn chúng còn biết được bọn chúng mất đi tự do liều mạng bôn ba muốn truy tìm tự do nhưng còn ta thì sao ta ngay cả mình mất đi tự do cũng không biết cho nên ngươi muốn đào thoát chạy trốn đến thiên đình nữ tiên người mà cười lạnh ngươi quá ngây thơ rồi mấy lời nói tà ma ngoại đạo mê hoặc lòng người như vậy mà ngươi cũng có thể tin hai mắt vệ ngọc thư nhắm lại giọng nói khàn khàn không phải ta tin mà là ta nguyện ý tin thiên đình xưa nay không phải là trọng điểm không có thiên đình cũng sẽ có địa đình cũng sẽ có nhân đình chắc chắn sẽ có một chỗ như vậy có một nhóm người như vậy bọn họ đang theo đuổi tự do một trăm vạn năm trước long công hừ lạnh một tiếng ngươi nói cho ta biết hồng đình thế gian này có ai có thể tùy tâm sở dục suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng ngươi trở thành tiên tôn ngươi cho rằng lãnh tụ chính đạo thì không có hy sinh sao ngươi cho rằng hai chữ chính đạo nông cạn như vậy sao sai giữ gìn chính đạo thiên đình cần phải có nỗ lực cần có hy sinh nếu như ngay cả tinh thần hy sinh mà ngươi cũng không có đủ như vậy ta cho ngươi biết ngươi ngay cả từ cách gia nhập thiên đình cũng không có long công nhớ mày sắc mặt giống như hàn băng ngươi muốn phục sinh ai tất cả bởi vì vị trí tiên tôn của con mà hy sinh cha mẹ của con Liễu Thục Tiên, còn có rất nhiều người nữa, cho dù là một bi kịch thảm trọng, con cũng sẽ lựa chọn tiếp nhận. Sư phụ, Đồ Nhi vẫn luôn có một vấn đề, vì sao? Vì sao chúng ta nhất định phải tiếp nhận số mệnh an bài? Nếu không có số mệnh, thế giới này thật sự sẽ hỗn loạn sao? Chẳng lẽ không có khả năng tốt hơn sao? Giọng điệu của Hồng Đình rất gấp rút, liên tục đặt câu hỏi. Hiện tại, Hoàng Nhi, con có tin số mệnh không? Long Công nhìn thẳng vào Phượng Kim Hoàng, trịnh trọng hỏi. Hoàng Nhi, con nên biết rằng, con chính là đại mộng tiên tôn, một tôn giả vượt qua hết mọi tôn giả, còn khai sáng ra mộng đạo, tung hoành thế gian, đánh đâu thắng đó, con nhất định có ánh sáng thiên cổ, trở thành tấm bia bất hủ của nhân tộc chúng ta, đừng sợ, cũng đừng do dự, con nhất định sẽ thu hoạch được thành công, thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh, cho đến khi tiến lên đỉnh phong thế gian." Phượng Kim Hoàng nghe xong, ánh mắt càng lúc càng sáng, nàng cười, đẹp không sao tả xiết, Long công cũng mỉm cười, Phượng Kim Hoàng nói, "Nếu như tất cả đều là mệnh chung chú định, vậy con không tin mệnh." Oanh phương nguyên đánh vỡ tầng cao nhất tháp giám thiên chém giết vào cổ tiên thiên đình bên trong vội vàng ngăn cản hai tay phương nguyên cắm thẳng vào ngực người này hung hăng xé cổ tiên thiên đình thành hai nửa máu văng xối xả vào mặt phương nguyên nhưng da thịt của hắn vẫn lạnh như tuyết như băng xương mưa máu rơi xuống mái tóc đen của hắn lại càng u ám máu rơi vào áo choàng huyết chiến của phương nguyên áo choàng rũ xuống mặt đất giống như bá chủ kiêu hùng trong một cuộc trường trinh đẫm máu phương nguyên tiến lên tầng cao nhất cổ số mệnh đang ở trước mặt hắn vẫn luôn ở đó vẫn luôn nhận sự cung phụng kéo dài hơn mấy triệu năm phương nguyên một phát bắt được cổ số mệnh trong chấp nhoáng này ý chí của man ma tôn bên trong áo choàng cũng ngẩn người không tự chủ được ngậm miệng lại ngơ ngác nhìn phương nguyên bởi vì ông ta ý thức được đây là thời khắc quan trọng của nhân tộc không là của toàn bộ thế giới vào thời khắc này phương nguyên nhìn cổ số mệnh trong tay ánh mắt hiện lên sự phức tạp rốt cuộc cũng bắt được cổ số mệnh đây là tình huống mà hắn đã tưởng tượng qua vô số lần lúc này mục tiêu đã đạt thành nhưng hắn không nghĩ đến mình mà lại nghĩ đến nhân tổ chuyện Nhân tổ nói ông muốn tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, về sau muốn đi đâu thì đi, muốn ở cùng ai cũng sẽ không vĩnh viễn chia lìa. Nhưng đàn chim đã trách cứ ông, còn người các ngươi khi còn sống nhất định phải cô độc. Tất cả mọi cuộc đoàn tụ kết quả cũng chỉ là tách rời. Người ơi, người muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của người, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ còn nói, ông muốn tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, có được vô số rượu ngon món ngon, tài phú vô tận, còn có đủ loại quần áo xinh đẹp ấm áp. Nhưng đàn thú đã chào phúng ông, con người các ngươi khi còn sống nhất định phải hai tay chống trơn mà đến, hai tay chống trơn mà đi. Người ơi, ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, đừng nên suy nghĩ lung tung. Nhân tổ lại nói, ông muốn được tự do, thoát khỏi số mệnh trói buộc, muốn tự do tự tại hô hấp, vĩnh viễn tồn tại, ông muốn vĩnh sinh bất lão. Nhưng đàn cá đã bác bỏ, ông, con người các ngươi khi còn sống chú định vô duyên với vĩnh sinh, sẽ sinh lão bệnh tử. Người ơi, ngươi muốn truy tìm tự do cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của ngươi, đừng nên suy nghĩ lung tung nhân tổ nghi hoặc nhân tổ ấm ức nhân tổ phiền chán nhân tổ điên lên tại sao ngươi có thể nghĩ như vậy vì sao ta lại không thể nghĩ như vậy một người vì sao lại không thể không vĩnh viễn chia lìa với người mình yêu chứ một người vì sao không thể áo cơm không lo phú quý ngập trời một người vì sao lại không thể vĩnh sinh bất tử bất lão cũng bởi vì số mệnh không cho phép sao cũng bởi vì nó không cho phép ta không thể làm ta không thể nghĩ dựa vào cái gì mẹ nhà nó dựa vào cái gì dựa vào cái gì mà không được dựa vào cái gì mà không thể vĩnh sinh được thôi, nếu như vậy, hãy để cho ta điên, để ta trở thành một tên điên. Nếu truy tìm như vậy, hãy để cho ta ma, để ta trở thành một ma đầu. Phương Nguyên nhìn cổ số mệnh trong tay, cười lạnh, tay hắn nhẹ nhàng dùng lực, rác, một tiếng vang nhỏ, cổ số mệnh bị hắn bóp thành mảnh vỡ, cổ số mệnh cửu truyền, cổ số mệnh bị Phương Nguyên phá hủy, toàn bộ chiến trường lập tức khôi phục lại nguyên trạng, bạch quang do sát chiêu mệnh bại hình thành đột nhiên tiêu tán, răng rác răng rác, 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 tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, vết dạn nhanh chóng lan tràn toàn bộ tháp giám thiên sau đó bịch một tiếng tháp giám thiên hoàn toàn vỡ vụn thiên đình lớn như vậy lại rơi vào tĩnh bịch, trên chiến trường không một cơn gió nhưng trong lòng chúng tiên lại có gió lốc gào thét tháp giám thiên biến thành vô số mảnh vỡ hoặc lớn hoặc nhỏ nương theo thi thể cổ tiên bất lực rơi xuống thủ đoạn họa đạo của nguyên liên tiên tôn biến thành một luồng lưu quang xẹt qua chân trời rồi bay xa phương nguyên cũng mặc kệ nó lơ lửng giữa không trung sau đó quay người nhìn đám người long công phượng cửu ca gương mặt hắn không chút biểu cảm cũng không nói câu nào chỉ chậm rãi mở lòng bàn tay ra để chúng tiên và dân chúng năm vực dưới sát chiều vạn chúng chúng mục nhìn thấy cổ số mệnh đã biến thành mảnh vỡ cổ số mệnh bị hủy chúng ta thắng rồi sao cổ tiên ba vực nhìn nhau đều nhìn thấy sự kinh ngạc và mờ mịt trên nét mặt của nhau thật khó tin chúng ta có thể làm được cuộc chiến đấu này tuyệt đối hậu nhân sẽ khắc ghi sau khi kịp phản ứng cổ tiên ba vực hò hét gào thét trái lại bên phía thiên đình những cổ tiên còn lại sắc mặt xám xịt người nào cũng như con rối cổ số mệnh là cơ xí của thiên đình là trụ cột tinh thần của thiên đình tác dụng của nó không chỉ là một con cổ trùng cửu truyền bắt đầu từ nguyên thủy tiên tôn mọi người đã dựa vào con cổ trùng này để thể hiện địa vị của nhân tộc hy vọng tự do và dũng khí phản kháng trải qua hơn 300 vạn năm kế thừa và phát triển cổ số mệnh đối với thiên đình mà nói ý nghĩa càng thêm quan trọng là nội tình là biểu tượng và là một lá cờ tung bay vĩnh viễn của thiên đình bây giờ lá cờ này đã bị phương nguyên phá vỡ xé nát chư tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này giống như trụ cột trong lòng bị rút đi nhất thời đất trời đều sụp đổ khi cổ tiên ba vực không công kích bọn họ không có kích thích bên ngoài cả đám đều mờ mịt thất thố không biết phải làm gì ngay cả phượng cửu ca cũng im lặng vận mệnh ca vẫn luôn vang vọng chiến trường lúc này đã ngừng lại từ đằng xa phượng kim hoàng ẩn thân tại một tiên cổ phòng bí mật dưới mặt đất khóc không thành tiếng cổ số mệnh bị hủy vì sao lại như vậy rõ ràng tất cả mọi người đều cố gắng không tiếc hy sinh chính mình ánh mắt tần đình lăng đờ đẫn cũng đang sợ run giống như tượng đá hoàn toàn không có chút khí tức sinh mệnh nào bảng chu ma bị tàn phá không chịu nổi chậm rãi nổi lên phương chính bên trong tiên cổ phòng ngước nhìn phương nguyên biểu hiện vô cùng phức tạp phương nguyên ngươi thế mà làm được ở thiên đình dưới thủ đoạn tôn giả bao vây chặn đánh ngươi vẫn phá hủy được cổ số mệnh thì ra ta và ngươi tranh lệch lớn đến như vậy sự tranh lệch này khiến phương chính cảm thấy tuyệt vọng nhưng điều vi diệu nhất chính là phương chính lại không cảm thấy thống khổ ngược lại còn có chút nhẹ nhõm nên từ bỏ rồi người như phương nguyên từ lúc mới bắt đầu đã không giống bình thường y muốn so sánh với phương nguyên từ đầu đến cuối vẫn chỉ là hy vọng xa vời, một sự ảo tưởng, đáng ghét, đáng hận, thất bại rồi, cổ số mệnh đã bị hủy, rất nhiều cổ tiên thiên đình lệ rơi đầy mặt, bọn họ đã dốc hết toàn lực, bỏ ra toàn bộ tâm huyết, còn có người bỏ dậy từ phần mộ để tái chiến, có người thủ vững đến cùng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, thật sự là thẹn với đồng bạn đã hy sinh, ta không còn mặt mũi nào nhìn tiền bối sư môn, sự xấu hổ hiện lên trên gương mặt chúng tiên thiên đình, rất nhiều người có suy nghĩ muốn tự vận ngay tại chỗ, không cần hoảng hốt lúc này long công bỗng nhiên lên tiếng âm thanh chấn động ngàn dặm khiến tất cả cổ tiên đều giật mình long công bay lên chỗ cao nhất sắc mặt ngưng trọng trong lòng biết được đây là thời khắc mấu chốt nhất cổ số mệnh bị hủy long công cũng không thể ảo não và tự trách ông là lãnh tụ thiên đình ông cần phải cố hết sức giải quyết vấn đề này điều khiến cho ông vô cùng lo lắng chính là cổ tiên thiên đình bách chiến đang dao động người trong thiên hạ nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào nếu như nói phương nguyên trước đó năm lần bảy lượt hại thiên đình hung hăng đánh vào mặt thiên đình bây giờ phương nguyên phá hủy cổ số mệnh quả thật đã dao động căn cơ của thiên đình phá hủy địa vị và danh dự tích lũy hơn 300 vạn năm của thiên đình hầu như không còn long công nhất định phải trọng trình quân tâm phấn chấn sĩ khí phương nguyên người thật sự cho rằng ngươi đã phá hủy được cổ số mệnh sao long công bỗng nhiên cười ha hả một chút nhìn cũng không ra ông dao động hay xa sút tinh thần gì cả phương nguyên không trả lời chỉ lặng lặng nhìn ông rồi giơ bàn tay lên lúc này bên trong cổ tiên ba vực truyền ra tiếng cười đùa cợt long công mắt của ngươi bị mù không nhìn thấy cạn bã của số mệnh sao ánh mắt của tiên thiên đình lấp lóe hiện lên ngọn lửa hy vọng chẳng lẽ phương nguyên phá hủy cổ số mệnh là giả nhưng long công lại lắc đầu vẫn cười như cũ ha 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 cổ số mệnh bị phá hủy đương nhiên là thật nhưng phương nguyên ơi cho dù cổ số mệnh bị phá hủy thì như thế nào chẳng lẽ nó bị hủy thì vĩnh viễn chúng ta không luyện ra được sao sao quần tiên ngẩn người tiên cổ là duy nhất chính là chân lý giữa thiên điện này không thể bàn cãi ta có một con tiên cổ những người khác không có khả năng có một con tương tự được nhưng khi tiên cổ bị phá hủy, người khắp thiên hạ đều có cơ hội có được nó. Bây giờ, cổ số mệnh bị Phương Nguyên hủy là sự thật cứng như sát đá, nhưng đây không phải là sự kết thúc, bởi vì Thiên Đình còn có thể luyện ra được, chẳng lẽ Thiên Đình có cổ phương cổ số mệnh sao? Gương mặt thầm tòng thanh âm trầm, đặt câu hỏi, cổ số mệnh bị Thiên Đình ta chấp trưởng hơn 300 vạn năm, trong lúc đó, trải qua vô số đại năng luyện đạo, còn có tên tôn đời thứ ba, các ngươi đoán xem, Thiên Đình chúng ta có nắm giữ cổ phương cổ số mệnh hay không? Long Công mỉm cười, trên người tàn ra sự tự tin và ung dung đáng chết lúc này cổ tiên ba vực tức đến muốn xỉ khói long công lại cười nhưng cho dù thiên đình không có tiền cổ phương cổ số mạnh thì sao các vị ta không ngại hỏi các người cổ số mạnh thời thái cổ là do nhân tổ luyện chế sao dĩ nhiên không phải rồi tần đình lăng lên tiếng nàng hiểu được ý của long công ánh mắt hiện lên sinh khí cổ số mệnh vốn do thiên địa sinh ra long công gật đầu không sai tiên cổ đều được sinh ra từ tự nhiên có rất nhiều tiên cổ hoang dã cho dù chúng ta không luyện ra thiên địa cũng sẽ luyện ra cổ số mạnh cổ số mệnh mới có thể là lục truyền cũng có khả năng sẽ là cửu truyền ai có thể nói được chính xác chứ lần này đến phiên cổ tiên ba vực nhìn nhau nghe long công nói bọn họ chợt phá hiện phá hủy cổ số mệnh cũng không phải là chuyện lớn gì hủy cổ số mệnh thì cũng thôi đi sau này còn có thể luyện ra được cho dù luyện ra chúng ta cũng sẽ hủy nó tiếp có cổ tiên không cam lòng la lên nhưng giọng la cũng không mạnh bao nhiêu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người